chương trăm linh một lâm Việt ngã xuống, thạch thành hiện thế. 12 vũ trụ chúng sinh ở khóc giống, đế thành bên trong tối cao huyết mạch. Cũng là chứa huyết lệ, lúc trước là lâm Việt đưa bọn họ từ không thấy ánh mặt trời vực sâu bên. Trong giải cứu, chính là hiện tại bọn họ đã cường đại, lại là lại khó gặp đến lâm Việt thân ảnh. Một ngày này, 12 vũ trụ cùng đế thành mọi người, đều là đầu đội tố lụa trắng. Cộng tế lâm Việt ta huynh đệ, một đạo phẫn nộ thanh âm, từ thời không đại điện bên trong truyền ra tiểu mập mạp Bao Giám Minh. Ở trải qua mấy vạn năm ngủ say lúc sau, rốt cuộc là thức tỉnh rồi. Tối cao hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ, hắn ở ngửa mặt lên trời giống giận. Liền khởi nguyên nơi vòm trời, đều là không chịu nổi. Đang không ngừng nứt toạc, hắn nhìn về phía mênh mông khởi nguyên nơi. Hắn không có bởi vì thức tỉnh mà bị lạc. Hiện tại hắn không phải thứ tám vũ trụ gia đại thần vương mà là chân chính bao giám minh rắc rối đã là già nua bất kham lâm huyền lưu lại thủ đoạn thêm vào ở trên đó cuối cùng một trận chiến sắp xảy ra toàn bộ khởi nguyên nơi đều ở chấn động này kéo dài toàn bộ cổ sử chiến tranh đem ở đương thời hoàn toàn kết thúc tối cao năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau ra hết chấp trưởng từng người người trong tay cổ thành bên trong thiên vừa đứng đứng ở tường thành phía trên tối cao sức mạnh to lớn phát ra, hắn nhìn về phía khởi nguyên nơi mỗ một chỗ, nói, Lâm Huynh. Thật sự ngã xuống sao, lữ tổ một chúng tiên thần, hiện tại cũng đi tới đế quan bên trong. Giới hải bên trong bí địa, có bạch tiểu ly chờ 10 đại yêu vương chấn thủ, bọn họ đi tới khởi. Nguyên nơi, giao chiến quỷ dị nhất tộc, Lâm Việt thân hữu chờ đều là mang theo bi thống. Bất quá hiện tại bọn họ cũng đều biết, không phải bi thương thời điểm, dốc sức làm lại đối mặt từ xưa đến nay, lớn nhất hắc họa, Lâm. Tu thúc thúc, Lâm Nguyên thúc thúc. Các ngươi thật sự đã quyết định. Đi trước khởi nguyên nơi sao? Lâm cảnh đã trưởng thành vì đại nhân, cầm trong tay thần vương kiếm. Nhìn trước người hai người, Lâm Việt ý chí, yêu cầu người tới kế thừa. Chúng ta ở ngươi trên người, đã thấy được, ở lúc sau chiến tranh bên trong, 12 vũ trụ. Giao từ ngươi tới bảo hộ, Lâm Nguyên nói hắn thô cuồng bên trong, hiếm thấy mang theo nhu tính. Vui mừng nhìn Lâm Cảnh, Lâm Uyên cùng Lâm Tu. Đoạt được đến tạo hóa đều là kinh thế, Lâm Uyên dung hợp 10 đại yêu vương tinh huyết lúc sau. Đã đặt chân con đường của mình, hiện tại đã vô hạn tiếp cận với nửa bước tối cao. Lâm Tu đã hoàn toàn giải quyết tự thân tai họa ngầm, tu hành quỷ dị nhất tộc Pháp. Tới nửa bước tối cao, bọn họ chuẩn bị bước lên chinh chiến khởi nguyên nơi lộ chúng sinh đều là vì cuối cùng hắc họa làm chuẩn bị ở vào bí địa bên trong lâm việt vạn tái năm tháng qua đi thân thể như cũ không có hư thối nguyên hòa đã trở nên vô cùng ảm đạm chỉ thấy mỏng manh ánh lửa dần dần trở nên hừng hực nguyên hòa lúc này thế nhưng ở hiến tế chính là vì cứu trở về lâm việt nó muốn dẫn độ hồi lâm việt một sợi chân linh luân hồi đạo tác quanh năm không tiêu tan ở nguyên hòa hiến tế dưới toàn bộ khởi nguyên nơi đều ở chấn động muôn vàn đại đạo hóa thành dáng màu bị nguyên hòa tiếp dẫn mà xuống toàn bộ rót vào tới rồi lâm việt trong cơ thể lâm việt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục một lần nữa trở nên anh đĩnh bất quá sinh mệnh hơi thở như cũ không có xuất hiện nguyên hòa đã được ăn cả ngã về không hắn muốn đem chính mình hiến tế lấy cầu có thể đánh thức lâm việt Chẳng sợ cơ hội xa vời, luân hồi hơi thở xuất hiện, khởi nguyên nơi bên trong. Xuất hiện một tòa hùng vĩ thạch thành, đứng sừng sững ở dưới vòm trời, luân hồi đạo tác. Tràn ngập toàn bộ đại địa. Vô luận là vũ trụ phương sinh linh, vẫn là quỷ dị nhất tộc, lúc này đều là mang theo sầu lo, luân hồi. Chưa từng có xuất hiện quá, lúc này thế nhưng ở khởi nguyên nơi hiện hóa, bọn họ cũng không biết. Này ý nghĩa cái gì? Bạch Tiểu Ly chờ một chúng yêu vương, lúc này trấn thủ ở giới hải bên cạnh. Thân hình đỉnh thiên lập địa, khổng lồ vô biên. Bọn họ đã khôi phục tới rồi đỉnh, lúc này nhìn phương xa xuất hiện luân hồi hơi thở. Trên mặt đều là mang theo ngưng trọng thần sắc. Luân hồi hơi thở, chẳng lẽ Bạch Tiểu Ly thấp giọng nỉ non, chỉ có nàng hóa thành hình người. Đứng lặng ở trời cao dưới, mười đại yêu vương biết lâm việt nắm giữ luân hồi đạo tắc bất quá lại là không dám khẳng định vô luận là quỷ dị nhất tộc vẫn là vũ trụ chúng sinh trong đó cường già đều là nghĩ tới từ cổ sử phía trước đều kéo dài truyền thuyết ở thiên địa mất đi là lúc đó là luân hồi trùng kiến ngày hiện tại thạch thành xuất hiện bọn họ không biết có phải là ở dự báo này thứ nhất tiên đoán ra đời chỉ có bạch tiểu ly chờ số ít mấy người còn mang theo hy vọng luân hồi hơi thở xuất hiện hay không biểu thị Lâm Việt cũng không có chân chính mất đi, mà là chuẩn bị đột phá trở về. Không đúng, là nguyên hỏa hơi thở, quỷ. Dị nhất tộc bên trong 10 đại vương tòa, trong đó có hai vị. Là tân tấn, bọn họ thông qua tổ địa thấy được một góc chân tướng, khởi nguyên nơi biến hóa. Đúng là nguyên hỏa hiến tế tạo thành. Nguyên hỏa là thiên địa ra đời chi sơ đệ nhất lũ ngọn lửa tương truyền khởi nguyên nơi đều còn. Không có xuất hiện thời điểm, hỗn độn bên trong tổng cộng có 50 đóa nguyên hỏa, cấu trúc thiên địa. Cuối cùng một đóa tàn lưu xuống dưới. Cũng chính là trong thiên địa duy nhất dư lại một đóa chứa dục tất cả ảo diệu. Hiện tại nguyên hỏa thế nhưng ở hiến tế, quỷ dị nhất tộc biết. Nguyên hỏa năm đó chính là bị lâm Việt kiềm giữ. Trong đó đại biểu cái gì, bọn họ đã suy đoán không đến, bởi vì thạch thành xuất hiện. Ngay cả quỷ dị tổ địa, đều là dọ thám biết không đến cụ thể tình huống, lâm Việt lúc này đi tới thạch thành chỗ sâu trong khởi nguyên nơi thạch thành hóa thành một giới đứng sừng sững ở khởi nguyên nơi một bên kinh sợ chúng sinh cùng quỷ dị nhất tộc tới rồi đại chiến thời khắc mấu chốt không có người tới gần thạch thành bọn họ đều có thể từ trong đó cảm giác được khủng bố lực lượng bất luận cái gì sinh linh tới gần đều phải mất đi tiến vào luân hồi bên trong nguyên hỏa hiện tại đã kiệt lực trở nên vô cùng mỏng manh hắn lại lần nữa hóa thành một sợi ánh lửa vô cùng ảm đạm, cuối cùng rơi xuống ở Lâm Việt ngực, không cần như vậy. Một đạo mỏng manh thanh âm vang lên, một bàn tay đem nguyên hỏa nâng lên, luân hồi hơi thở. Trở nên vô cùng nùng liệt, Lâm Việt với lúc này sống lại, hắn hiện tại đã ở vào thạch thành chỗ. Sâu trong, đi tới luân hồi cuối đường. Nguyên hỏa ở Lâm Việt trong tay, không ngừng tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất không còn nữa tồn tại, ê a, à, đây là nguyên hỏa cuối cùng thanh âm, hắn cuối cùng thấy được lâm. Việt thức tỉnh, muôn vàn đại đạo, vờn quanh ở lâm Việt quanh thân. Đây là nguyên hỏa cuối cùng tặng, lâm Việt không biết ngoại giới đã đã xảy ra cái gì, hắn lại lần. Nữa đi tới luân hồi cuối đường, nhìn phía trước hang động, không có chút nào trần chờ Trực tiếp bước vào trong đó, sở hữu hết thảy đều biến mất. Lâm Việt không biết đi tới địa phương nào, bất quá theo Lâm Việt bước vào tới rồi hang động bên. Trong, chưa từng có phát sinh biến hóa hai tôn tượng đất cùng tượng đá. Lúc này ở đã xảy ra mỏng manh chấn động. Lồng giam bên trong chim chóc, rốt cuộc có người đặt chân này một bước sau, một đạo xa xưa. Thanh âm truyền đẳng ở thạch thành bên trong, không biết từ đâu mà vang lên. Như là cách muôn đời mênh mông. Nắm giữ luân hồi đạo tắc cùng muôn vàn đại đạo lúc sau. Lâm Việt cảm giác tới rồi hang động bên trong không đơn giản. Lúc này trực tiếp bước vào tới rồi trong đó, muốn tra xét ra bí ẩn. Hiện tại hắn chẳng qua là một sợi chân linh chống đỡ chính mình. Cũng không có hoàn toàn sống lại, bất quá là đại đạo chi lực, duy tục hành vi. Như cũ là một cái người chết. Chương 1402 kéo dài khắp cổ sử đại chiến bắt đầu. Lâm Việt hiện giờ trạng thái cùng hoạt tử nhân vô dị đã hoàn toàn chết đi, hiện tại chỉ là bảo lưu lại một tia ý thức, cơ hồ là ở vào bản năng. Ở hướng về luân hồi cuối đường mà dọ thám biết, hiện giờ khởi nguyên nơi đại chiến, đã mở ra. Đến tột cùng là chúng sinh mất đi, vẫn là quỷ dị nhất tộc bình định, giác. Rồi lúc này đứng thẳng ở đế thành phía trên, có thể nhìn đến, vô tận xương đen ở kích động. Trong chớp mắt đã tới rồi đế thành ở ngoài. Trong đó có bốn vị vương tọa ngón tay cái tiếp cận mang theo vô thượng lực lượng, hiện tại bọn họ đều đã khôi phục tới rồi đỉnh, thứ. Năm vũ trụ tối cao con nối dõi, tại đây, trấn áp hắc họa. Lạc xuất hiện, nàng kế thừa phụ thân lực lượng cùng nói quả. Lúc này đột phá chảm đạo bảy trọng, đi tới đế thành phía trên, khủng bố hơi thở. Ở khởi nguyên nơi truyền đẳng, nàng hiện tại dáng người không hề già nua, trong ánh mắt. Mang theo vô cùng chiến lực. Sao trời tối cao cùng mặt khác đã từng làm phản hai vị tối cao cũng đi tới chiến trường bên trong hắn ánh mắt lạnh nhạt đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối nguyên lai là thứ năm vũ trụ tối cao ấu nữ sao sao trời tối cao chậm rãi mở miệng hắn đã nhớ không được chính mình xuất phát từ đệ mấy vũ trụ hiện tại trong ánh mắt chỉ có vô tận lạnh nhạt chi ý hắn nhìn về phía lạc trong ánh mắt mang theo một cổ sát ý làm phản giả không có tư cách tại đây nói chuyện lạc đứng thẳng ở rắc rối bên người hiện giờ thời không đại điện đã bị rắc rối thác ở trong tay mang theo sắc bén chi ý bọn họ biết có lẽ đây là cuối cùng một trận chiến mọi người không có lùi bước kéo dài khắp cổ sử chiến đấu sắp sửa ở đương thời chung kết phải không năm đó chúng sinh bán đứng ta chờ làm sao nghe được các ngươi như vậy nói quạt đã từng phản bội chúng sinh tối cao không ngừng một vị lúc này đều là đã trở thành quỷ dị nhất tộc bên trong vương tọa đặc biệt là sao trời tối cao nhất cường đại. Hiện tại đã đủ để sánh vai mười đại vương tòa trên người hắn hắc ám hơi thở. Làm chúng sinh nhút nhát cơ hồ liền kia cổ hơi thở đều không chịu nổi. Bọn họ dựng thân ở vô tận trong bóng tối, dáng người vĩ ngạn. Giống như một phương đại vũ trụ giống nhau, vương tọa thân hình, cũng là thật lớn vô cùng. Đứng sừng sững ở khởi nguyên nơi, giơ tay nhưng chạm đến sao trời. Bao giám minh đứng thẳng ở đế thành phía trên, chậm rãi nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chiến, mặc dù bao giám biết rõ lực lượng cách xa, chẳng sợ hiện tại đế thành bên trong. Có tiên quan bên trong đi trước giả trở về, tiến đến tương trợ. Chính là đỉnh chiến lực tranh lệch phía trên, thật sự là quá lớn. Đế thành bên này, chỉ có bao giám minh, rắc rối, lạc chờ Có có thể chống lại vương tọa ngón tay cái thực lực, đến nỗi đế thành bên trong có dương tiễn đám người, tuy rằng đã ở vào trảm đạo cảnh giới. Chính là bất quá là nhất trọng thiên thôi. Đối với vương tọa ngón tay cái, khó có thể tạo thành ảnh hưởng tới rồi hiện giờ. Hết thầy chuẩn bị đều trở thành vô căn cứ, vương tọa ngón tay cái lực lượng quá mức với cường. Đại, giơ tay liền có thể hủy diệt hết thầy, chính là táng diệt một giới. Cũng bất quá là búng tay gian bất quá từ đế thành bên trong chúng sinh bên trong, nhìn không ra chút nào sợ hãi, chiến, sát. Ra một cái lanh lảnh càn khôn, ta vi hậu người khai sinh lộ, tất. Cả mọi người ở hét lớn, chỉ thấy lúc này cửa thành đã mở ra. Vô tận quỷ dị sinh linh, đều là mang theo châm chọc ý vị, bọn họ từ trong bóng tối buông xuống. Mà xuống, cùng đế thành sinh linh chém giết ở cùng nhau, khủng bố chiến đấu giao động kêu sát dung trời lan đến toàn bộ khởi nguyên nơi không bao lâu đã có người đẫm máu chân linh vĩnh viễn tán loạn chỉ thấy lúc này vũ hỏa cùng táng băng đang không ngừng lan tràn thực mau liền đem nơi đây bao phủ hiện tại quỷ dị tổ địa đã hoàn toàn sống lại cũng may hiện tại lâm niệm cũng nắm giữ vũ hỏa cùng táng băng hiện giờ ở vào tối cao cảnh giới có thể đối quỷ dị sinh linh hình thành nhất định áp chế làm cho bọn họ không thể dễ dàng sống lại. Bất quá hiện tại quỷ dị tổ địa sức mạnh to lớn. Đã không phải lâm niệm đơn giản nắm giữ vũ hỏa cùng táng băng lúc sau. Liền có thể chống cự, như cũ có quỷ dị nhất tộc bên trong cường giả, chẳng sợ bị đánh chết. Cũng chậm rãi từ xương đen bên trong sống lại. Đây là một hồi tuyệt vọng chiến tranh, chính là không có người lùi bước một bước, cho dù là thi cốt vô tồn, bọn họ như cũ ở phát động tiến công, đế thành đối mặt tứ đại vương tọa áp chế. Đã xuất hiện diêu trụy chi thế. Đứng đầu cường giả đều còn không có ra tay, ở lẫn nhau rằng co, bất quá một ít vương tọa. Đã lộ ra thị huyết chi ý, bọn họ cảnh giới, cùng vũ trụ sinh linh so sánh với. Cũng chỉ là xuất phát từ trảm đạo một lưỡng trọng thiên. Xa xa cập không thượng vương tọa ngón tay cái chính là kia rốt cuộc cũng là tối cao chiến lực, không có người dám khinh thường, khả. Năng kiếp này, lạc trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, chính là cũng không có hiển lộ ra một. Tia sợ hãi, liền tính ta chờ chôn cốt nơi đây, lại là như thế nào, ở phía trước một đời. Chúng ta đã thất bại, chẳng lẽ kiếp này còn muốn lùi bước sao, bao. Giám minh quát to, mập mạp thân hình, mang theo vô tận vĩ ngạn. Lúc này hắn trực tiếp một bước bước ra, tỏa định khư vương lão nhị, lại đây, cùng ra ra một trận chiến, bao. Giám minh chừng mắt thẳng chỉ khư vương, thứ năm vũ trụ năm xưa tối cao sao. Khư vương rất có hứng thú nói, người Pháp quả nhiên kỳ dị, cho dù là bị tổ địa trọng thương. Không thể tưởng được trải qua tu dưỡng, ở kiếp này bên trong, thế nhưng sống lại, ta. Danh, bao giám minh, cấp ra ra nhớ kỹ, bao. Dám nói rõ nói, ngay sau đó, hắn trực tiếp ra tay không dung khư vương có chút phản ứng cơ hội. Ta thừa nhận, các ngươi sơ đại kia một thế hệ thần vương, xác thật rất mạnh. Có bao nhiêu tôn đều có địch nổi 10 đại vương tòa thực lực, bất quá đã lâu năm tháng qua đi. Tổ địa uy năng, lại há là các ngươi có thể tưởng tượng, khư vương hét lớn. Chỉ thấy hắn thân hình bạo trướng, tựa như thân hóa vũ trụ, chính là hùng vĩ đế thành. Ở hắn trước mặt cũng bất quá là muối bỏ biển, bao giám minh không sợ, trong tay hắn đạo pháp muôn vàn, bao giám minh lấy mộng nhập đạo có thể hư hóa hiện thế. Hoặc là đem cảnh trong mơ bên trong tồn tại. Chiếu rọi ở hiện thế bên trong, chỉ thấy một con chịu tải thiên địa con bướm. Theo chấn cánh chi gian, đó là đại biểu một cái thời đại sinh diệt. Kia chỉ con bướm có vẻ rất là hư ảo, chính là xuất hiện ở khởi nguyên nơi. nhấc lên vô tận gió lốc, làm khư vương đô là không cấm lùi lại vài bước, phá sau mà đứng, người càng cường, hư vương cười to, bất quá hắn, không có chút nào kinh hãi. Hai người trực tiếp đánh tới khởi nguyên nơi thiên ngoại thiên, phía trên hư không kích động. Bộc phát ra sáng lạn ánh lửa, lúc này rắc rối mấy người cũng là xuất động. Rắc rối một tay nâng thời không đại điện, một tay cầm tàn phá trường kiếm. Trên người sớm đã hủ bại chiến giáp, lại lần nữa rực rỡ lấp lánh, ta. Nãi lâm thần vương ngồi xuống đệ nhất chiến tướng, cái nào vương tọa tiến đến nhận lấy cái chết. Này thanh âm đàm thoại giống như hỗn độn thần lôi. Ở khởi nguyên nơi truyền đẳng, kinh sợ mỗi người tâm thần, năm đó rắc rối. Thiên phú cũng là quan cổ tuyệt nay giả, bất quá là bởi vì hắc họa tới gần. Dẫn tới chính mình cơ hồ trọng thương hấp hối. Bằng không tới rồi hiện giờ, hắn chưa chắc không thể đạt tới chảm đạo bảy trọng. Đối kháng quỷ dị vương tọa bên trong ngón tay cái, đáng tiếc số mệnh như thế, bất quá hiện tại rắc rối chỉ nghĩ tận tình một trận chiến, lại muôn đời tiếc nuối. Hắn biết, hôm nay một trận chiến lúc sau. Khả năng đó là thân tử đạo tiêu, rắc rối vốn dĩ chính là một cái người sắp chết. Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi, có. Thể vi hậu thế tẫn cuối cùng một phần lực. Cũng không uổng công ta vì 12 vũ trụ người, rắc rối cười to. Lúc này chạy thoát đi ra ngoài thương vương, nhìn rắc rối trong ánh mắt hiển lộ ra sát ý, vũ vương trải qua tổ địa khủng bố lực lượng tầm bổ dưới. Hiện giờ tuy rằng là khôi phục chính là đỉnh đã không còn, hàng tỷ tái tu hành. Đốt quách cho rồi, chương 1403 lâm Việt thân tử vô địch chi tư. Thương vương, thực hảo, lại đây nhận lấy cái chết, giác. Rối tàn phá kiếm, thẳng chỉ thương vương, ngươi. Cũng biết, vương là vật gì, không tôn, đương chu, thương vương mắt lạnh nhìn về phía rắc rối hắn biết rắc rối bất quá là mượn dùng lâm huyền thủ đoạn. Tuy rằng có chảm đạo bảy trọng thực lực, chính là đối với hắn một cái hoàn chỉnh vương tọa ngón tay cái. Không có chút nào phần thắng, cái gì chó má vương tọa ta 12 vũ trụ lâm thần vương. Không phải không có giết qua, rắc rối thanh âm trực tiếp cách giới hải. Truyền tới 12 vũ trụ bên trong, 12 vũ trụ hiện giờ cũng là hiển lộ ác chiến bên. Trong quỷ dị nhất tộc đã thông qua cổ sử phía trước lưu lại thủ đoạn. Xâm nhập tới rồi vũ trụ bên trong. Bất quá bởi vì giới hải nguyên nhân, xâm nhập đến vũ trụ bên trong quỷ dị nhất tộc. Thực lực cũng không phải rất cao, chỉ có mấy tôn nửa bước tối cao mang đội. Phân biệt xâm lấn mấy cái vũ trụ. 12 vũ trụ chủ động từ bỏ mặt khác mấy cái quản hạt vũ trụ. Đem Sở Hữu Sinh Linh cùng chiến lực tập kết tới rồi 12 vũ trụ, hiện tại 12 vũ trụ cho dù là tình hình chiến đấu thảm thiết cũng phòng thủ kiên cố giống nhau. Mặc dù là năm tôn chuẩn vương ra tay, như cũ là khó có thể công phá thiên vực đương 12 vũ trụ mọi người. Nghe được rắc rối truyền lại tới tin tức lúc sau, chiến ý trở nên vô cùng ngẩng cao, lúc này bên ngoài chém giết các tướng sĩ. Đều là biểu tình phấn khởi. Ta 12 vũ trụ sơ đại thần vương, liền 10 đại vương tòa đều nhưng chu sát nơi này kẻ hèn mấy tôn chuẩn vương thôi chỉ thường thôi có người vung tay hô to chẳng sợ cả người là huyết hắn từ người chết đôi bên trong bò ra lại lần nữa đối mặt quỷ dị nhất tộc công phạt ở chém giết mấy tôn quỷ dị sinh linh lúc sau bị oanh thành huyết vụ hắc ám thần quan bọn người đã gia nhập tới rồi chiến trường bên trong bất quá là chiến đấu vừa mới bắt đầu đã có lâm việt thân hữu hoàn toàn mất đi bị hắc ám sở cắn nuốt, chân linh không còn nữa tồn tại. Không có người bi thương, lúc này lâm cảnh một tịch bạch y, trong tay cầm trường kiếm. Đứng ở thần vương điện bên trong, hắn xuyên thấu qua kính mặt. Thấy được chiến trường thảm thiết mẫu. Hậu, lâm cảnh quỳ gối ngọc thanh thần nữ trước mặt liền dập đầu lại ba cái. Ta minh bạch người ý tứ, đi thôi, sát ra 12 vũ trụ uy danh, ngọc thanh thần nữ trong ánh mắt mang theo ảm đạm, nói, ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống. Không cần đọa hắn uy danh, lâm cảnh trịnh trọng gật đầu, hắn cùng tần y y đám người từ biệt lúc. Sau, Thần hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thần vương thân trinh, tin. Tức truyền tới 12 vũ trụ chúng sinh trong tai. Chiến ý sôi trào, chỉ thấy lâm cảnh một tịch bạch y, thân khoác thần vương chiến giáp. Xuất hiện ở vòm trời bên trong, hắn một mình đối mặt phía sau năm tôn chuẩn vương hôm nay, lấy các ngươi huyết tới tế điện phụ vương. Cùng với 12 vũ trụ mất đi sinh linh nhóm, Lâm. Cảnh khí chất cùng Lâm Việt quá giống, giống như chính là mặt khác một tôn Lâm Việt. Buông xuống ở thế gian, đại ngày vô lượng Phật tôn xuất hiện. Hắn đứng ở lâm cảnh phía sau, trên người nửa bước tối cao hơi thở triển lộ không thể nghi. Ngờ, Thủy Kỳ Lân đám người, ở chiến trường bên trong đã cả người nhiễm huyết, bọn họ nhìn vòm. Trời phía trên lâm cảnh chém giết một tôn quỷ dị sinh linh lúc sau, quá to, lâm cảnh tiểu thần vương. Chém giết bọn họ, Thủy Kỳ Lân lúc này nâng đã trọng thương hấp hối thiên phượng. Ở chiến trường bên trong không ngừng chém giết, hắn hai mắt bên trong, mang theo nước mát. Thiên phượng chính là bị năm tôn chuẩn vương, liên hợp vây sát, thế cho nên trọng thương. Hiện tại đã sinh tử không biết, hắn tuy rằng thiên phượng không đối phó chính là cảm tình sâu thiết, không có biết, sát, lâm cảnh chỉ là nhàn nhạt học ra một chữ. Hắn trực tiếp tỏa định bốn tôn chuẩn vương, năm đó lâm Việt con nối dõi sao, cầm. Đầu một tôn chuẩn vương, lúc này mang theo châm chọc ý vị, nói. Người phụ vương đều đã ngã xuống, 12 vũ trụ. Còn có cái gì có thể ngăn cản ta minh giới thiết kỵ, bằng ngươi sao? Một tôn chuẩn vương mở miệng, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, hiện tại. Từ ta kế thừa phụ thân y bát không chỉ có muốn quét sạch 12 vũ trụ quỷ dị. Còn muốn dẫn dắt 12 vũ trụ chinh chiến khởi nguyên nơi, Lâm. Cảnh ra tay, hắn được đến Lâm Việt chân truyền. Bất quá Lâm Việt cũng không có lấy chính mình nói ảnh hưởng hắn, Lâm cảnh nắm giữ mặt khác một. Cái vô thượng đại đạo quá sơ, theo ở đạo tắc thêm vào dưới. Lâm cảnh trở nên lạnh nhạt mà vô tình, đại ngày vô lượng Phật tôn đối thượng một tôn chuẩn vương. 12 vũ trụ đại chiến, chân chính ý nghĩa thượng bắt đầu rồi, bởi vì Lâm Cảnh gia nhập. 12 vũ trụ mọi người bắt đầu phản công, Lâm Cảnh kiềm chế bốn tôn chuẩn vương. Đã không có chuẩn vương áp chế. Hiện tại 12 vũ trụ bên trong cường giả đều là bạo phát khủng bố chiến lực này đó đều là Lâm Việt Lưu lại chuẩn bị ở sau. Trong đó Lâm Chiến Vũ tuy rằng ở lúc sau 5 tháng bên trong chậm trễ, chính là ở chiến đấu bên trong, càng chiến càng dũng sát diệt mấy tôn nói dẫn cảnh đỉnh quỷ dị nhất tộc. Lúc này thế nhưng ở chiến đấu bên trong đột phá, đang lâm nửa bước tối cao. Lúc này hắn như vào chỗ không người, giết được trời đất u ấm, hắn thân là cổ thần huyết mạch. Vốn dĩ chính là vì chiến mà sinh, lúc này ở chiến đấu bên trong, hiểu được thâm hậu. Đã đủ để sánh vai nửa bước tối cao. Lâm chiến vũ đem thiên vực một giới hoàn toàn quét sạch lúc sau, đi tới trời cao phía trên, bốn tôn không biết xấu hổ đồ vật, dám vây công ta chất nhi, người, cái kia lão cái mõ. Cấp ra ra chết lại đây, lâm chiến vũ vô tận huyết khí, trực tiếp tỏa định một người. Tiểu thúc, người đi quét sạch mặt khác chiến trường, nơi này, một mình ta đã đủ rồi, lâm. Cảnh mang theo vô cùng tự tin, các loại thần thông đều xuất hiện, quá sơ chi lực đang không ngừng. Phát ra, lúc này lâm cảnh đối mặt bốn tôn chuẩn vương, thế nhưng còn hiện ra áp chế chi thế bốn tôn chuẩn vương lúc này trên mặt đã phân ra mồ hôi lạnh, bọn họ không thể diễn tả khuôn mặt. Phía trên, lần đầu tiên hiển lộ ra ngưng trọng. Lâm cảnh quá mức với cường đại rồi, thiên tư đáng sợ. Có thể ở như thế đoạn năm tháng bên trong, với tới nửa bước tối cao. Hơn nữa lĩnh ngộ một loại đại đạo, nếu là làm hắn trưởng thành lên, có thể là mặt khác một tôn Lâm Việt. Bốn gã nửa bước vương tọa ý thức được điểm này, năm đó Lâm Việt ở bọn họ tổ địa phía trước cho chấn động quá nồng liệt hiện tại nhìn lâm cảnh bọn họ thế nhưng lại lần nữa sinh ra cái loại cảm giác này người này không thể lưu cầm đầu chuẩn vương nói chỉ thấy bọn họ trực tiếp tế ra vương tọa cho pháp khí tuy rằng bọn họ qua sông giới hải tiến vào đến vũ trụ bên trong thực lực có điều bị áp chế chính là vương tọa đồ vật lúc này lực lượng đã đại suy giảm chính là diệt sát một cái nửa bước tối cao thập phần đơn giản tối cao cùng nửa bước tối cao bất quá là kém hai chữ nhưng lại là cách biệt một trời đại ngày vô lượng phật tôn đôi mắt cứng lại hắn cảm nhận được tim đập nhanh hơi thở cảnh nhi mau lui đại ngày vô lượng phật tôn uống đến hắn muốn tiến lên chính là lại bị trước mắt chuẩn vương sở khiên chế hiện giờ khó có thể thoát thân bốn tôn chuẩn vương cộng tế pháp khí chỉ một thoáng toàn bộ thiên vực đều ở nứt toạc nơi này có lâm việt thêm vào quá hiện tại thế nhưng cũng không chịu nổi cái này đồ vật hơi thở, bất quá lâm cảnh như cũ biểu hiện. Đến thập phần bình tĩnh, chỉ thấy hắn thân hình, dần dần trở nên hư ảo, thế nhưng trong chớp mắt. Tới một tôn chuẩn vương phía sau, suy, máu đen chảy xuôi, một tôn chuẩn vương, thế nhưng bị lâm cảnh trực tiếp chảm rớt đầu, hắn. Thế nhưng cũng nắm giữ thời không đạo tắc vài. Vị vương tọa cây ếch yêu ta sợ, lúc này lâm cảnh liền giống như một tôn sát thần, trong tay dẫn theo kia một tôn chuẩn vương đầu mặt vô biểu tình hắn vận dụng cổ tự lực lượng trực tiếp đem chuẩn vương đầu ma diệt cho dù là kế tiếp kia tôn chuẩn vương gian nan ngưng tụ thân hình chính là ở cổ tự lực lượng dưới thực lực của hắn đã khó có thể khôi phục như lúc ban đầu cảnh giới cơ hồ đều ngã xuống giết hắn mấy tôn chuẩn vương hét lớn pháp khí phía trên lực lượng đã ngưng tụ xong chỉ thấy toàn bộ thiên vực đều là bị quỷ dị vật chất sở bao phủ lấy bốn tôn chuẩn vương vì trung tâm nửa trong suốt màu đen kết giới phát ra mở ra đang không ngừng lan tràn loại này xu thế là không thể nghịch chuyển có rất nhiều vũ trụ sinh linh ngã xuống ở này cổ hơi thở dưới lâm cảnh bình tĩnh hắn không có né tránh mà là một bước bước vào tới rồi trong đó ngu xuẩn thế nhưng vì cứu này đó con kiến chủ động bước vào tới rồi Minh nói cái chắn bên trong, bốn tôn chuẩn vương cười. Chương 1404 quét sạch vũ trụ bên trong quỷ dị. Chính là ở thực mau bọn họ tươi cười liền động lại, chỉ thấy kia Minh giới cái chắn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng dạn nứt tới rồi cuối cùng. Thế nhưng trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, lâm cảnh thân hình hiển lộ mà ra. Trên người tràn đầy một loại vô địch khí thế. Làm tất cả mọi người là kinh hãi, bốn tôn chuẩn vương càng là liên tục lùi lại vài bước chỉ thấy trong tay bọn họ pháp khí. Thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra, lâm cảnh trên người lịch sử sông dài mảnh nhỏ ở kích động mỗi một mảnh. Đều là một chút năm tháng, lúc này hắn dựng thân trong đó. Giống như một tôn siêu thoát sinh linh. Bể nghẽ trên trời dưới đất, hắn đã nghiễm nhiên có tuyệt đại cường giả phong phạm. Này lịch sử sông dài mảnh nhỏ, là lâm cảnh ở nhiều năm trước tới rồi Lâm Việt đã từng cư trú phòng nhỏ, tiến vào bí địa. Luyện Lâm Huyền lưu lại lịch sử sông dài mảnh nhỏ, làm chính mình sát chiêu, bớt. Quá nửa bước tối cao cảnh giới, cũng dám xúc động lịch sử sông dài. Cầm đầu chuẩn vương kinh hãi, không cấm là hít hà một hơi, bọn họ đều đang không ngừng lùi lại. Không chịu nổi lịch sử sông dài mảnh nhỏ sức mạnh to lớn, bất quá lâm cảnh hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn bỏ chạy cơ hội lịch sử sông dài mảnh nhỏ dấu vết ở thiên vực mỗi một chỗ góc trong đó có tuyệt đại cường già ra tay cách thời gian giết địch quỷ dị sinh linh ở kêu thảm thiết toàn bộ hóa thành bột mịn mà lịch sử sông dài mảnh nhỏ đem bốn tôn chuẩn vương tỏa định khủng bố hơi thở bao phủ ở bọn họ trên người năm đó lâm huyền đúng là bằng vào này chém giết tộc của ta vương chuẩn vương thấp giọng nói bất quá hiện tại bọn họ đã khó có thể đào thoát sở hữu quỷ dị sinh linh đều là khó thoát một kiếp chính là chuẩn vương này mấy tôn chuẩn vương cũng không ngoại lệ toàn bộ bị treo cổ hóa thành bột mịn cắn nuốt sao trời thi triển lâm cảnh đem sở hữu quỷ dị hơi thở toàn bộ nạp vào trong cơ thể lâm tu ở rời đi phía trước đã từng truyền xuống chính mình tìm hiểu đạo pháp lúc này lâm cảnh thế nhưng nghĩ mượn dùng quỷ dị vật chất đặt chân ra cuối cùng một bước, thủy kỳ lân đám người, đều là đứng thẳng ở phế tích phía trên. Nhìn lệnh nhân tâm kinh một màn, lâm cảnh, ở mượn dùng lâm tu pháp, bọn. Họ đều ý thức được điểm này. Hiện tại lâm cảnh tới này một bước lúc sau, vũ trụ bên trong đã không có vật chất. Có thể cho hắn nhanh chóng tiến dai. Chỉ có mượn dùng quỷ dị vật chất, chỉ thấy mấy cái cổ tự ở lâm cảnh trên người vờn quanh. Hóa thành một cái thật lớn thiên địa đông lò không ngừng đem quỷ dị vật chất bên trong lực lượng tiến hóa, trở thành chính mình thân thể một bộ phận, này không phải căn cứ lâm tu chân chính pháp, mà là trải qua lâm cảnh cải tiến, hiện tại có thể hấp thu quỷ dị vật chất, đối tự thân không có ảnh hưởng, tất cả mọi người ở cảm thán, lâm cảnh thiên tư. Hắn chính là vì tu đạo mà sinh, quật khởi bước chân, thế không thể đỡ. Đợi cho 12 vũ trụ bên trong quỷ dị vật chất hoàn toàn biến mất, Bị Lâm cảnh toàn bộ hấp thu hắn chậm rãi mở mắt còn chưa đủ hắn chậm rãi nói 12 vũ trụ tuyệt đối là 12 cái vũ trụ bên trong tao ngộ nhiều nhất cường địch nơi hiện tại 12 vũ trụ đệ nhất sóng quy hát Yota đã bị giải trừ mặt khác vũ trụ người còn còn đâu Lâm cảnh đem tin tức truyền lại đi ra ngoài ở ác chiến mặt khác vũ trụ lúc này đều là mang theo giật mình chi sắc, bọn họ cũng đều biết 12 vũ trụ tao ngộ cái gì. Mà lúc này bọn họ thế nhưng còn có dư lực, dò hỏi mặt khác vũ trụ tùy. Ta trình chiến mặt khác vũ trụ, hoàn toàn quét sạch quỷ dị, lâm. Cảnh chậm rãi nói, chỉ thấy bọn họ mở ra vực môn, đếm không hết chiến thuyền ở tập kết. Đại ngày vô lượng Phật tôn bọn họ, đều là theo lâm cảnh. Bước vào tới rồi vực môn bên trong, vô địch chi tư đã triển lộ không thể nghi ngờ, vũ trụ bên trong. Xuất hiện lâm cảnh thân ảnh, hắn dẫn đầu giải quyết 12 vũ trụ thống ngự mặt khác mấy cái. Vũ trụ, ngay sau đó, đó là thứ năm vũ trụ, Khương Lạc như cũ là phong tư yểu điệu. Lúc này đứng thẳng ở tường thành phía trên, tại tiến hành gian nan chống cự ta. Biết người sẽ đến, Khương Lạc mang theo ý cười. Nàng tiếp nhận rồi thứ năm vũ trụ sơ đại thần vương bộ phận truyền thừa. Lúc này thế nhưng cũng có người nửa bước tối cao thực lực, bất quá đối với đối kháng quỷ dị sinh. Linh tới nói, hiển nhiên là không đủ đủ, lâm cảnh đối khương lạc khẽ gật đầu. Hiện tại không phải nhi nữ tình trường, hắn trực tiếp tỏa định xâm lấn thứ năm vũ trụ hai tôn. Chuẩn vương, hôm nay, ta liền đại phụ trinh chiến, vũ trụ bên trong quỷ dị. Một cái đều sống không được, hắn lời nói thực đạm, lạnh nhạt chi ý, làm người sờn tóc gáy phụ vương vì 12 vũ trụ an bình, hiện giờ ngã xuống, liền dùng các ngươi huyết. Tới tế điện, vì phụ vương tiễn đưa, lâm. Cảnh hai mắt hồng nhuận, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, hắn không có khóc. Hốc mắt cơ hồ đều nứt toạc. Tuy rằng hắn cùng Lâm Việt cũng không có gặp nhau bao lâu, đại đa số. Chỉ là từ Ngọc Thanh thần nữ bọn họ trong miệng nghe nói, chính là máu mù tình thâm thân tình. Ở hắn biết Lâm Việt đã ngã xuống thời điểm, hắn đối với quỷ dị nhất tộc liền đã thống hận tới rồi cực hạn hận không thể hiện tại liền đưa bọn họ giết sạch đạp vỡ quỷ dị tổ địa hai tôn quỷ dị chuẩn vương không có chút nào ngoài ý muốn chẳng sợ có một người vì vương tộc dòng chính chính là một người vương tọa thân tử như cũ bị lâm cảnh lịch sử sông dài mảnh nhỏ treo cổ hoàn toàn tử vong quỷ dị tổ địa đều là khó cứu khủng bố uy thế làm xâm lấn mặt khác vũ trụ quỷ dị sinh linh đều là kinh hãi bọn họ thu được triệu hoán lập tức đi trước đệ nhất vũ trụ đệ nhất vũ trụ bên trong chứa dục vô tận thần bí quỷ dị nhất tộc đã biết tối cao năm đó diễn biến luân hồi nơi liền ở vào đệ nhất vũ trụ bọn họ biết hiện tại lâm cảnh đã giết tới muốn đem đệ nhất vũ trụ dẫn đầu hủy diệt bất quá hiển nhiên lâm cảnh sẽ không cho hắn cơ hội tiếp dẫn đạo nhân cuối cùng một sợi chân linh lúc này cũng tới rồi đệ nhất vũ trụ bên trong phật tử tự nguyện hiến thân làm tiếp dẫn nói dẫn chấp niệm nhập chủ đến trong đó tiếp dẫn đạo nhân ở vô tận năm tháng phía trước liền đã khám phá tối cao cảnh giới chẳng sợ hiện tại chỉ còn lại có một sợi chấp niệm sở bùng nổ lực lượng như cũ là khủng bố hơn nữa năm đó đệ nhất vũ trụ thực lực khủng bố tối cao để lại rất nhiều thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn chẳng sợ quỷ dị nhất tộc mang đến 10 đại vương tòa chi nhất pháp chỉ. Cũng là khó có thể công phá, lâm Việt thân tử, đã hướng về đệ nhất vũ trụ mà đến. Yêu tộc đám người, mang theo kinh hãi chi sắc, lúc này ngày mai tôn. Nhìn đến thủy giới vô số sinh linh mất đi. Liền thiên đình đều bị công phá, như là già rồi mấy vạn tuổi giống nhau, hắn trong ánh mắt mang. Theo ảm đạm, không thể tưởng được, lâm Việt thân tử, đều đã tới như thế nông nỗi, vô tận Phật quang bao phủ ở thủy giới Phật tử thân hình khô khốc chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng niệm sáu tự chân ngôn làm mười đại vương tòa chi nhất pháp chỉ cũng trong thời gian ngắn khó có thể xâm gần sở hữu Phật môn người lúc này ở chủ động hiến tế Phật quang thêm vào ở thân thể sớm đã khô khốc Phật tử trên người tất cả mọi người biết tới rồi hiện giờ đệ nhất vũ trụ phương tây một mạch đem hoàn toàn điêu tàn, cơ hồ Phật môn người trong, toàn bộ táng diệt ở Pháp chỉ dưới. Thân hình đều hóa thành hư vô. Vài món đã từng tối cao đồ vật cũng xuất hiện rách nát, lung lay sắp đổ. Khó có thể chống đỡ mười đại vương tòa Pháp chỉ, liền ở Phật môn sắp toàn diệt là lúc lâm cảnh. Một người giết đến đệ nhất vũ trụ, còn lại người, còn lại là ở quét sạch quỷ dị dư nghiệt. Chương 1405 năm đệ nhất vũ trụ Phật môn chúng sinh hiến tế năm tháng sông dài mảnh nhỏ xuất hiện ở đệ nhất vũ trụ bên trong khủng bố áp chế lực làm sở hữu quỷ dị sinh linh đều là kinh hãi bọn họ một ít người sống qua vô tận năm tháng đã từng cũng tham dự cổ sử phía trước kia một hồi chiến đấu bên trong tuy rằng lúc này cảnh giới chỉ là xuất phát từ chuẩn vương cảnh giới chính là lại nhận ra lâm việt thủ đoạn năm đó lâm huyền đúng là cắt đứt một đoạn cổ sử 10 đại vương tòa chi nhất cường giả, hoàn toàn luyện hóa. Chính là quỷ dị tổ địa đều là khó có thể sống lại. Lâm Cảnh xuất hiện ở nơi đây, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mắt quỷ dị chuẩn vương, trong ánh mắt. Không đợi chút nào cảm tình, bất quá lúc này lại là có một người. Xuất hiện ở Lâm Cảnh trước mặt có ý tứ. Tên kia chuẩn vương tuổi tác, xa không kịp mặt khác chuẩn vương. Trên người năm tháng lưu lại hơi thở. Cũng không phải quá mức với Sa Sam, hắn là một tôn tân tấn chuẩn vương. Ở đương thời bên trong đột phá, có được vô tận tiền đồ cùng quang minh. Năm đó ngươi phụ vương ở quỷ dị nhất tộc Vì Phu Ta còn cùng hắn từng có đối mặt người. Nọ báo ra ra môn, nguyên lai hắn là khư vương dòng chính một mạch ở đương thời bên trong. Thiên tư nhất khủng bố người. Tại đây mấy vạn năm thời gian, liền đột phá tới rồi chuẩn vương cảnh giới trên người sinh mệnh hơi thở, hừng hực vô cùng. Cơ hồ có thể luyện trời cao, lâm cảnh không có chút nào động dung, nói. Năm đó ta phụ thân giết đến cùng thế hệ sợ hãi, hôm nay, ta cũng có thể. Chỉ thấy hắn trực tiếp đối thượng tên kia chuẩn vương, khư vương dòng chính. Xác thật là chuẩn vương bên trong. Cực độ khủng bố tồn tại, trên người thủ đoạn vô tận thiên phú thần thông. Càng là làm người kinh ngạc đệ nhất vũ trụ bên trong người, đại đa số chính là chết vào khư vương dòng chính trong tay, bất. Quá đối với lâm cảnh tới nói, chỉ cần ở chung cùng cái cảnh giới, hắn liền không sợ. Có thể dễ dàng chém giết. Người phụ thân, đã từng cũng bất quá là tù nhân thôi, người có gì đáng giá kiêu ngạo, người. Nọ mang theo châm chọc hỏi lại. Đáng tiếc, các ngươi không có lưu lại phụ vương, cuối cùng còn bị chém giết nhiều người trong đó 10 đại vương tòa chi nhất đều bị ta phụ thân chấn giết. Người lại có gì có thể làm cằn, Lâm Cảnh hỏi lại. Người nọ nhớ tới Lâm Việt đã từng ở minh giới bày ra ra uy năng, đáng. Tiếc khi đó ta không có xuất quan, bằng không Lâm Việt. Sớm đã trở thành đao của ta hạ vong hồn, khư vương dòng chính khinh thường nói, nếu là ta phụ vương còn ở, có từng trợn mắt nhìn ngươi nửa phần. Lâm cảnh tiếp tục nói, Lâm Việt ở ngã xuống phía trước đều đã có tối cao chiến lực, hiện tại mặc dù là khư vương dòng chính, ở trong mắt hắn cũng là chút nào không chớp mắt tồn tại, giơ tay trấn áp thôi, này tựa hồ chạm đến tới rồi khư. Vương dòng chính chỗ đau. Hắn làm khư vương dòng chính từ nhỏ ngồi hưởng vô tận tài nguyên, chính là ở cuối cùng. Không có đuổi theo Minh Khuynh Thiên bước chân, mà Minh Khuynh Thiên ở quỷ dị nhất tộc bên trong, thậm chí không có đem hắn cho rằng đối thủ. Trong lòng chỉ có Lâm Việt một người thế nhưng hắn mệnh đoàn hôm nay liền giết hắn con nối dõi mang về đầu lâu dùng làm chén rượu khư vương dòng chính mang theo tàn nhẫn cười chỉ thấy hắn ra tay đối mặt quỷ dị chuẩn vương lâm cảnh thậm chí còn không có vận dụng lịch sử sông dài mảnh nhỏ quá sơ lực lượng phát ra tràn ngập toàn bộ đệ nhất vũ trụ làm tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng lâm việt có người kế nghiệp ngày mai tôn cũng là không cấm thở dài nói hiện tại thiên đình đã bị công phá chỉ có hắn cùng số ít mấy người tồn tại xuống dưới lúc này ở vào tiếp dẫn đạo nhân che chở dưới hắn trong ánh mắt đã xuất hiện ảm đạm chi ý lâm việt hiện tại đã ngăn cản ở cường đại địch thủ ta chờ còn muốn quan chiến sao yêu tộc bàng bạc đại khí lúc này trực tiếp mở miệng dẫn đầu một bước bước ra cấm chế ở ngoài trong tay kiếm bảng to vũ động Xé rách hư không, đây là lan đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thủy giới bên trong cường giả cũng không phải không có huyết khí, bất quá bởi vì bọn họ đi. Trước giả đều đã tiến vào tới rồi khởi nguyên nơi chung. Bởi vậy dẫn tới suy nhược bằng không chính là đệ nhất vũ trụ. Chỉ sợ 10 đại vương tòa không ra, không có người có thể công phá. Đây là ta ở vũ trụ bên trong cuối cùng một trận chiến lâm cảnh ngôn ngữ bên trong, mang theo vô cùng tự tin, hiện tại hắn đã lập với bẩm sinh bất bại, lấy. Cắn nuốt sao trời hấp thu xâm lấn mấy cái vũ trụ chuẩn vương, hiện tại lâm Việt. Tu Vi đã vô hạn tiếp cận với tối cao cảnh giới. Tự hồ ly chảm đạo, chỉ có một bước xa, chẳng sợ nam tử vì khư vương dòng chính. Lúc này ở lâm Việt vô thượng quá sơ chi lực áp chế dưới. Lúc này ở liên tục lùi lại, hắn phát hiện chính mình thế nhưng ở lâm cảnh trong tay căng bất quá mười chiêu lâm cảnh quá cường đại đã siêu việt giống nhau nửa bước tối cao lúc này chính là đối mặt tối cao hắn đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian chỉ sợ vương tọa không ra đã không có người có thể áp chế hắn có quỷ dị chuẩn vương chậm rãi nói sát nhưng vào lúc này lâm chiến vũ mấy người cũng giết đến bọn họ hô to trong ánh mắt chiến ý giạt rào lâm chiến vũ trực tiếp oanh sát hướng về phía một người chuẩn vương khủng bố chiến đấu bùng nổ mở ra. Lúc này tiếp dẫn đạo nhân còn sót lại chấp niệm. Rốt cuộc là không chịu nổi, tự hồ hắn ở cuối cùng một khác. Cảm giác tới rồi đại ngay vô lượng Phật tôn hơi thở. Mang theo sở hữu phương Tây giáo lực lượng. Dũng mãnh vào tới rồi đại ngay vô lượng Phật tôn thân thể bên trong. Cổ lực lượng này, ở tiếp dẫn đạo nhân thêm vào hạ. Tuyệt đối là khủng bố, này ngưng tụ đệ nhất vũ trụ sở hữu Phật môn chúng sinh niệm lực toàn bộ thêm vào ở đại ngày vô lượng phật tôn trên người lúc này trên người hắn thế nhưng xuất hiện tối cao quang huy đại ngày vô lượng phật tôn trên người bùng nổ vô cùng dáng màu kim quang rạng rỡ to lớn vô cùng một ít tu vi kẻ yếu thậm chí trực tiếp quỳ sát ở trên mặt đất tựa hồ ở đại ngày vô lượng phật tôn hơi thở dưới đều phải quy y hồi lâu lúc sau đại ngày vô lượng phật tôn một tiếng thở dài trên người hơi thở trở nên mỏng manh lên, bất quá hiện tại hắn đã vô hạn tiếp cận với tối cao. Cảnh giới, bởi vì Phật môn chúng sinh niệm lực dưới, hắn thấy được đạo của mình. Đồng dạng hắn trong ánh mắt cũng mang theo thương xót, hắc họa quá mức với thảm thiết, vì đổi. Đến chúng sinh sinh cơ, Phật môn không tiếc mất đi, đem tự thân hiến tế. Tiến vào tới rồi tiếp dẫn đạo nhân chấp niệm bên trong. Đại ngày vô lượng Phật tôn, vốn dĩ liền Phật Pháp cao thâm trải qua vô tận năm tháng, lắng đọng lại phía trên. Sớm đã cũng đủ, đây cũng là hắn tại đây đoạn năm tháng bên trong. Có thể không ngừng tinh tiến nguyên nhân, thậm chí không có Lạc Hậu Lâm cảnh cùng Lâm Chiến Vũ này đó yêu nghiệt bước chân, theo đại ngay. Vô lượng Phật tôn buông tay chi gian, vãng sinh kinh tụng khởi, vô tận Phật môn thi thể. Trên người nhộn nhạo nổi lên một tia nhàn nhạt vầng sáng, chậm rãi tiêu tán ở thiên địa bên trong này tụng kinh tiếng động thật sự quá mức với hùng vĩ lúc này đại ngay vô lượng phật tôn giống như trong thiên địa đệ nhất tôn phật trước người mấy tôn chuẩn vương theo hắn giơ tay chi gian liền bị trực tiếp trấn áp thậm chí còn liền chống cự đều không có làm được hiện tại phật tôn trên người tập hợp đệ nhất vũ trụ phật môn chúng sinh niệm lực cơ hồ đã dựng thân ở tối cao cảnh giới hơn nữa theo vãng sinh kinh tụng khởi kia mấy cái bị trấn áp quỷ dị chuẩn vương không có liền sóng gió đều chưa từng nhấc lên trực tiếp bị luyện hóa hóa thành màu đen quang điểm tiêu tán ở thiên địa bên trong bất quá đại ngày vô lượng phật tôn lại là đưa bọn họ chân linh để lại lâm cảnh yêu cầu của lực lượng này tìm kiếm đột phá phương pháp lâm cảnh lúc này chiến đấu cũng sắp rơi xuống kết thúc khư vương dòng chính lúc này cả người đều là huyết cánh tay đều đã trở nên hư ảo bị quá sơ chi lực, ăn mòn đến chưa từng bộ dáng, hắn ngửa mặt lên trời gào giống, nói: "Ta nãi Khư Vương dòng chính, có vô thượng vinh quang, sao có thể bị lồng giam bên trong con kiến áp chế?" Chương 1406 Luân hồi cuối sau thế giới. "Con kiến, ngươi không có cái kia tư cách." Lâm Cảnh Nhàn nhạt nói, chỉ thấy trên người hắn quá sơ hơi thở bùng nổ. Trực tiếp hình thành trật tự thần liên, đem Khư Vương dòng chính áp chế rồi sau đó trực tiếp lạc thành huyết vụ ầm ầm đem bạo toái tiêu tán ở thiên địa chi gian. Lâm cảnh vận dụng cắn nuốt sao trời lực lượng, đem này còn sót lại xuống dưới năng lượng vật chất, toàn bộ cắn nuốt tiến vào tới rồi trong miệng lâm chiến vũ thần uy dạng dỡ. Tuy rằng bất quá là hài đồng giống nhau lớn nhỏ, chính là hiện tại như cũ là trực tiếp đem tên kia chuẩn vương sát bạo. Đại chiến cơ hồ đã trần ai lạc định hiện tại chính yếu chiến trường ở vào khởi nguyên nơi chung, gần là này lần đầu tiên tiến công. Liền không biết có nhiều ít sinh linh, bởi vậy mà ngã xuống, lại yêu cầu bao lâu năm tháng. Nguyên khí mới có thể khôi phục. Đa tạ 12 vũ trụ lâm thần vương, lúc này yêu tổ mấy người xuất hiện, đối với lâm cảnh trịnh trọng biểu đạt cảm tạ, mọi người đều là. Đối với lâm cảnh quỳ xuống, bất quá lâm cảnh không có đáp lại. Mà là mang theo 12 vũ trụ mọi người, về tới thần vương điện bên trong, này bất quá là đệ nhất sóng thế công. Hắc ám thần quan đám người, đều là bị không nhỏ thương thế, lúc này ở vào tĩnh dưỡng bên trong. Bọn họ đều không thể tưởng được quỷ dị nhất tộc. Thế nhưng cường đại tới rồi như thế nông nỗi, chẳng sợ khởi nguyên nơi có tối cao chấn thủ. Đã bị xâm nhập tới rồi vũ trụ bên trong, hơn nữa thực lực của bọn họ. Đủ để nghiền áp bất luận cái gì một cái vũ trụ này cơ hồ là không tồn tại hy vọng chiến tranh tất cả mọi người là mang theo một cổ nhụt chí lâm cảnh lúc này ngồi ở thần vương tòa phía trên bên người đi theo khương lạc hắn sắc mặt bình tĩnh nói bất quá là quỷ dị nhất tộc bộ phận thế lực ta chờ đều đã mất đi lão hy vọng có từng nghĩ tới năm đó phụ vương ở khởi nguyên nơi thừa nhận rồi cái gì lâm cảnh buổi nói chuyện đánh thức mọi người năm đó lâm việt chính là liên hợp thủy hoàng đế mấy người Chấn giết một người chân chính mười đại vương tòa, loại này công tích. Trong đó dựng dục nguy hiểm, có thể nghĩ, khi đó lâm Việt. Bất quá là vừa rồi có được tối cao chiến lực mà thôi. Là, năm đó lâm Việt lão thần vương, đều chưa từng từ bỏ quá. Hiện tại hắn bảo hộ mười hai vũ trụ di trí, yêu cầu ta chờ tới kế thừa, hải. Thần Long lúc này nói, Thủy Kỳ Lân đã đem thiên phượng đặt ở bí địa bên trong. Tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức hắn trong ánh mắt mang theo vô tận sát ý, một. Khi đã như vậy, ta chờ liền sát nhập khởi nguyên nơi, làm ta 12 vũ trụ uy danh. Truyền khắp thiên địa chi gian, giết đến quỷ dị nhất tộc nhút nhát, sợ hãi, thủy. Kỳ lân trong ánh mắt mang theo chiến ý, hắn không sợ quỷ dị nhất tộc. Hiện tại thiên phượng ở vài tên chuẩn vương thủ hạ trọng thương, hiện tại có không thức tỉnh. Đều là không biết bao nhiêu, lâm cảnh gật đầu, chúng. Ta sát nhập khởi nguyên nơi, há có thể đọa phụ vương uy danh. Bọn họ đi tới vũ trụ mỗi một chỗ, vận dụng lịch sử sông dài mảnh nhỏ lực lượng. Đem quỷ dị nhất tộc thông đạo, trực tiếp nghiền nát, làm cho bọn họ chỉ có thể thông qua giới. Hải tiến vào đến vũ trụ bên trong, làm xong hết thảy lúc sau, lâm cảnh để lại một ít người chấn. Thủ, mà thủy kỳ lân đám người, còn lại là đi theo lâm cảnh bước chân. Bước lên chinh chiến khởi nguyên nơi bước chân, lúc này lâm việt xác chết đi tới luân hồi cuối đường hàng động tựa hồ là liên tiếp một cái khác thế giới nguyên thủy hơi thở ở phát ra lâm việt lúc này đã mất đi ý thức hắn thông qua hang động lúc sau liền bị lạc kia một sợi chân linh, dung nhập trong cơ thể, oanh, hắn thân hình thẳng tắt từ vòm trời bên. Trong rơi xuống, ở nguyên thủy mặt đất phía trên. Tạp ra một cái thật lớn hố sâu, trên người luân hồi hơi thở ở vờn quanh. Lúc này hắn thân ở một chỗ u ám mảnh đất. Phía trước có chín tòa hùng vĩ núi lớn vờn quanh, lâm Việt rơi xuống, phá hủy vô tận cổ mộc. Thậm chí một ít không biết tên sinh linh, cũng là bởi vì này mà gặp tai bay vạ gió. Nơi này cũng có cường đại sinh linh. Chỉ là bọn hắn thấy được lâm Việt trên người sở phát ra luân hồi hơi thở lúc sau. Đều là không tự chủ được lùi lại. Không dám xâm gần, tựa hồ bọn họ thực kiêng kỵ cổ lực lượng này, như thế không biết đi qua bao. Lâu, Lâm Việt tuy rằng mang theo tim đập, chính là như cũ không thấy sống lại, lúc này thế giới này có thế lực. Cẩn thận bước vào tới rồi này phương địa vực bên trong, bọn họ đều là kiêng kỵ nhìn về phía chín. Tòa Thánh Sơn, cuối cùng thở dài một tiếng, cuối cùng rút lui. Bọn họ không dám tiến vào đến nơi này vực, chính là có một cái thế lực, lại là không có từ bỏ vẫn luôn có người chấn thủ ở chỗ này, bởi vì Thánh Sơn dị động. Đề cập tới rồi khủng bố truyền thuyết, làm cho bọn họ không thể không trịnh trọng đối đãi. Như thế đi qua trăm năm thời gian, Lâm Việt nằm ở hố sâu bên trong, trên người luân hồi hơi thở. Đã biến mất hơn phân nửa, chính là nơi này, hiển nhiên đã trở thành dị thú trong mắt cấm địa. Không có còn dám đặt chân một bước. Mặc dù đi qua trăm năm thời gian, Lâm Việt trên người như cũ không có chút nào dơ bẩn. Không dính bụi trần, trên người rực rỡ lấp lánh, hơi thở đều đều mà hữu lực, lúc này một nam một nữ, hai gã người trẻ tuổi, cả người là thương bỏ chạy tới rồi nơi này. Nữ tử trên người đang không ngừng chảy sầm tối huyết, nam tử rút ra nữ tử trên người mũi tên. Lấy tu vi cầm máu, nơi này đã ở vào cấm địa chỗ sâu trong, nghĩ đến ly thiên giáo người. Hẳn là không nên đi trước chỗ này, nam tử đối nữ tử hơi hơi nói hai người trong ánh mắt mang theo vô tận tình yêu lý lang ta khả năng chịu đựng không nổi nữ tử nói chính là nhưng vào lúc này luân hồi hơi thở tái hiện không biết khi nào bọn họ bên người xuất hiện một bóng người thon dài dáng người một tịch bạch y tóc đen rối tung bất quá hắn ánh mắt lại là thập phần lỗ trống tựa hồ không có linh trí giống nhau luân hồi hơi thở bày ra chỉ một thoáng đem nữ tử cùng nam tử trên người thương thế chữa trị đây là cấm địa lực lượng nam tử kinh hãi bất quá đương cảm giác đến chính mình trên người thương thế khỏi hẳn lúc sau hắn lập tức quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nói đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối hắn nhìn về phía chính mình trong lòng ngực nữ tử lúc này thương thế đã tất cả khỏi hẳn bất quá bởi vì bị thương pha trọng nguyên nhân Lâm vào ngủ say bên trong, Lâm Việt không có xem bọn họ, chuẩn xác mà nói. Lâm Việt hiện tại không cụ bị ý thức, hắn như cũ không có sống lại. Theo nam tử dập đầu bên trong, Lâm Việt đã đi ra hố sâu. Hướng về ngoại giới phương hướng đi đến, theo hắn mỗi đi một bước, trên người luân hồi hơi thở. Liền hừng hực một phân, thẳng đến cuối cùng, bao phủ toàn bộ nguyên thủy rừng rậm sở hữu dị thú, đều là gào giống, ở sợ hãi rút đi, ngoại giới đã xảy ra khủng bố thú triều, có thể. Nhìn đến, vô số năm chưa từng xuất thế dị thú, lúc này thế nhưng xuất hiện. Từ cấm địa bên trong bôn đào mà ra, có vô số tiểu tông môn cùng thành trì, bởi vậy mà rơi khó. Mặc dù có đại dạy ra tay, lúc này cũng cơ hồ chống đỡ không được này cổ mãnh liệt thú. Chiều, cấm địa bên trong đã xảy ra cái gì? Một người bối kiếm lão giả, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, phía trước là tuyên cổ trường tồn cấm địa. Nếu không phải bên trong đã xảy ra cái gì, chỉ sợ này đó cường đại dị thú. Cũng sẽ không đi ra cấm địa, tàn sát bừa bãi đại địa, mười mấy năm lúc sau. Lâm Việt trên người luân hồi hơi thở, dần dần thu liễm. Hắn hai mắt như cụ lỗ trống, bất quá lúc này lại hiển lộ ra một tia sáng dọi, theo luân hồi hơi thở ở trên người hắn phát sinh biến hóa hắn rốt cuộc là bắt đầu dần dần mà sống lại trong cơ thể thần niệm tái hiện trải qua không biết nhiều ít năm bị lạc lâm việt rốt cuộc là sống lại bất quá này phiến thiên địa lực lượng tự hồ cùng lâm việt vị trí khởi nguyên nơi hoặc là vũ trụ bên trong đều là không giống nhau tự hồ này nơi này hơi thở càng thêm vô thượng mang theo vô tận tinh thuần lâm việt hiện tại trạng thái thật không tốt theo hắn cuối cùng bước ra cấm địa, cuối cùng, ầm ầm một tiếng ngã xuống đất. Ngất qua đi, hắn thân thể ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Tự hồ ở bài xích nơi này năng lượng vật chất, bởi vậy thân thể thập phần suy yếu. Bất quá cũng may chính là, hắn thần niệm đã xuất hiện, chẳng sợ không có khôi phục đến đỉnh. Như cũ là khủng bố vô biên. linh 1407 ly thiên giáo tạp dịch đông viện. Lâm Việt không biết ngất bao lâu, hắn bên người, xuất hiện vài đạo bóng người. Người mặc chế thức trường thường, vai phải theo vân vân, đều là thần vật phi phàm, có. Thể ở thú chiều dưới sống sót, cũng coi như là đại khí vận, chính là mang về ly thiên giáo. Làm tạp dịch, một trung niên nam tử, cõng trường kiếm, mang theo thương hại chi xác. Bất quá một bên nam tử, đây là mang theo châm chọc chi ý, nói sư huynh đúng là trách trời thương dân vì sao ở thú triều bên trong không thấy ngươi cứu những cái đó táng thân thú bụng người đáng thương chúng ta tông môn sư huynh đệ nhưng đều đã chết rất nhiều người đâu hắn ở châm chọc mỉa mai bất quá trung niên nam tử chỉ là khẽ nhíu mày cũng không có phản ứng hắn cổ thịnh bớt tranh cãi nữ tử quát lớn ở hắn cái nào không biết ngươi hứa thiển cùng mạc phong có một chân hiện tại ra mặt là muốn đánh áp ta sao hắn chất vấn nói trong ánh mắt mang theo khiêu khích ý vị gọi là hứa thiền nữ tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch trong lúc nhất thời nói không ra lời chú ý ngươi ngôn ngữ lúc này bọn họ sư thúc chậm rãi mở miệng nghiêm khắc quát lớn nói ta biết các ngươi hai người bất hòa cũng không nên quên mất giáo nội giao cho chúng ta nhân vật không cần buông tha dấu vết để lại đem người này mang về, bọn họ sư thúc đã ra lệnh, cũng liền không có người tranh cãi nữa chấp. Tiêu phí mấy ngày thời gian, mấy người bất lực trở về. Chỉ mang đi lâm Việt, bọn họ về tới ly thiên giáo bên trong, mây mù mờ mịt chi gian. Có thụy thú phủ phục, đỉnh núi chỗ dáng màu vạn trượng, mây mù lượn lờ. Tạp dịch sở cư trú địa phương, ở vào chân núi, tuy rằng là tạp dịch chỗ ở. Chính là cũng coi như là hoa thơm chim hót mộc phòng san sát nối tiếp nhau tạp dịch đông viện lâm việt bị một cái đầy mặt mặt dỗ nữ hài chiếu cố đây là tông môn hạ phái nhiệm vụ ở mấy người mang về lâm việt lúc sau bọn họ không có từ lâm việt thân thể bên trong nhìn ra bất luận cái gì manh mối bởi vì lâm việt hiện tại thần niệm đã yên lặng xuống dưới hơn nữa bởi vì nơi đây năng lượng vật chất bất đồng nguyên nhân lâm việt trong cơ thể tu vi cũng thật sâu ngủ đông xuống dưới nửa tháng qua đi lúc này mặt dỗ nữ tử cả người là thương nằm trên mặt đất thở hổn hển gương mặt đều đỏ hơn phân nửa chiếu cố một cái phế nhân thật cho rằng không cần làm việc sao lúc này một người đứng ở nữ tử trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh hắn không có chút nào cố kỵ trước mặt chính là nữ tử hắn tựa hồ ở tạp dịch trong viện kiêu ngạo ương ngạnh quán hiện tại người nọ thật vất vả có người thức tỉnh dấu hiệu vương đại ca có không thư thả mấy ngày, quá mấy ngày, ta liền đem mấy ngày này thiếu sống. Toàn bộ bổ thượng, nữ tử bụng mặt, ngậm nước mắt, xin tha nói, hai. Ngày lúc sau, lại là hai ngày, ngươi muốn nhiều ít cái hai ngày. Nam tử nói, không mang theo chút nào thương hại, nói, người biết không? Chính là trong khoảng thời gian này ngươi không có đem ta việc làm. Hại ta bị mặt trên trách cứ một đốn, liền đan dược đều bị cắt xén, nam tử trên mặt mang theo phẫn nộ, nói, lại là đá mặt dỗ nữ tử mấy đá. Khóe miệng đều tràn ra máu tê tới, mặt dỗ nữ tử thường ngày gặp khi dễ, tông môn tài nguyên. Đều là bị cướp đoạt thế cho nên ở tạp dịch viện những năm gần đây. Tu vi không thấy chút nào tăng trưởng, tương phản. Còn thực suy nhược, cơ hồ đã tới rồi yếu đuối mong manh nông nỗi. Lúc trước giáo trung cao tầng, mang đến lâm Việt còn làm cho bọn họ kiêng kỵ rất nhiều chính là theo thời gian trôi qua bọn họ phát hiện cao tầng đã đối lâm việt mặc kệ không hỏi đã vứt bỏ hắn mà chiếu cố lâm việt này phân sống dừng ở nữ tử trên người bất đồng làm việc nặng càng là khiến cho bọn họ bất mãn tháng này đan dược ta giao cho vương ca ngươi xem châm trước một chút mặt ngựa nữ tử tiếp tục nói ngươi nói cái gì ta lỗ tai không hảo xử những cái đó đan dược không nên liền thuộc về ta sao nam tử cười nói như là nghe được một cái chê cười giống nhau ngươi mọi cách không muốn làm ta nhìn xem ngươi kia tàn phế tình lang trông như thế nào có thể làm ngươi thần hồn điên đảo nam tử mang theo trêu đùa chi ý nhị cẩu đem người kia kéo ra tới làm chúng ta nhìn xem nam tử cười ha ha hắn bên người mấy người cũng là đối nữ tử cười nhạo nói cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì con cóc một con thôi không biết người nọ tỉnh lại lúc sau có thể hay không bị dọa nhảy dựng lời này vừa nói ra dẫn tới cười vang nữ tử cúi đầu đem chính mình dung mạo nghiêng hướng một bên trong ánh mắt có hơi nước mê mang nàng tuy rằng lớn lên khó coi chính là bị trước mặt mọi người như thế nhục nhã trong lúc nhất thời cũng cảm thấy không chỗ dung thân Chính là hiện tại nhìn đến mấy người muốn vào đi, đem Lâm Việt kéo ra tới. Nàng vẫn là lập tức tiến lên, cầu xin nói, các ngươi không thể động hắn. Hiện giờ hắn sắp thức tỉnh. Các ngươi, các ngươi như thế nào, tưởng lấy giáo trung cao tầng tới áp chúng ta. Nam tử đi tới nữ tử bên người, băng băng lại là hai chân, trực tiếp đem nàng đá tới rồi góc. Tường, ta huynh trưởng hiện tại đã tấn chức nội môn cao tầng tà huynh trưởng đó là cao tầng nam tử mang theo kiêu căng chi ý đây cũng là những người khác a à. dua nịnh hót nguyên nhân nam tử huynh trưởng ở mấy ngày trước trải qua tiền chọn hiện tại đã tiến vào tới rồi ly thiên giáo nội môn tiền đồ vô lượng tạp dịch trong viện vương họ nam tử địa vị không người có thể lay động một ít làm xong việc tạp dịch nhóm trở về nhìn nữ tử thê thảm một màn có người vui sướng khi người gặp họa có người mang theo không đành lòng, chính là không có người tiến lên, vì này nhiều lời một câu. Mặt dỗ nữ tử bởi vì bộ dạng, trước nay đều không chịu người đã thấy, mấy năm qua. Đã trở thành mỗi người khinh nhục đối tượng, mặt dỗ nữ tử kỳ thật thân hình, giảo hảo. Bất quá lại là trời sinh lưng còng, ăn mặc cũng là dơ hề hề. Nữ tử hiện tại cơ hồ sắp mất đi ý thức. Ngăn cản không được bọn nam tử, bất quá liền ở nam tử vài vị hỗ trợ còn không có đá văng ra cửa phòng thời điểm kẽo kẹt cửa phòng bị mở ra lâm việt thức tỉnh từ bên trong đi ra hắn hiện tại hai mắt đã không còn lỗ trống bất quá lại là có vẻ có chút dại ra rốt cuộc hắn ở khởi nguyên nơi thời điểm đã không biết chết đi dài hơn thời gian cuối cùng ở nguyên hỏa hiến tế dưới hắn mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một tia chân linh cuối cùng ở luân hồi trên đường mới xuất hiện sinh mệnh triệu chứng lúc này hắn tuy rằng đã khôi phục chính là rõ ràng còn không có thích ứng, đương lâm Việt bước ra cửa phòng kia một khác. Thon dài dáng người, kiên nghị khuôn mặt. Trên người mang theo kia cổ khó có thể nói rõ khí chất. Làm tạp dịch viện một ít nữ tử, đều là hảo một trận kinh diễm, nam tử bọn họ nhìn đến lâm Việt. Lúc sau, cũng là một trận trần chờ chợt lại là cười to, nói. Khó trách ngươi như thế giữ gìn người này, nguyên lai like là nhìn chúng hắn dung mạo. Tấm tắc, nam tử hỗ trợ cười vang mặt dỗ nữ tử ngã ngồi ở một bên liên tục lắc đầu nói không phải như vậy nam tử đi tới nữ tử trước mặt trực tiếp bóp này mặt đem nàng cử lên nữ tử vốn dĩ thân hình chính là mảnh mai nam tử cường tráng cơ hồ vô dụng lực liền đem nàng cử lên trêu đùa mọi người xem xem nàng tư sắc ha 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 một ít quan vọng người cũng là nhịn không được cười to đúng rồi hắn tỉnh không biết ngươi có thể hay không dọa đến hắn nam tử dẫn theo nữ tử đi tới lâm việt bên người đem nàng buông lâm việt lúc này mở miệng lời nói thực đạm thậm chí liền nam tử đều không có xem kia cổ khí chất lệnh mọi người động dung nam tử ngẩn ra ở lâm việt lời nói dưới thế nhưng trong lúc nhất thời mại không khai bước chân bị kinh sợ tới rồi bất quá hắn thực mau phục hồi tinh thần lại nói bất quá là hương giã thôn phu bị giáo nội cao tầng cứu giúp mang về giáo nội ở chỗ này trang cái gì? Nam tử huynh trưởng là nội môn, đối với Lâm Việt sự tình. Tự nhiên sẽ hiểu một ít, ở không lâu trước đây. Nam tử đã từng hỏi qua chính mình huynh trưởng, đi vào đông viện kia nam tử thân phận thật sự. Bởi vậy lúc này hắn mới có cậy vô khủng. Chương 1408 sống lại. Dọ thám biết luân hồi sau thế giới. Buông nàng, Lâm Việt không có trả lời. Mà là nhàn nhạt lại nói ba chữ, mọi người sắc mặt đều là trở nên xuất sắc lên. Ở Đông viện bên trong, nam tử tuyệt đối là không có người dám làm tức giận tồn tại. Lúc này thức tỉnh lại đây Lâm Việt thế nhưng như thế thong dong, chính là ở trên người hắn. Nhìn không ra chút nào tu vi, xem ra người này muốn mấy tháng hạ không được địa có. Người thở dài nói, đồng thời cũng có người đánh xem diễn bộ dáng, rất có hứng thú, người này bất quá vừa mới thức tỉnh, làm chúng ta tới cấp hắn điểm giáo huấn. Làm hắn ở đông viện bên trong, biết ai mới là vương, nam. Tử hỗ trợ nói, hắn một quyền hướng tới lâm việt mặt tạp tới. Mọi người như là biết trước rồi kết quả thế giới này phía trên, tu hành cảnh giới. Đại khái chia làm vừa đến 10 bước, một bước chia làm 10 tầng, nam tử hỗ trợ. Hiển nhiên cũng đặt chân tu hành, đơn cánh tay chỉ thấy, chừng ngàn cân lực đạo. Lúc này một quyền tạp ra, chính là lão hổ đều sẽ chết, mà Lâm Việt không có chút nào tu vi. Hơn nữa thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ rất là suy nhược, tại đây một quyền dưới. Chính là bất tử, cũng muốn bị đánh thành tê liệt quyền phong mạnh mẽ. Chính là không có xuất hiện mọi người biết trước kia một màn, chỉ thấy Lâm Việt trực tiếp tiếp. Được hỗ trợ nắm tay, có thể nhìn đến, hỗ trợ lúc này trên mặt hiển lộ ra thống khổ chi xác hắn ở kiệt lực dẫy ruộng chính là phát hiện như thế nào cũng tránh thoát không khai giống như lâm vào vũng bùn bên trong đem ta buông ra hỗ trợ lạnh giọng hét lớn hắn phát hiện ở lâm việt tay lực dưới hắn nắm tay cốt cách ở răng rắc vang thật lớn đau đớn đánh úp lại làm hắn nhịn không được gào giống chính là lâm việt tựa hồ không có nghe được giống nhau rồi sau đó hơi chút dùng sức răng rắc hỗ trợ cánh tay theo tiếng bẻ gãy máu tươi văng khắp nơi, khủng bố lực đạo, không chỉ có làm hỗ trợ nắm tay dập nát. Toàn bộ cánh tay đều tạc nứt ra, mùi máu tươi tràn ngập. Thậm chí ấm áp máu, bắn tới rồi một ít quan vọng người trên mặt tê, có người đảo hút khí. Lạnh, chính là càng nhiều người, lại là dại ra ở tại chỗ, thoạt nhìn suy nhược lâm Việt. Thế nhưng có như thế lực lượng, làm tất cả mọi người là giật mình vô cùng không có từ hắn trên người nhìn đến làm đặt chân tu hành thần văn chính là cổ lực lượng này hiển nhiên đã siêu việt bước đầu tiên có tạp dịch đã đặt chân tu hành lúc này tự nhiên biết lâm việt cũng không có triển lộ ra tu vi gần bằng vào bất quá là tự thân lực đạo nếu thật là như vậy lâm việt liền quá mức với yêu nghiệt máu tươi bắn tới rồi nam tử trên mặt hắn thân hình ngẩn ra đây là hắn không có đoán trước đến kết quả, hỗ trợ ngã trên mặt đất thật lớn đau đớn. Làm hắn che lại đã biến mất cánh tay, đang không ngừng gào giống. Cuối cùng ngất qua đi, bọn họ làm tạp dịch. Khi nào xem qua như thế huyết tinh một màn, nam tử đều là dại ra. Bất quá thực mau hắn phục hồi tinh thần lại, dám đánh giết ta đông viện tạp dịch đệ tử. Người đã phạm phải tử tội, nam tử ánh mắt dần dần âm u lúc này hắn như cũ là dẫn theo mặt dỗ nữ tử nói hôm nay ta liền thay thế tạp dịch viện trưởng lão đem ngươi phế bỏ lâm việt có thể dễ như chờ bàn tay phế bỏ một cái bước đầu tiên tu sĩ kỳ thật lực ít nhất cũng là bước đầu tiên hậu kỳ cũng chính là bảy tám tầng nông nỗi nam tử không sợ ở trải qua này huynh trưởng tài nguyên hạ hắn đã đặt chân bước thứ hai chỉ cần chờ đợi một tháng sau đại bỉ liền có thể chính thức trở thành ly thiên giáo ngoại môn đệ tử nam tử đang ở suy nghĩ gian bang thanh thúy bàn tay thanh vang vọng toàn bộ đông viện nam tử theo tiếng mà bay thẳng đến ở mấy trượng ngoại đụng vào một khối cự thạch mới dừng lại lâm việt nâng trụ gần như ngất nữ tử rồi sau đó chậm rãi phóng tới mặt đất phía trên hắn tuy rằng vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong chính là ở mười mấy ngày trước liền đã khôi phục ý thức thẳng đến lâu như vậy tới nay vẫn luôn là mặt dỗ nữ tử ở chăm sóc hắn lâm việt trước nay đều là tri ân báo đáp người lúc này hắn xuất hiện chính là vì mặt dỗ nữ tử xuất đầu không đợi nam tử phục hồi tinh thần lại chỉ thấy lâm việt một bước bước ra trực tiếp dẫm chặt đứt nam tử về phía trước bóp chặt mặt ngựa nữ tử cánh tay a à. thống khổ kêu thảm thiết tiếng động truyền khắp toàn bộ tạp dịch đông viện sợ quá chạy mất chim bay toàn bộ đông viện ở nam tử kêu thảm thiết lúc sau đều là an tĩnh xuống dưới, châm lạc có thể nghe, mọi người liền đại khí cũng không dám ra. Tu vi ở tạp dịch đông viện bên trong, cường đại nhất tồn tại. Lúc này thế nhưng ở bất quá vừa mới thức tỉnh người trước mặt. Liền phản kháng đều là làm không được, bị toàn phương diện nghiền áp, ở đây người. Vô cùng sợ hãi, mặt dỗ nữ tử cũng là giật mình nhìn một màn này, ta. Muốn ngươi chết ta muốn đem ngươi điểm thiên đèn. Nam tử ở mắng, đương hắn nhìn cùng lâm Việt đối diện lạnh nhạt ánh mắt lại là làm hắn ngắn ngủi quên mất đau đớn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt hắn phát hiện lâm việt trong ánh mắt không bí mật mang theo chút nào tình cảm giống như một tôn sát thần ngươi ngươi cũng biết ta huynh trưởng là ai nam tử lúc này sợ hãi chỉ có thể dọn ra chính mình huynh trưởng bất quá như cũ không không có đổi lấy lâm việt trả lời nam tử muốn rút về chính mình đã đoạn rớt cánh tay bạch cốt nhẫm nhẫm thoạt nhìn thập phần huyết tinh cùng giữ tận, bất quá hắn phát hiện. Như thế nào cũng làm không đến, hai người lực lượng phía trên tranh lệch thật sự quá lớn. Nam tử ngoài mạnh trong yếu, uy hát yêu ta nói, ngươi dám giết ta sao? Không nói ly thiên giáo trưởng lão không tha cho ngươi. Ta huynh trưởng cũng sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, hiền. Nhiên, uy hát yêu ta lâm Việt là nhất ngu xuẩn cách làm, chỉ thấy lâm Việt mại động bước chân nam tử cho rằng chính mình được cứu trợ thời điểm rút tay mình về cánh tay nói biết sợ sao phanh còn không đợi nam tử đem lời nói nói xong nặng nề thanh âm vang lên nam tử đầu bạo toáy óc cùng máu bắn đầy hòn đá lâm việt một chân đá bạo nam tử đầu chưa từng có nhìn thấy quá như thế huyết tinh một màn tạp dịch đệ tử có chút nhịn không được nôn khan một trận lâm việt chỉ là nhàn nhạt nhìn một màn này Sắc mặt từ đầu đến cuối đều không có thay đổi quá. Xong rồi, xong rồi. Vương Hướng đã chết, có người thấp giọng nỉ non gọi là Vương Hướng Nam. Từ Hỗ Trợ, lúc này càng là sợ tới mức háng hạ thanh hoàng chi vật chảy ra. Trong lúc nhất thời sụi lơ ở trên mặt đất. Không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là nhìn. Hỗ Trợ xin tha. Lúc này ở giải thích, Bất Quá Lâm Việt cũng không có phản ứng hắn thậm chí liền xem đều không có xem lâm việt bất quá là vừa rồi thức tỉnh này tu vi tự hồ mất đi vừa mới chém giết này hai người bất quá là bằng vào chính mình năm xưa tàn lưu xuống dưới chiến thể cường độ hắn không biết đã xảy ra cái gì ở sống lại lúc sau tự hồ đã mất đi toàn bộ lâm việt nhắm mắt nội coi thức hải phát hiện chính mình thần niệm còn ở vào sống lại bên trong trong đó thạch kiếm cùng bình gốm đều đã ảm đạm, tựa hồ theo chính mình mất đi, thần niệm bên trong thần vật đều là đã chịu ảnh hưởng. Nếu ta không có chết, như vậy trở về đỉnh là sớm muộn gì sự tình, Lâm. Việt trải qua một phen nội coi lúc sau, hắn biết chính mình cũng không phải tu vi mất hết, mà là yên lặng ở trong cơ thể, thậm chí còn càng thêm cường đại rồi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đem Luân Hồi Đại Đạo dung hợp, hiện tại hắn chính là Luân Hồi nơi này động tĩnh rốt cuộc là đưa tới trưởng lão chú ý hắn đi tới nơi đây nhìn huyết tinh một màn đã xảy ra cái gì trưởng lão lạnh giọng quát lớn ở tạp dịch trong viện xuất hiện án mạng chính là thiên đại sự tình mặt trên đã biết chính mình tất nhiên đã chịu trách phạt trưởng lão cứu mạng a à, người này tỉnh lại lúc sau không khỏi phân trần đại khai sát giới vương hướng vì ngăn cản hắn đã bị đánh chết hỗ Chợ lúc này thấy được trưởng lão, một phen nước mũi, một phen nước mắt. Bò tới rồi trưởng lão dưới chân, than thở khóc lóc lên án Lâm Việt tàn nhẫn thủ đoạn. Chương 1409 phiền toái nhỏ tới cửa, sinh tử đánh cuộc đấu. Lâm Việt hiện tại không nghĩ bại lộ, ở chính mình lần đầu sống lại thời điểm. Cũng đã cảm giác tới rồi, này phương thiên địa không bình thường, hắn trong khoảng thời gian ngắn yêu cầu ngủ đông xuống dưới, rốt cuộc hắn cũng không biết thế giới này bên trong. Đứng đầu chiến lực tới nơi nào? Hiện tại chính hắn Tu Vi còn không có khôi phục. Không nên bị người khác biết hiểu, hắn yêu cầu đem chính mình thân phận che giấu xuống dưới, chỉ. Thấy Lâm Việt ánh mắt nhìn về phía trưởng lão, một đạo khủng bố thần niệm chi lực. Giống như thương vũ giống nhau, hướng về trưởng lão áp lạc. Hiện tại Lâm Việt thần niệm tuy rằng không có phía trước sống lại, chính là đối mặt tại đây phương thế giới bên trong, bất quá bước thứ ba trưởng lão. Không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp liền bị Lâm Việt khống chế, trưởng lão thân hình cứng. Lại, hắn trực tiếp bị Lâm Việt luyện hóa thành con rối Lúc này chịu này thao tác trưởng lão nhìn về phía ôm chính mình mắt cá chân hỗ trợ. Trực tiếp một chân, đem này đá bay mấy trượng xa, xương cốt đều đứt gãy nhiều căn, tê, mọi người. Hít hà một hơi ta không muốn nghe ngươi một mặt chi ngôn, người tới, đem mấy người mang đi chấp pháp đường. Ta yêu cầu cha rõ việc này, trưởng lão lạnh lùng nói ra, theo hắn một đạo pháp quyết đánh ra. Vài tên hỗ trợ bị linh thằng bó trụ, mang đi chấp pháp đường. Chính là Lâm Việt cùng mặt dỗ nữ tử, chỉ là đi theo ở trưởng lão phía sau, khác nhau đối đãi. Đã không cần nói cũng biết, đưa tới mọi người rời khỏi sau, có chấp pháp đường đệ tử đi tới nơi đây, rửa sạch thi thể, hết thầy tạm thời bình ổn. Có người ở suy đoán Lâm Việt thân phận, thế nhưng bị trưởng lão như thế đối đãi, ngay cả huynh. Trưởng là nội môn đệ tử vương hướng, bị ngay tại chỗ giết chết. Lâm Việt thế nhưng đều không có đã chịu cái gì trách phạt, xem. Già kia nam tử, là không thể trêu chọc tồn tại. Có người thở dài nói, bất quá đi qua hơn một canh giờ, Lâm Việt mang theo mặt dỗ nữ tử đã đi tới tạp dịch viện bên trong mọi người hiện tại đều là mang theo kính sợ ánh mắt nhìn thấy lâm việt lúc sau đều là rất xa tránh đi không dám tới gần lâm việt từ trưởng lão nơi đó bắt được chữa thương đan dược đưa tới nữ tử trong tay cảm cảm ơn mặt dỗ nữ tử nhút nhát tiếp nhận đan dược từ trưởng lão nơi đó được đến đan dược nàng biết giá trị tất nhiên xa xỉ mặt dỗ nữ tử không có lần đầu tiên thấy ăn vào mà là tưởng tồn xuống dưới vì sao không ăn lâm việt hỏi ta tưởng tồn xuống dưới lưu tại mặt sau dùng mặt dỗ nữ tử nói người đã thương cặp gân cốt hiện tại không phục dùng về sau sẽ lưu lại bệnh kín ảnh hưởng tu hành lâm việt nhàn nhạt nói người muốn đến lúc đó ta làm kia trưởng lão đưa tới chính là nói xong lâm việt ngồi xếp bằng ở giường phía trên hắn đi đến chấp pháp đường, chỉ là hướng kia trưởng lão rồi giải đương kim thế giới, hiện giờ. Hắn đã biết, hiện tại thế giới, cuồn cuộn trình độ không thể biết. Nơi này gọi là sở quốc địa giới, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ở vào đại lục nhất phương đông mãng đất hoang mang, chính là sở quốc tại đây phương thế giới bên. Trong, thống ngự vô tận địa vực như cũ bài không thượng danh hào. Nơi này cuồn cuộn trình độ, chỉ sợ cũng là so với nguyên nơi đều là không nhường một tấc lâm việt ở tự hỏi kế tiếp đi lộ hắn muốn đem chính mình phong ấn thực lực dẫn ra cần thiết mượn dùng nơi đây năng lượng vật chất liền tại đây tu luyện một đoạn thời gian đi lâm việt nói hiện tại hắn không biết khởi nguyên nơi đã xảy ra cái gì chính là nôn nóng đã không phải biện pháp hắn cần thiết muốn đem lực lượng của chính mình sống lại lúc sau nếm thử đột phá chảm đạo cảnh giới hiện tại hắn lắng động lại đã cực kỳ thâm, tam thế nói quả trải qua một lần tử vong lúc sau. Tựa hồ cũng trở nên không giống nhau, lúc này ở hắn trong cơ thể. Mang theo một loại vô thượng hơi thở. Tựa hồ đã không thuộc về cụ thể cảnh giới lực lượng, trải qua một ngày thời gian. Lâm Việt từ mặt dỗ nữ tử trên người. Được đến thế giới này tu luyện pháp môn, bất quá này pháp môn rất là thô bỉ. Chính là Lâm Việt hiện giờ trạng thái cùng lắng động lại đều có thể kết hợp nơi đây năng lượng vật chất đặt ra ra này chờ công pháp xem ra yêu cầu tiến vào này tông môn bên trong lâm việt nói hiện giờ thực lực của hắn không có khôi phục phía trước không nghĩ đem chính mình thân phận bại lộ theo kia trưởng lão theo như lời hiện giờ ly thiên giáo bên trong có thứ sáu bức cường giả lâm việt hiện tại đối với cảnh giới hiểu biết dưới đã biết thứ sáu bước đại khái chính là hoàng cảnh tu vi, hiện tại không phải chính mình có thể địch tồn tại. Hơn nữa trưởng lão thân phận thấp kém, chỉ là ở vào nhất ngoại tầng, đối với cao tầng tin tức. Biết đến cũng không nhiều, cũng không biết, ly thiên giáo bên trong. Hay không còn có che giấu cường giả. Lâm Việt hiện tại bằng vào trầm tịch thần niệm cùng chiến thể. Chỉ sợ cũng chỉ là có thể tới gần linh vương cảnh mà thôi, đối với hoàng cảnh còn có một khoảng cách thời gian trôi qua nửa tháng thời gian lâm việt từ trưởng lão nơi đó bắt được tương đối cao thâm một chút công pháp bất quá này chỉ là đề cập bước thứ ba hơn nữa đối với thế giới này năng lượng vật chất hấp thu cũng là cực độ thong thả đối với lâm việt tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể còn không bằng lâm việt có thể miễn cưỡng thì triển cắn nuốt sao trời tới cũng nhanh trong khoảng thời gian này tới nay Mặt Dỗ Thiếu nữ vẫn luôn ở chiếu cố Lâm Việt cuộc sống hàng ngày, không có người dám lại nói. Nhàn thoại, bọn họ đối với Lâm Việt chỗ ở đều là tránh mà xa chi. Chỉ có mặt Dỗ Thiếu nữ dám tiếp cận cùng tiến vào. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Việt cũng biết mặt Dỗ Thiếu nữ tên Dư Hơi Hơi, nàng từ nhỏ ra cảnh bần hàn. Ở 5 năm, năm trước bị tuyển chọn tiến vào tới rồi Ly Thiên giáo, chính là bởi vì tư chất bình phàm ở tạp dịch trong viện, một đại chính là 5 năm. Bởi vì trời sinh lưng còng cùng mặt dỗ nguyên nhân. Ngày thường chịu đựng khuất nhục bởi vì trợ cấp gia dụng nguyên nhân. Nàng mới có thể luyến tiếc dùng chữa thương đan dược, muốn bán đi, trợ cấp gia dụng. Lại quá nửa tháng thời gian, chính là tạp dịch tuyển chọn nhật tử, đến lúc đó, Lâm công tử. Cũng sẽ đi sao, dư vi vi hỏi, Lâm Việt gật đầu, hắn yêu cầu tiến vào đến ly thiên giáo cao tầng. Bên trong, đạt được càng vì cao thâm tu luyện pháp môn. Không nghĩ thân phận bại lộ dưới, chỉ có thể như thế, Dư Vi Vi cười nói. Ở chỗ này trước chúc mừng Lâm Công Tử, trải. Qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Vi Vi ti rằng bộ dạng khó coi. Tính cách có quái gở, chính là tâm thực hảo, đối với Lâm Việt chiếu cố, cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại không có gặp tạp dịch khi dễ tính cách cũng rộng rãi rất nhiều lâm việt là nàng ở sinh ra tới nay trừ bỏ cha mẹ ở ngoài duy nhất một đạo ánh sáng chiếu sáng nàng nhân sinh hiện tại nửa tháng một lần đan dược không hề bị cắt xén dư vi vi cũng có tu hành tài nguyên hiện tại trên người đã xuất hiện một cổ như có như không khí dựa theo thế giới này cách nói muốn đặt chân tu hành bước đầu tiên đó là khai quật tự thân bẩm sinh khí hiện tại dư vi vi ở lâm việt tùy ý chỉ đạo dưới tu vi phía trên cũng có điều tinh tiến cái này làm cho nàng rất là vui vẻ lâm việt hiện giờ trải qua tu hành đã đặt chân bước thứ hai ở tuyển chọn bên trong không có chút nào ngoài ý muốn ở tuyển chọn bên trong hắn không chuẩn bị che giấu chính mình muốn đó là nhất minh kinh nhân khiến cho mọi người chú ý được đến tốt nhất tài nguyên hắn yêu cầu ở ngắn nhất thời gian bên trong đem tự thân lực lượng sống lại đối với tạp dịch bên trong việc vì lấy lòng lâm việt mỗi ngày đều có người cướp cho hắn làm đến nỗi này đó nhưng thật ra không cần hắn phiền lòng mà liền ở mấy ngày lúc sau một người khách không mời mà đến đi tới tạp dịch đông viện chỉ thấy người tới là một người người mặc mây trắng lưu tay áo trường thường nam tử bước long hành hổ bộ trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt chi ý, đây là nội môn đệ tử phục sức, lúc này tạp dịch thấy được. Đều chỉ có thể tránh lui, giết ta đệ đệ người, nhưng ở nơi nào? Hắn lạnh nhạt quát lớn, thanh âm giống như tiếng sấm nổ vang, làm một ít người không chịu nổi. Té ngã ở trên mặt đất, tất cả mọi người là toát ra hoảng sợ, Lâm. Công tử, không cần đi ra ngoài, dư vi vi sợ hãi nói. Nội môn đệ tử, đối với bọn họ tạp dịch tới nói, chính là cao không thể phàn tồn tại. Nàng tuy rằng biết Lâm Việt cường đại, chính là đối mặt nội môn đệ tử. Vẫn là không có một chút đế, nàng lo lắng Lâm Việt sẽ bởi vậy mà bị chém giết. mười 1410 nội môn tuyển chọn. Bất quá Lâm Việt rất là bình tĩnh, hắn ý bảo Dư Vi Vi không cần lo lắng, rồi sau đó đứng dậy. Chậm rãi đi tới ngoại giới. Hắn tuy rằng tại đây đoạn thời gian bên trong, không nghĩ bại lộ, quá mức với rêu dao chính là nếu phiền toái tìm tới môn tới, nếu là chính mình tránh lui. Hiển nhiên không phải hắn phong cách hành sự, chính là ngươi sao. Vương hướng huynh trưởng tên là Vương Vũ, tại nội môn bên trong. Tuy rằng không tính là nổi bật, chính là cũng là bước thứ ba tu sĩ. Thực lực rất là cường đại, đúng là, Lâm Việt chậm rãi nói. Ở hai mươi mấy ngày trước, trưởng lão đã đem vương hướng chịu tội, nhất nhất đếm kỹ khinh nhục đồng môn đã từng đánh chết quá tạp dịch hơn chịu tội thêm ở bên nhau đã cũng đủ chết vài lần đối với vương hướng bị giết lâm việt không có chút nào truy trách vương vũ lúc này đi tới nơi đây thấy được lâm việt chậm rãi nói tuy rằng ta đệ đệ không biết cố gắng chính là cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể giết hiện tại ta không nghĩ ở tạp dịch viện bên trong vận dụng mấy ngày lúc sau tông môn tuyển chọn ta đem tự mình giết ngươi hảo lâm việt chỉ là nhàn nhạt đáp lại đối mặt vương xuyên uy hát iota hắn không có chút nào sợ hãi ở tông môn tiền chọn ngày nội môn đệ tử sẽ lên sân khấu chỉ điểm tân tấn nội môn đệ tử chính là đồng thời ở kia một ngày cũng có thể lựa chọn tiến vào sinh tử đài chiến đấu giải quyết ân oán chờ vương vũ nghe vậy ánh mắt một ngưng hắn không nghĩ tới lâm việt thế nhưng như thế sảng khoái đáp ứng hơn nữa từ Lâm Việt trong ánh mắt, rõ ràng có thể cảm giác đến kia cổ đạm nhiên. Tự hồ đối mặt chính mình, không có chút nào sợ hãi, thực hảo, vương vũ gật đầu nói, nói. Cho hết lời, liền có thể lăn, người chết, không cần thiết xuất hiện ở ta trước mắt. Lâm Việt nói xong, quay đầu rời đi, lưu tại tại chỗ vương vũ, ánh mắt mang theo một cổ âm u. Nói, ngươi cho rằng ta hiện tại không dám giết ngươi sao, ngươi có thể thử xem, Lâm. Việt không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nếu không phải nội môn đệ tử, đối với ly thiên giáo tới nói, địa vị tương đối cao. Lâm Việt hiện tại giết hắn, khó tránh khỏi phiền toái, bằng không Lâm Việt tính tình. Như thế nào sẽ lưu hắn đến bây giờ? Bất quá là bước thứ ba, đối với Lâm Việt tới nói, chém giết. Bất quá một đạo ánh mắt thôi, thế giới này tu hành hệ thống bên trong, lớn nhất tranh lệch liền ở bước thứ ba cùng bước thứ tư chi gian, đặt chân bước thứ tư lúc sau. Mặt sau mới là hoạn lộ thanh thang. Ở bước thứ ba trì trệ không tiến tu sĩ, có khối người, trong đó cách xa nhau thực lực. Cũng là lạch trời hồng câu, không thể vượt qua. Nhìn Lâm Việt như thế đạm nhiên ngữ khí, vương vũ nổi giận. Chính là hắn không có vương hướng như vậy ngốc, biết trước mắt người hiện giờ thong dong Tất nhiên là có điều dựa vào, chính là là cái gì nhận không ra người thủ đoạn ở sinh tử đài chiến đấu phía trên, có chư vị trưởng lão tọa chấn. Lâm Việt liền không thể vận dụng, thực hảo, ngươi thành công nổi lên sát tâm, vương. Vũ lạnh lùng nói, bất quá lời này không có được đến Lâm Việt đáp lại. Lúc này Lâm Việt đã đi vào phòng bên trong, vương vũ làm nội môn đệ tử, đi ở tông môn bên trong. Đều là đã chịu vạn người vây quanh, làm sao bị một cái tạp dịch như thế đối đãi quá. Trong ánh mắt sát ý, đã không thêm che giấu bất quá hiện tại không phải động thủ hảo thời cơ, hắn hạ xong chiến thư lúc sau. Liền thực mau rời đi, Lâm Việt đi vào phòng, tự cố uống trà. Tự hồ đối với mới vừa rồi vương vũ khiêu khích, không có chút nào để ý, dư vi vi khó hiểu. Kia chính là nội môn đệ tử A, Lâm Công Tử, ngươi không sợ sao, dư. Vi vi mang theo lòng còn sợ hãi, nàng ở sợ hãi. Mới vừa rồi vương vũ trực tiếp động thủ, Lâm Việt nhàn nhạt lắc đầu hắn phía trước sắp đột phá tối cao, chỉ sợ cũng là thế giới này đệ thập bước. Đều khó có thể sánh vai hắn, này đó tiểu đánh tiểu nháo. Ở hắn luân hồi kia đoạn thời gian bên trong, đều đã chơi chán rồi. Tiếp thu vương vũ khiêu chiến, hắn bất quá là không nghĩ lưu lại phiền toái mà thôi, cũng không. Có để ý cái gì nội môn đệ tử, cái gì bước thứ ba tu vi, đối với Lâm Việt tới nói này đó bất quá là không chớp mắt đồ vật thôi trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua sáng sớm dương quang sái lạc ở tạp dịch viện bên trong nơi này tới ngoại môn đệ tử thống kê tham gia tuyển chọn đệ tử lâm việt bước thứ hai nói ra tu vi ngoại môn đệ tử dùng kiểm nghiệm tu vi pháp khí nghiệm chứng một phen bọn họ nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia giật mình bởi vì ở thượng một năm bọn họ cũng đã tới nơi này cũng không có nhìn thấy Lâm Việt thân ảnh, cũng liền nói, Lâm Việt đi vào Ly Thiên giáo. Bất quá một năm mà thôi. Thế nhưng trực tiếp tới bước thứ hai, loại này tu hành tốc độ. Làm cho bọn họ đều là cảm thấy xấu hổ, chính là so ngoại môn đại bộ phận đệ tử. Đều phải cường đại rồi, xem ra nội môn bên trong lại muốn nhiều một người thiên kiêu hai. Gã ngoại môn đệ tử, không tiếc tán dương. Bọn họ hiện tại còn không biết, Lâm Việt cùng Vương Vũ Chi gian ân oán, nếu là biết được nói, cũng sẽ không cùng Lâm Việt lôi kéo làm quen, dư vi vi bọn họ cũng theo Lâm Việt tham gia tuyển. Chọn mấy người đi tới nội môn bên trong tham gia tuyển chọn nơi sân. Ở tuyển chọn nhật tử hôm nay, sở hữu tạp dịch đệ tử đều có thể không cần làm việc. Có thể tiến hành quan sát, dùng để khích lệ tạp dịch, Lâm công tử, một đường cẩn thận dư VV ở một bên, cây ết, Iota nhược nói, đối mặt nhiều người như vậy, nàng có vẻ có chút sợ hãi. Này vẫn là nàng nhập môn 5 năm tới nay. Lần đầu tiên tới quan sát tuyển chọn, mặt khác tam viện tạp dịch cũng tới rồi, đều là đứng thẳng. Ở đây mà ở ngoài, lúc này có người thấy được dư vi vi, không cấm nhíu mày, nói. Người kia là ai, thật sự chướng mắt, hư. Có đông viện cùng với hiểu biết tạp dịch. Lập tức bưng kín hắn miệng, thâm khủng hắn bởi vì không lựa lời mà thu nhận đại họa, người nọ khó hiểu, đương đông viện tạp dịch cho hắn giải thích lúc sau. Cũng là thức thời nhắm lại miệng, không dám nói nữa một ngữ. Liền vương hướng đều dám giết người, nếu là một cái không cao hứng. Chính mình liền khóc cũng chưa chỗ khóc. Ở trên đài cao, còn lại là ly thiên giáo ngoại môn trưởng lão chờ đối với tạp dịch tiền chọn. Ly thiên giáo cũng thập phần coi trọng, này rốt cuộc đều là giáo trung mầm. Đại biểu ly thiên giáo tương lai. Vương Vũ lúc này đứng ở một người lão giả phía sau, nhìn về phía Lâm Việt trong ánh mắt. Mang theo sát ý, ngoại môn một ít nữ đệ tử, hoa chi loạn chiến, lúc này thấy được Lâm Việt, nói. Người kia là ai, hảo sinh tuấn lãng, ta đã nghĩ tới tương lai đạo lữ bộ dáng. Có khuôn mặt rào hảo nữ đệ tử cười hì hì nói, thật không e lệ, một bên nữ đệ tử nói, tỷ Tỷ có lẽ đôi mắt không có rời đi quá, khuôn mặt rào hảo nữ đệ tử không cam lòng yếu thế theo trên đài trưởng lão lên tiếng, nếu chuông lớn đại lữ. Truyền tới mỗi người trong tay, theo hắn niệm một phen mở màn từ lúc sau. Tuyển chọn chính thức mở ra, tuyển chọn lấy đại bỉ hình thức tiến hành. Lâm Việt ở tỉ thí bên trong, trước nay đều là lấy nhất chiêu chế địch. Không khỏi làm một ít người, đều là chú ý tới Lâm Việt, một ít nữ đệ tử càng là Mỹ mục lưu phán. Đôi mắt ứa ra ngôi sao, người này, chính là ngươi một hồi muốn giết người sao. Lúc này Vương Vũ bên người bạn tốt. Mang theo ý cười nói, Vương Vũ gật đầu, nhìn Lâm Việt biểu hiện. Hắn không có chút nào động dung, tham gia tuyển chọn tạp dịch. Đại đa số đều chỉ là bước đầu tiên lúc đầu, chỉ có vài tên có bước thứ hai tu vi. mười 1411 nhẹ nhàng bâng quơ chém giết Vương Vũ. Đại bỉ ở bất quá một canh giờ thời gian trong vòng. Đã qua đi hơn phân nửa, bởi vì Lâm Việt quá mức với cường thế cơ hồ ứng phó đối thủ đều là nhất chiêu chi gian, liền đưa bọn họ đánh rơi xuống đài, liền ở Vương Vũ nói lúc sau. Chỉ thấy Lâm Việt trước mặt đến từ mặt khác tạp dịch viện bước thứ hai đệ tử, trực tiếp bị đánh rơi hạ đài, không có chút nào phản kháng đường sống thoát. Nhìn người nọ có chút phiền phức, Vương huynh một hồi cẩn thận hắn. Bên người nam tử nhắc nhở nói, "Hừ, kẻ hèn một cái tạp dịch thôi, Vương." vũ hừ lạnh nói hắn không tin chính mình ở tông môn bên trong tu hành nhiều như vậy năm so ra kém một cái tạp dịch lúc này đại bỉ đã rơi xuống màn tre lâm việt không thể nghi ngờ lấy được đệ nhất ngoại môn trưởng lão mang theo vui mừng bất quá hắn còn không có tuyên bố thời điểm vương vũ đi xuống tới bầm báo trưởng lão nội môn đệ tử vương vũ tiến đến thí luyện đại bỉ đệ nhất danh vương vũ chậm rãi nói bất quá nội môn trưởng lão nghe vậy lại là mày nhăn lại hắn cùng vương vũ ở vào cùng cảnh giới đã nhìn ra vương vũ trên người sở phát ra kia cổ sát ý hắn hiện tại tự hồ chính là cố tình vì đánh chết lâm việt mà đến lâm việt thiên phú là rõ như ban ngày nếu là thật sự bị vương vũ đánh chết đối với toàn bộ ngoại môn thậm chí với ly thiên giáo đều là tổn thất không nhỏ bất quá đây là quy củ chỉ có thể xem lâm việt như thế nào biểu hiện Trưởng lão, ở sinh tử trên đài giết người, sẽ không ra vấn đề đi, lâm. Việt lúc này xác nhận nói, bằng không đến lúc đó hắn chém giết nội môn đệ tử. Đảo dước lấy một đống phiền toái, sẽ không? Trưởng lão có chút ngốc, không rõ lâm Việt đang nói chút cái gì, liền tính lâm Việt ở tạp dịch. Tiền chọn bên trong, biểu hiện đến lại quá mức cường thế, chính là hắn không rõ. Chính mình kế tiếp tao ngộ chính là ai, chính là tại nội môn bên trong tu hành mấy năm vương vũ. Chính là bước thứ ba, đều đã tới rồi trung kỳ, như vậy ta liền an tâm rồi, lâm. Việt gật đầu nói, thực hảo, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế bình tĩnh, vương. Vũ mang theo trào phúng chi ý, hai người đều là bước lên sinh tử đài. Hiện tại đối lâm Việt ái mộ nữ tử, đều là không tự giác che lại miệng. Bọn họ đều là không biết, lâm Việt khi nào, trêu chọc thượng nội môn đệ tử vương Vũ liền tính hắn lại quá mức kinh diễm. Chính là bất quá ở tạp dịch trong viện đãi một năm mà thôi, đối mặt thành danh đã lâu Vương Vũ. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Người cho rằng ở đại bỉ bên trong biểu hiện đến cũng đủ kinh diễm. Các trưởng lão liền có thể phá lệ khai ân, làm ta tha ngươi sau, Vương. Vũ nói, Lâm Việt nhàn nhạt nhìn Vương Vũ, giống như là nhìn một cái nhảy nhót vai hề giống nhau nếu đưa tới cửa tới đá kê chân xuất hiện, Lâm Việt cũng chỉ có thể nhận lấy, sinh. Tử đài chiến đấu, một khi lên đài, đối chiến giả, sinh tử bất luận, trường. Lão lúc này tuyên bố nói, ánh mắt mọi người, đều là như ngừng lại đài chiến đấu phía trên. Chỉ thấy Lâm Việt hiện tại tuy rằng là ăn mặc tạp dịch vải bố xiêm y. Chính là như cụ khó có thể che lấp hắn dung nhan cùng khí chất, hắn một tay lưng đeo phía sau. Vô cùng đạm nhiên, ra tay đi, bằng không ngươi không có cơ hội." Lâm Việt nói, "Này một câu, làm ở đây một mảnh ồ lên." Đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc, Lâm Việt không khỏi quá mức với kiêu ngạo, Vương Vũ cũng là. Ngẩn ra, nghĩ đến, này không nên là chính mình lời nói sao, đây là chính ngươi tìm chết, Vương." Vũ Âm U nói, chỉ thấy hắn véo chỉ chi gian, ánh lửa bao phủ toàn bộ 10 trượng phạm vi đài chiến đấu, ánh lửa kích động toàn bộ hướng về lâm việt công kích mà đến ánh lửa chiếu rọi ở lâm việt đôi mắt bên trong hắn không có né tránh ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hắn thế nhưng trực tiếp cất bước tắm gội cháy quang đi tới vương vũ trước mặt cho ngươi cơ hội bất quá chút thực lực ấy làm người thất vọng lâm việt lắc đầu chỉ thấy hắn sắc bén ra tay một quyền oanh ra vương vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn không nghĩ tới lâm việt thế nhưng lấy như thế cường ngạnh tư thái bài trừ chính mình pháp thuật bất quá hết thảy đều đã chậm lâm việt ra tay vô tình quyền phong mênh mông cuồn cuộn cuốn phát cáu lưỡi phóc vương vũ ngực gặp đòn nghiêm trọng lập tức một ngụm máu tây phun ra hiện tại lâm việt tuy rằng chỉ là bước thứ hai chính là trước kia chiến thể cường độ còn tồn tại một chút phải biết rằng năm đó lâm việt chiến thể chính là đột phá tối cao cảnh giới hiện tại chẳng sợ đã yên lặng như cũ không phải bình thường tiểu tu sĩ. Có thể vận dụng đơn sơ pháp thuật, có thể bài trừ, chỉ thấy Lâm Việt hiện ra nghiền áp chi thế. Trực tiếp một bước bước ra, còn chưa ngã xuống đất Vương Vũ, trực tiếp bị đạp trúng ngực. Lâm Việt dẫm lên Vương Vũ, rơi xuống ở trên mặt đất, đài chiến đấu đều bị tạp ra một cái. Hố, ngươi, ngươi, Vương Vũ lúc này trong ánh mắt, rốt cuộc hiển lộ ra sợ hãi chính là hiện tại hắn tưởng nói đã là không có khả năng miệng mũi đều ở giật huyết làm hắn lời nói mơ hồ không rõ tựa hồ ở xin tha chính là lâm việt không có cho hắn chút nào cơ hội trong tay ngưng tụ năng lượng thất luyện hóa thành một thanh trường đao tiếp xúc đến không khí bên trong truyền ra phụt tiếng động lúc này đã xem lễ trưởng lão đứng dậy đối mặt lâm việt chiến lực bọn họ đều là biểu hiện ra hoảng sợ thế nhưng có thể đem nguyên khí vận dụng đến loại trình độ này, hơn nữa thân thể cường độ. Đã không thể tưởng tượng, có. Ngoại môn trưởng lão, không cấm thân hình run rẩy này tuyệt đối là không thế thiên kiêu, có. Người nói nói, sở hữu ánh mắt, đều là tụ tập ở Lâm Việt trên người, bất quá lúc này Lâm Việt tựa không chỗ nào. Cảm, vương vũ sư phụ hét lớn, trực tiếp hóa thành một sợi thanh phong, nói. Chỉ là tông môn tỉ thi, cớ gì quát tháo, hắn xuống đài, muốn cứu chính mình đồ nhi chính là lâm việt thiết huyết vô tình nếu động thủ liền sẽ không lưu tình phốc nguyên khí ngưng tụ ánh đao trực tiếp đem vương vũ đầu chém xuống máu vẩy ra có vẻ rất là dữ tợn thực hảo vương vũ sư phụ cắn giang hắn tại nội môn bên trong đều được hưởng rất cao địa vị hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần chính mình mở miệng lâm việt này vừa mới tấn chức tạp dịch đệ tử như thế nào cũng không dám ra tay chính là kết quả là hắn không có đoán trước đến Lâm Việt kết đoán trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng, Vương Vũ sư phụ. Chính là thứ năm bước ở Ly Thiên giáo bên trong. Cũng coi như là cường đại tồn tại, có thể sánh vai Linh Vương cảnh, chính là. Này cũng không phải Lâm Việt không thể địch tồn tại. Liền ở Lâm Việt chuẩn bị động thủ thời điểm, ngoại môn đại trưởng lão, một người tóc trắng xóa lão giả, đi tới Lâm Việt trước người. Theo hắn tay áo phiêu diêu, phía trước xuất hiện một chỗ cái chắn, từ từ nói: sinh tử đài chiến đấu một khi bước lên sinh tử bất luận chẳng lẽ nội môn kim trưởng lão muốn phá hư quy củ sao vương vũ sư phụ bị ngăn trở hắn biết ngoại môn đại trưởng lão thực lực tuyệt đối không phải chính mình nhưng địch tồn tại cho dù là vài thập niên trước bởi vì không biết tên nguyên nhân mà bị thương chính là như cụ có thứ năm bước đỉnh thực lực cổ trưởng lão chẳng lẽ ngươi tưởng ngăn cản ta sao vương vũ sư phụ lúc này mang theo uy hát yêu ta chi ý đại nhưng đi tìm giáo chủ đại trưởng lão không có nhiều lời nói thẳng nói vương vũ sư phụ dừng tay vương vũ là hắn yêu thích nhất đệ tử bất quá hiện tại bị chém giết ở sinh tử đài chiến đấu phía trên hợp tình hợp lý hắn không chiếm chút nào lý do thật là tới rồi trưởng giáo nơi đó hắn cũng ít không được bị trách phạt hừ người tưởng tiến vào nội môn không có cơ hội vương Vũ sư phụ nhìn Lâm Việt chậm rãi nói, này tràn ngập uy hát yêu ta, hắn tại nội môn bên trong. Quyền lực rất lớn, này cũng không phải trò đùa, Lâm Việt không có chút nào sợ hãi. Hắn từ tạp dịch tên kia con dối trưởng lão nơi đó, đã biết được ngoại môn đại trưởng lão. Thân phận cũng không bình thường, đã từng là trưởng giáo hữu lực tranh đoạt giả. Bất quá không biết vì cái gì nguyên nhân, cuối cùng thân bị trọng thương, cảnh giới ngã xuống chương 1412 trọng nhặt luyện đan chi thuật. Nghe nói bởi vì hắn đã từng tiến vào tới rồi một chỗ di tích bên trong. Được đến thứ nhất khó có thể tưởng tượng công pháp. Bởi vậy tao ngộ trọng thương, bất quá cụ thể là bị người hãm hại. Vẫn là bị di mà gây thương tích đã không được biết rồi. Theo vương vũ sư phụ rời đi, hết thảy hạ màn, đại trưởng lão nhìn Lâm Việt. Khẽ gật đầu, hắn từ Lâm Việt trong ánh mắt, cũng nhìn ra lâm việt không bình thường lâm việt theo một chúng thông qua tỉ thí tạp dịch tiến vào tới rồi ngoại viện bên trong mỗi cái nội môn đệ tử đều có chính mình một cái động phủ có thể cho một người tạp dịch làm đồng tử chiếu cố chính mình cuộc sống hàng ngày đây là ngoại môn đệ tử đặc quyền lâm việt tuyển dư vi vi đây là không gì đáng trách nếu là lâm việt tuyển ta thì tốt rồi có ngoại môn nữ tử nói rất nhiều người trong ánh mắt đều là mang theo ảm đạm ngươi là ngoại môn đệ tử, có người xem thường, ngoại. Môn đệ tử làm sao vậy, có thể bồi ở hắn bên người, ta cam nguyện. Dung mạo rào hảo nữ tử nói, loại chuyện này, ngươi cũng nguyện ý sao, bên. Người nàng có người trêu đùa, tự nhiên. Nàng xem lâm việt xem đến ngây ngốc. Theo bản năng nói, đương phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, phi phi, thời. Gian trôi qua mấy ngày. Lâm Việt hiện tại ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, đại trưởng lão đi tới nơi này, dư vi vi lập tức châm trà cùng đại trưởng lão cách xa nhau như thế chi gần. Làm dư vi vi thập phần kích động, đây là nàng cả đời đều không có nghĩ tới sự tình. Hiện tại làm lâm Việt đồng tử, địa vị cùng bổng lộc so tạp dịch đệ tử. Tốt hơn không biết nhiều ít, nàng đã thập phần thấy đủ, hơn nữa hiện tại lâm Việt thực lực. Tại ngoại viện bên trong, cũng không có người dám trêu chọc. Chính là một ít trưởng lão, đều là đối lâm Việt gương mặt tươi cười đón chào, ngươi chính là năm đó mạc trưởng lão bọn họ mang về tới người nọ đi đại trưởng lão dò hỏi đúng vậy lâm việt không có dấu giếm không biết ngươi có không thấy được tiến vào cấm địa hai người đại trưởng lão trong ánh mắt mang theo ảm đạm lâm việt nghĩ tới chính mình vừa mới sống lại thời điểm bên người tựa hồ xác thật có hai người bất quá không biết có phải hay không đại trưởng lão muốn hiểu biết người đúng là cấm địa ở ngoài đã từng thấy được hai người bị người đuổi giết tiến vào tới rồi cấm địa bên trong lâm việt nói hắn không có đem chính mình là từ cấm địa bên trong đi ra sự tình nói cho đại trưởng lão nếu là bọn họ đã biết chính mình từ cấm địa đi ra không biết muốn nhắc lên kiểu gì phong ba phải không đại trưởng lão thở dài nói hắn không có hỏi nhiều đây là một môn thực quỷ dị pháp môn có thể hay không hiểu thấu đáo liền xem ngươi tạo hóa đại trưởng lão lấy ra một quyển đã ố vàng sách trong đó viết không biết tên cổ xưa tự thể bất quá gần là ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra này pháp không giống bình thường chỗ này thượng có đại đạo dấu vết vờn quanh làm người xem một cái đều là không tự giác yên lặng tiến vào tới rồi trong đó nội môn hủ bại lấy tư chất của ngươi tiến vào không có gì vấn đề bất quá bởi vì người nọ ngăn trở về sau người liền lưu tại ngoại môn đi đại trưởng lão nói hắn đã đem chính mình được đến tu luyện pháp môn truyền thụ cho lâm việt xem ra đã là muốn đem chính mình y bát truyền thừa đi xuống lâm việt gật đầu đây là một phần ân tình hắn nghĩ tới thế giới này bên trong tựa hồ cũng có luyện đan phương pháp đại trưởng lão ta có một chuyện muốn nhờ lâm việt nói cứ nói đừng ngại đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng nói chỉ cần ta có thể làm được nhưng Thật ra không có bao lớn sự tình, ta muốn giáo chung, về luyện đan sách, Lâm Việt nói. Thế giới này cùng đã từng vũ trụ không giống nhau, trong đó thiên tài địa bảo. Nhất định cũng có điều khác biệt, bất quá Lâm Việt phân tích quá tông môn phát đan dược quá. Luyện chế thủ pháp cùng dược lực phía trên, nhưng thật ra không có bao lớn khác biệt. Bởi vì thế giới này nguyên khí nồng đậm nguyên nhân, đan dược dược lực. So vũ trụ bên trong ngang nhau dai đan dược. Muốn tinh thuần rất nhiều, này đối với Lâm Việt tới nói. Cũng không phải cái gì vấn đề, hiện tại hắn muốn nhanh chóng khôi phục thực lực. Yêu cầu tìm hiểu thế giới này pháp môn, trừ bỏ được đến công pháp ở ngoài, có đan dược chống đỡ. Tự nhiên sẽ mau thượng rất nhiều, đại trưởng lão nhìn Lâm Việt liếc mắt một cái, nói, có. Ta sẽ gọi người đưa tới. Đối mặt đại trưởng lão không hề giữ lại tin tưởng chính mình. Lâm Việt trong lòng mang theo cảm động, đây là ta lệnh bài nếu là ngươi muốn luyện đan nhưng đi ngoại môn phòng luyện đan tùy ý lấy thuốc tài đại trưởng lão nói đưa qua một quả cổ xưa lệnh bài đây là ngoại môn bên trong lớn nhất quyền hạn có này lệnh bài lâm việt cơ hồ có thể tại ngoại môn bên trong đi ngang không có người dám ngăn cản hắn làm cái gì đa tạ đại trưởng lão lâm việt hơi hơi chắp tay lấy hắn địa vị cùng thực lực tự nhiên sẽ không hành lễ chỉ là biểu đạt cảm tạ, theo đại trưởng lão rời đi, mấy cái canh giờ thời gian. Liền có người đưa tới luyện đan phương diện thư tịch. Lâm Việt bất quá là một ngày thời gian, liền đem này đó đối với luyện đan sư tới nói. Đều là cao thâm thư tịch tiêu hóa xong, Lâm Việt ngày thứ hai. Đi tới phòng luyện đan bên trong, nơi này đại đa số chỉ là ở luyện chế trúc cơ đan. Cũng chính là tầm thường tạp dịch mỗi nửa tháng đoạt được cái loại này đan dược có thể phụ trợ tạp dịch đệ tử nhanh chóng phát hiện chính mình trong cơ thể bẩm sinh khí, Lâm Việt ngươi tới nơi này làm gì, lúc này trong cửa trưởng lão dò hỏi. Hiện tại Lâm Việt danh hào tại ngoại môn bên trong đã nổi danh, trưởng lão cùng đệ tử đều nhận thức Lâm Việt ta tới nếm thử luyện đan, Lâm Việt nhàn nhạt nói, ngươi trưởng. Lão mang theo không tin, luyện đan một đường, không phải trò đùa. Trưởng lão cự tuyệt là lúc Lâm Việt lấy ra đại trưởng lão lệnh bài này. Trưởng lão trầm ngâm một phen, vẫn là mang theo Lâm Việt tiến vào tới rồi phòng luyện đan bên. "Trong, tuy rằng ngươi có đại trưởng lão lệnh bài, chính là ta còn là đến báo cho ngươi." Luyện đan ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, không phải ngươi nhìn mấy quyển thư lúc sau liền có thể nếm thử, trưởng lão xuất phát từ hảo ý nhắc nhở. Phòng luyện đan bên trong có vài tòa đan lô thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, có vài tên đệ tử đang không ngừng vì luyện đan sư cầm sở yêu cầu dược liệu, đương tiến vào nơi này thời điểm. Một cổ dược hương nghênh diện mà đến. Ở đại bỉ bên trong, khán đài phía trên tên kia khuôn mặt rảo hảo nữ tử. Cũng ở chỗ này, bất quá nàng chỉ là vừa mới bước vào luyện đan một đường. Hiện tại còn đi theo sư phụ ở sơ học, nhìn đến Lâm Việt lúc sau, Nàng đôi mắt đẹp bên trong toát ra tia sáng kỳ dị. Lâm sư đệ, không thể tưởng được ngươi sẽ đến nơi này, nữ. Tử tiến lên, mang theo trêu đùa chi ý, nói, vì cái gì không gọi sư tỷ đâu, nàng. Không biết Lâm Việt thực lực, nếu là ở vũ trụ cùng khởi nguyên nơi chung, dám như thế trêu đùa Lâm Việt. Chỉ sợ mộ phần thảo đều mấy trượng cao, Lâm Việt không có phản ứng nữ tử, nữ tử vô luận dáng. Người cùng bộ dạng tại ngoại môn bên trong đều coi như đứng đầu chính là Lâm Việt xem đều không có xem một cái mà là đi tới rồi dược liệu phòng cái này làm cho khuôn mặt rảo hảo nữ tử có chút bị thương bất quá nàng cũng không có nhụt chí lúc này đi theo Lâm Việt đi tới dược liệu phòng bên trong thất tinh thảo ngưng huyết quả hoàng xà căn Lâm Việt lấy ra tới đại trưởng lão lệnh bài điểm vài loại dược liệu nhìn đến Lâm Việt sở điểm dược liệu lúc sau phụ trách dược liệu phòng trưởng lão tự nhiên biết lâm việt là tưởng luyện chế trúc cơ đan trong ánh mắt mang theo kinh ngạc lâm việt bất quá vừa mới tấn chức nội môn lúc này thế nhưng muốn nếm thử luyện chế đan dược tuy rằng trúc cơ đan là thập phần đơn giản đan dược chính là không có nhị giai luyện đan sư thất bại tỷ lệ cơ hồ vượt qua chín thành lâm việt tùy ý cầm dược liệu một chút không sợ vài loại dược liệu dược lực hỗn tạp rõ ràng chính là tay mới, Lâm Việt, ngươi nếu là muốn luyện đan. Không bằng ở phòng luyện đan bên trong nghỉ ngơi một đoạn năm tháng. Ta sẽ làm luyện đan sư tự mình dạy dỗ ngươi. Trưởng lão nhắc nhở nói, luyện đan yêu cầu cực cao thiên phú cùng điều kiện nếu là mạnh mẽ luyện. Đan, chẳng sợ chỉ là tầm thường trúc cơ đan, nếu là tạc đan. Đều không phải một cái bước thứ hai tu sĩ, có thể thừa nhận, khả năng bởi vậy mà chết. Chương 1413 cổ xưa luyện đan pháp môn. Đối với trưởng lão hảo ý, Lâm Việt biểu đạt lòng biết ơn. Bất quá hắn ở 12 vũ trụ là lúc phải tới rồi đan vương truyền thừa. Trải qua nhiều như vậy năm lúc sau, tuy rằng hắn hồi lâu đã không có luyện đan. Có thể một pháp thông, vạn pháp thông, Lâm Việt hiện giờ luyện đan thực lực. Đã không thể tưởng tượng. Hắn phía trước đọc thế giới này luyện đan sách cổ, cũng bất quá là vì hiểu biết thế giới này dược tính, từ hắn hiểu biết bên trong. Rõ ràng đã biết thế giới này luyện đan phương pháp cùng này vũ trụ bên trong. Cũng không có cái gì khác nhau. Tuy rằng một ít dược liệu tên bất đồng. Chính là dược tính lại là không có gì phân biệt trưởng lão hơi hơi thở dài ta. Thừa nhận ngươi thiên tư đáng sợ chính là luyện đan cùng tu hành bất đồng trưởng. Lão tiếp tục nói. Trưởng lão không cần nói thêm nữa ta chính mình có chừng mực lâm việt nói lâm việt kiềm giữ đại trưởng lão lệnh bài tên này trưởng lão cũng không dám nói thêm cái gì chỉ thấy lâm việt lúc này đã đi tới một chỗ để đó không dùng lò luyện đan phía trước hắn nhìn trong tay mấy phân dược liệu đơn giản phân biệt lúc sau hắn lấy nguyên khí bậc lửa đan lô theo không ngừng đun nóng dưới lò vách tường đã đỏ bừng này phòng luyện đan bên trong có người đã biết lâm việt tiến đến đều là tò mò tới gần vây quanh ở lâm việt bên người lúc này một người tâm cao khí ngạo luyện đan sư chính là toàn bộ ngoại môn hiếm thấy tứ phẩm luyện đan sư hắn nhìn lâm việt thô bỉ thủ pháp không cấm thở dài nói mạnh mẽ luyện đan xem ra một hồi lão phu đến phiền toái một phen hắn cho rằng lâm việt tất nhiên sẽ thất bại chính là hiện tại toàn bộ ngoại môn bên trong chỉ có hắn phẩm giai nhất cao tạc lò thập phần đáng sợ chỉ có hắn bực này luyện đan sư mới có thủ đoạn có thể ngăn cản, nhìn đến lò vách tường đã đỏ bừng. Bên trong ngọn lửa, đem nguyên khí thiêu đến tí tách vang lên, Lâm Việt dự cảm đến hỏa hậu đã. Cũng đủ, trực tiếp đem mấy phân đan dược toàn bộ ném vào trong đó, không muốn sống nữa sao tứ. Phẩm luyện đan sư mặt mày nhíu chặt, lúc này hắn đã chuẩn bị ra tay. Lâm Việt quá mức với lỗ mãng, luyện đan đối chi tiết đem khống, nhất khắc nghiệt hiện tại toàn bộ toàn bộ ném nhập trong đó đã đúng rồi tối kỵ húy phòng luyện đan bên trong trưởng lão lúc này giật mình nói bọn họ đã chuẩn bị tùy thời ra tay cứu lâm việt bọn họ đều là biết hiện tại lâm việt đã kiềm giữ đại trưởng lão lệnh bài cũng chính là ý nghĩa đại trưởng lão đã đem này cho rằng người thừa kế lâm việt không dung xuất hiện nguy hiểm liền ở vài tên luyện đan sư chuẩn bị ra tay thời điểm nơi đây cầm lái giả cũng chính là tên kia tứ phẩm luyện đan sư lúc này lại là quát lớn ở mọi người vội vàng nói từ từ chỉ thấy lâm việt trong tay lúc này đánh ra vài đạo phức tạp ấn quyết hắn lấy thần niệm khống chế mấy phân dược liệu lần này vờn quanh ở ánh lửa bên trong đương nhiên lâm việt chỉ là vận dụng bước thứ hai đối ứng thần niệm bất quá lâm việt lúc này thủ pháp bên trong thoạt nhìn chúc chắc lại là mang theo một cổ linh động giống như trích tiên ở tùy ý phất tay giống nhau này thủ pháp kia tứ phẩm luyện đan sư lúc này hiển lộ ra giật mình lấy bước thứ hai tu vi thế nhưng có thể đạt tới này một bước đối với đan dược khống chế trình độ thậm chí còn đã siêu việt hắn này không khỏi làm hắn thập phần giật mình đối với đan dược khống chế cũng là yêu cầu đối ứng cảnh giới thí dụ như hiện tại tứ phẩm luyện đan sư hiện tại cũng đã ở vào thứ năm bước tu vi thập phần cường đại chính là ở ly thiên giáo bên trong đều là trụ cột vững vàng cao tầng giống nhau tồn tại luyện đan sư vốn dĩ thưa thớt này tứ phẩm luyện đan sư ở ly thiên giáo bên trong càng là địa vị tôn sùng có thể làm hắn giật mình luyện đan thủ pháp hắn tự phụ ở ly thiên giáo bên trong chỉ có kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người chính là hiện tại một cái bất quá vừa mới tiến vào đến nội môn bên trong đệ tử liền có như thế cao thâm luyện đan phương pháp thật sự làm người kinh ngạc theo lâm việt không ngừng thao tác dưới một ít dược liệu hóa thành bột phấn một ít dược liệu hóa thành chất lỏng chậm rãi dung hợp ở cùng nhau tức khắc dược hương pháp mũi tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan phòng luyện đan bên trong mơ hồ có lôi đình rung động có thể nhìn đến có thật nhỏ lôi điện ở đan dược hình thức ban đầu phía trên tràn ngập là cực phẩm trúc cơ đan, tất. Cả mọi người là giật mình. Ở phòng luyện đan bên trong, người nào không biết. Này dị tượng sinh ra nguyên nhân, chỉ có cực phẩm trúc cơ đan. Mới có thể mặc dù là nhất phẩm đan dược, như cụ có thể sinh ra ra dị tượng. Theo lâm Việt đôi tay mở ra, đan lô mở ra. Tức khác so với phía trước còn muốn nồng đậm mấy chục lần dược hương nháy mắt tràn ngập ra tới, gần là nghe thượng một ngụm, liền có thể làm nhân thân thể thư thái. Tinh thần vì này rung lên, không đúng, này cũng không phải nhất phẩm trúc cơ đan. Tứ phẩm luyện đan sư, lúc này cây ếch yêu sợ vô cùng, hắn cuộc đời bên trong, chưa từng có gặp qua. Có người có thể dùng nhất phẩm dược liệu. Luyện chế ra siêu việt nhất phẩm đan dược, đây là thiên địa chi gian quy tắc. Chính là hiện tại lâm việt trong tay kia tam cái móng tay cái lớn nhỏ đan dược hiển nhiên đã siêu việt nhất phẩm phẩm dai đã tiến vào tới rồi nhị phẩm lâm việt cấp lão phu nhìn xem lúc này tứ phẩm luyện đan sư thần sắc kích động đối với luyện đan một đường hắn có gần như điên cuồng si mê lúc này như là gặp được thần tích thần sắc thập phần kích động lâm việt không có bủn xỉn mà là trực tiếp đem tam cái đan dược đưa đến tứ phẩm luyện đan sư trong tay này bất quá là hắn tùy tay luyện chế xem ra nơi đây luyện đan pháp môn cùng cùng quanh thân cũng không thật lớn khác nhau lâm việt trong lòng trầm ngâm nói hiện tại hắn cũng có thể vận dụng chính mình luyện đan tạo nghệ ở ly thiên giáo bên trong nhanh chóng tiến giai thần tích quả thực là thần tích a tứ phẩm luyện đan sư thần sắc vô cùng kích động gắt gao ngóng nhìn đan sen đan văn đan dược cả người đều đang run rẩy tất cả mọi người là mang theo trần chờ bọn họ không có nhìn đến quá, thường ngày khắc nghiệt, ít khi nói cười tứ phẩm luyện đan sư. Thế nhưng kích động thành như thế trình độ tựa, hồ là trong truyền thuyết luyện đan thủ pháp, tứ phẩm luyện đan sư mang theo trầm ngâm. Hắn lâm vào trầm tư bên trong. Không biết lâm, lâm đan sư, sư thừa nơi nào, tứ. Phẩm luyện đan sư không cấm dò hỏi, hắn hiện tại đã không phải đem lâm Việt coi làm ngoại môn đệ. Tử thế nhưng này đây cùng thế hệ luận giao, ra sư nhàn vân giã hạc một con không mừng bị người biết được lâm việt lúc này nói hắn không nghĩ chính mình bại lộ bất quá nghĩ tới tứ phẩm luyện đan sư nói lúc sau lâm việt lâm vào suy tư bên trong tứ phẩm luyện đan sư nói lâm việt thi triển luyện đan chi thuật là truyền thuyết bên trong cổ pháp kia vũ trụ bên trong lưu truyền tới nay luyện đan thuật cùng này thế giới này có cái gì liên hệ chẳng lẽ ở không biết bao lâu trước kia thế giới này đã cùng vũ trụ có liên hệ sao lâm việt cụ thể cũng không biết được bởi vậy chỉ là qua loa lấy lệ qua đi nói ta không biết sư phụ truyền cho ta là luyện đan giới cổ pháp cũng là cũng là như thế tiền bối cao nhân chỉ sợ đến từ chính kia xa xôi trung ương địa giới tứ phẩm luyện đan sư gật đầu nói ta danh trần thư ngoại môn thủ tịch luyện đan sư tứ phẩm luyện đan sư lúc này tự giới thiệu nói hắn nghiễm nhiên đã đem lâm việt cho rằng cùng thế hệ, thậm chí mang theo một tia cung kính. Hắn không biết Lâm Việt hiện tại luyện đan sư phẩm giai Chính là bước thứ hai liền có thể luyện chế không tì vết trúc cơ đan. Hơn nữa mạnh mẽ tăng lên đan dược phẩm giai loại này thủ pháp. Chính là tứ phẩm luyện đan sư cũng là làm không được. Một bên kia khuôn mặt rảo hảo nữ tử, môi anh đào Càng là trương thành, o, hình, lúc này đôi mắt đẹp bên trong toàn là sùng bái cùng ái mộ chi ý, Lâm Việt không chỉ có là dung mạo tuấn lãng. Tu vi thực lực cường đại, hơn nữa luyện đan một đường, tạo nghệ cũng là như thế chi cao. Cái này làm cho hắn lau mắt mà nhìn, nhiễm nhiên đã là tình nhân trong mộng bộ dáng. Chương 1414 khuôn mặt rảo hảo nữ tử ái mộ. Trần lão, không cần giữ lễ, tiết lâm. Việt nói, hắn luyện đan tạo nghệ, hơn xa Trần Thư rất nhiều bất quá cũng không có cao ngạo lâm việt hiện tại bởi vì cảnh giới nguyên nhân lại là luyện chế không được phẩm dai quá cao đan dược hắn hôm nay đi vào nơi này chẳng qua là vì kiểm nghiệm chính mình hay không có thể ở thế giới này luyện đan hiện tại được không trần thư hiện tại kích động vô cùng lôi kéo lâm việt không được bắt chuyện theo dần dần hiểu biết trần thư biểu tình từ nghi hoặc đến rộng mở thông suốt lại đến khâm phục hiện tại hắn đã đem lâm việt coi làm tiền bối bất quá lâm việt hôm nay tới đây mục đích là vì kiểm nghiệm luyện đan pháp môn hắn lại muốn tới vài loại dược liệu trần thư vây quanh ở lâm việt bên người tự mình đi mang tới đan dược không biết khi nào hắn trong tay đã xuất hiện một quyển bút ký nhìn lâm việt chuẩn bị khai lò luyện đan từ mỗi một cái chi tiết đều bắt đầu ký lục đây là đã chịu lâm việt chấp thuận nhìn đến Trần Thư đối với luyện đan như thế si mê. Hắn cũng không nói thêm gì, đến nỗi lý giải nhiều ít, liền toàn bằng hắn tạo hóa, nắn. Nhan đan, Lâm Việt lúc này từ đan vương truyền thừa bên trong, tìm tòi ra này một loại đan dược. Tuy rằng chỉ là tùy ý luyện chế, chính là sở tạo thành dị tượng. Như cũ làm tất cả mọi người là kinh hãi, nơi đây hình thành đan phong, Trần Thư lúc này trong tay. Bút mực bay múa. Ngay cả hắn luyện đan quá trình bên trong cũng bất quá là ngẫu nhiên chi gian. Lâm vào nào đó trạng thái lúc sau. Mới có thể hình thành đan phong, chính là từ lâm Việt hiện tại trạng thái xem ra. Tự hồ thập phần tùy ý, này không phải ngẫu nhiên, không bao lâu. Hai quả nắn nhan đan xuất hiện ở đan lô bên trong. Còn mang theo nào đó ấm áp, lâm Việt đem hai quả đan dược cầm ở trong tay, không cấm có chút thở. Dài, nói, xem ra ta thủ pháp, vẫn là có một ít chút chắc, đây là một loại tam phẩm đan dược. Theo lý mà nói, đối với Lâm Việt cũng là thập phần đơn giản, hình thành dị tượng. Tự nhiên mà vậy, chính là Lâm Việt hiện tại cũng chỉ là luyện chế ra tam phẩm, xin. Hỏi Lâm Đại Sư, đây là cái gì đan dược, Trần Thư khiêm tốn thỉnh giáo. Này danh nắn nhan đan, dâu rìa, chỉ là đối với nữ tử, có chú nhan nắn nhan tác dụng, Lâm. Việt nói, nghe được Lâm Việt nói như thế lúc sau, khuôn mặt rảo hảo nữ tử. Rõ ràng ánh mắt sáng lên. Thế gian cái nào nữ tử không yêu mỹ, lúc này nghe được Lâm Việt như thế giải thích. Lập tức mắt mạo ngôi sao, nàng nhìn chằm chằm Lâm Việt trong tay đan dược, muốn trao đổi. Chỉ là không biết từ đâu mở miệng, này đối với ta tới nói, không có gì tác dụng, đưa ngươi đi lâm việt đem một quả đan dược tùy ý ném cho khuôn mặt giảo hảo nữ tử rồi sau đó chính mình thu một quả nữ tử kích động vô cùng này từ lâm việt trong miệng biết chính là tam phẩm đan dược cho dù là tác dụng dâu riêng chính là đối với nữ tử tới nói là khó có thể chống lại dụ hoặc lúc này chính là trần thư đều là mang theo hâm mộ hận không thể từ khuôn mặt giảo hảo đệ tử trên người đem kia cái đan dược đoạt lấy tới chỉ là ngại với thể diện, hắn lập tức thu hồi loại này ý tưởng, hắn hiện tại trên người. Đã có mấy cái không tì vết trúc cơ đan, Lâm Việt cũng không có phải về. Theo sau Lâm Việt đối với luyện đan thuật đã dần dần nắm giữ lúc sau. Luyện chế vài loại đối với chính mình hữu dụng đan dược lúc sau. Mới chuẩn bị rời đi phòng luyện đan. Đối với Lâm Việt tới nói, này phòng luyện đan quá mức với căn cỗi. Rất nhiều chính mình yêu cầu đan dược đều không có Trần Thư Vỗ bộ ngực bảo đảm. Ở mấy ngày lúc sau, liền đem Lâm Việt Sở yêu cầu dược liệu tìm trở về. Này đối với Trần Thư tới nói là khó được học tập luyện đan phương pháp thời gian đa. Tạ Trần già rồi, Lâm Việt biểu đạt lòng biết ơn, Trần Thư đã bắt đầu dần dần nắm giữ cổ pháp. Luyện đan thuật đối Lâm Việt tới nói cũng là có chút ngoài ý muốn hắn luyện đan thiên phú rất cao, chỉ là bị hoàn cảnh sở chế ước nếu như bằng không. Trần Thư phẩm dai, hẳn là không ngừng với tứ phẩm, rời đi phòng luyện đan lúc sau. Lâm Việt liền về tới chính mình động phủ bên trong, hiện tại đã tới rồi lúc hoàng hôn. Chỉ thấy Dư Vi Vi đã ở động phủ ở ngoài, sớm chờ đợi, nàng đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Lúc này nhiệt ở trong nồi, Lâm Công Tử ta lập tức đem đồ ăn bưng lên, Dư Vi Vi nói, vất. Và, Lâm Việt nói công tử nói chi vậy, ta là ngươi đồng tử, làm này đó, đều là hẳn lạc dư. Vi vi cúi đầu, không bao lâu, tám nhiệt đồ ăn, có huân có tố. Toàn bộ tới rồi trước bàn, dư vi vi cung kính đứng ở một bên, trong tay cầm rẻ lau, ngồi. Xuống cùng nhau ăn đi, Lâm Việt nói. Hiện tại hắn cảnh giới còn không phải rất cao, tuy rằng có thể mượn dùng thiên địa nguyên khí. Bổ sung tự thân, chính là còn chưa tới đạt tích cốc chi cảnh, không? Không, ta đứng ở một bên là được dư vi vi vội vàng xua tay đây là mệnh lệnh lâm việt khơi màu một khối thịt cá để vào trong miệng bình tĩnh nói này đi nhiều thêm một bộ chén đũa lâm việt nhàn nhạt nói là đa tạ công tử dư vi vi rõ ràng còn không thích ứng nàng đi tới rồi phòng bếp lại lấy tới một bộ chén đũa thuần thục vì lâm việt thêm một chén cơm công tử là thế gian đối ta tốt nhất người dư Vi Vi nói, đôi mắt bên trong mang theo nước mắt. Ăn cơm thời điểm nhưng đừng khóc Lâm Việt không có xem dư Vi Vi chỉ là tự cố đang ăn cơm đồ ăn. Dư Vi Vi tay nghề không tồi, đối với Lâm Việt tới nói cũng coi như là nhàn hạ rất nhiều hưởng thụ. Đúng vậy, dư Vi Vi đình chỉ nước nở thân thế nàng thê thảm bởi vì khi còn bé bộ dạng xấu xí trong nhà đã có đệ đệ, bởi vậy bị vứt bỏ cuối cùng bị một hộ nhà nhận nuôi lại là quá thập phần nghèo khổ, dưỡng phụ dưỡng mẫu dưới gối không có con cái. Lại tuổi già bất kham, bởi vậy dư vi vi mới có thể nghĩ đi vào ly thiên giáo làm tạp dịch. Trợ cấp gia dụng, nghĩ đến chính mình 5 năm chưa về. Cũng không biết dưỡng phụ mẫu thế nào, này không khỏi làm nàng ảm đạm thần thương, lâm việt tựa. Hồ đã nhìn thấu dư vi vi trong lòng suy nghĩ, đây. Là nắn nhan đan, có thể cho ngươi dung mạo khôi phục, về sau không cần lại tự ti. Lâm Việt nói, còn đưa qua một quả trúc cơ đan, dư vi vi căn cốt cũng không phải thực hảo. Bằng không cũng sẽ không bị Ly Thiên giáo lựa chọn. Tiến vào tạp dịch viện bên trong, ăn xong cơm chiều lúc sau, Lâm Việt liền tiến vào tới rồi động. Phủ bên trong đà tọa. Dư Vi Vi ngơ ngẩn nhìn chính mình trong tay hai quả đan dược. Cơ hồ là cảm động đến rơi nước mắt. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó, dần dần mặt trời lặn tây sơn mây mù lượn lờ ly thiên giáo, phủ thêm một tầng màu đỏ vầng sáng. Có vẻ thần thánh, ngày thứ hai. Dư vi vi sớm rời giường, vì lâm việt bị hảo đồ ăn, chỉ thấy lúc này dư vi vi. Ở ăn vào nắn nhan đan lúc sau, lưng còng đã khôi phục, trên mặt mặt rỗ không hề. Chổ mã đến duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài dáng người cao gầy. Vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, đó là tạp dịch siêm y cũng là khó có thể che lấp này phong tình, bất quá nàng như cũ là mang theo một cổ trúc chắc. Tự hồ không thích ứng chính mình hiện tại bộ dáng. Dư vi vi bản thân đáy thực hảo, chỉ là bởi vì mặt rỗ cùng lưng còng, đem sở hữu đồ vật. Đều che giấu đi qua, không tồi, Lâm Việt gật đầu, Lâm. Công tử, hiện tại ta. Dư vi vi đối mặt Lâm Việt khen ngợi, không cấm là cúi đầu thưa dạ. Gương mặt ửng đỏ đa tạ lâm công tử tái tạo tri ân hơi hơi suốt đời khó quên dư vi vi lập tức quỳ gối trên mặt đất chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi ta đói bụng lâm việt lúc này nói ta lập tức đem đồ ăn bưng lên dư vi vi đứng dậy lập tức đi chuẩn bị đồ ăn bất quá nhưng vào lúc này lâm việt động phủ ở ngoài truyền đến sang sảng tiếng cười lâm đại sư đã tỉnh người tới là trần thư hắn phía sau còn đi theo kia khuôn mặt rào hảo nữ tử, hắn cười ngâm ngâm nhìn về phía Lâm Việt. Trường 1415 chuẩn bị rời đi ly thiên giáo. Ngồi xuống ăn cơm, Lâm Việt nói, hắn tự cố uống một miệng trà, dư vi vi hiện tại đem cuối cùng. Giống nhau đồ ăn bưng đi lên, nhìn đến Trần Thư cùng khuôn mặt rào hảo nữ tử lúc sau, nàng lập. Tức khom người, nói, gặp qua trưởng lão, gặp qua sư tỷ hảo hảo. Trần Thư cười ngâm ngâm nói, một khi đã như vậy, Lâm Đại Sư. Chờ trách chúng ta làm phiền, nói, Trần Thư ngồi xuống, dư vi vi cùng khuôn mặt rảo hảo nữ tử. Cũng không có ngồi xuống, bọn họ thân phận, ở Trần Thư trước người, quá thấp, trưởng ấu tôn ti. Đạt được, khuôn mặt rảo hảo nữ tử, lúc này nhìn về phía ngoan ngoãn dư vi vi, sắc mặt bên trong. Mang theo một cổ địch ý, đây là nữ nhân giác quan thứ sáu, đặc biệt là nhìn đến dư vi vi bộ dạng cùng dáng người lúc sau, nàng trong lòng, càng là sinh ra một cổ nguy cơ cảm. Được đến lâm Việt nán nhan đan lúc sau, nàng tuy rằng đã ăn vào, da thịt vô cùng mịn màng Kia lộ ra ngoài váy áo, càng là khó có thể che lấp này hạ ngạo nhân phong cảnh. Trần Thư là phương hướng Lâm Việt hiểu biết về luyện đan một đường sự tính. Còn có chính là mang đến Lâm Việt Lâm Việt sở yêu cầu dược liệu tin tức cơm tất Trần Thư cáo từ ta cũng có một ít tu luyện hoang mang muốn hướng đại sư huynh hiểu biết khuôn mặt giảo hảo nữ tử cắn răng nói nàng sắc mặt đà hồng tựa hồ nói ra lời này tiêu phí thật lớn dũng khí hiện tại tất cả mọi người biết lâm việt đã là đại trưởng lão người thừa kế tuy rằng đại trưởng lão không có tuyên bố chính là kiềm giữ lệnh bài chính là tốt nhất thuyết minh khuôn mặt giảo hảo nữ tử lúc này đi tới lâm việt trước người nói, hy vọng đại sư huynh, Lâm Việt khẽ gật đầu, nói, cho ngươi 15 phút thời gian. Lâm Việt cũng không có như vậy nhiều thời giờ, đi phản ứng chuyện khác, đa. Tạ đại sư huynh, khuôn mặt rào hảo nữ tử nói, Trần Thư nhìn nhìn, rồi sau đó gật đầu rời đi. Khuôn mặt rào hảo nữ tử, tên là Trịnh Ngọc, xuất thân cũng không thấp. Chính là ly thiên giáo bên trong, thái thượng trưởng lão cháu gái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, chẳng qua bởi vì nàng chính mình muốn rèn luyện nguyên nhân. Mới có thể tiến vào nội môn bên trong, người theo đuổi vô số. Đại sư Huynh, người tin tưởng nhất kiến trung tình sao, ở thỉnh giáo quá trình bên trong, Trịnh Ngọc nghiêm túc dò hỏi, Lâm Việt nhìn Trịnh Ngọc liếc mắt. Một cái, nói, ta lộ không ở nơi này, nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm, hắn. Trực tiếp cự tuyệt Trịnh Ngọc. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Ngọc Thanh thần nữ mấy người không biết hiện tại 12 vũ trụ thế nào, hắn đã không biết chính mình mất đi bao lâu, bởi vậy. Không biết hiện tại cuối cùng hắc họa có phải hay không đã tới gần. Trịnh Ngọc trong ánh mắt mang theo ảm đạm, khóc thút thít. Trực tiếp chạy ra Trịnh Ngọc động phủ, Lâm Việt đứng ở động phủ ở ngoài, nhìn mây mù lượn lờ. Thật sâu thở dài, này phiến thế giới trung quy là xa lạ. Hắn muốn mau chóng trở lại vũ trụ bên trong. Qua hai ngày, Lâm Việt đem đan dược đã luyện hóa hiện tại đặt chân bước thứ ba dược liệu thu thập xong lâm việt chuẩn bị luyện chế tiếp theo giai đoạn đan dược trịnh ngọc cũng không ở phòng luyện đan bên trong không biết đi nơi nào lâm việt luyện chế hảo đan dược lúc sau liền rời đi trần thư vẫn luôn ở nghiêm túc ký lục nhiễm nhiên như là lâm việt đệ tử giống nhau theo lâm việt ở phòng luyện đan trong khoảng thời gian này bên trong hắn đối với lâm việt nhận chi cũng là càng thêm khắc sâu lâm việt luyện đan tạo nghệ vô cùng khủng bố là hắn nhìn thấy quá người bên trong chưa từng có xuất hiện quá tồn tại người này tuyệt đối là nhân trung long phượng chỉ sợ ly thiên giáo đều khó có thể trở ngại hắn trưởng thành trần thư nói hắn nghĩ tới đại trưởng lão cách làm lúc này vô cùng tán đồng lâm việt ở trở lại động phủ quá trình bên trong có mày kiếm mắt sáng nam tử ngăn cản lâm việt lai lịch trên người hắn mang theo làm người tim đập nhanh lực lượng tựa hồ theo hắn ánh mắt nơi này mây mù đều đang không ngừng tiêu tán nếu là nhìn kỹ nói hắn khuôn mặt cùng trịnh ngọc có vài phần tương tự lâm việt nhẹ nhàng thở dài ngươi chính là ngoại môn đại sư huynh lâm việt sao nam tử mang theo lạnh nhạt chi ý đúng là lâm việt nhàn nhạt đáp lại đến hôm qua ngươi đối ta muội muội làm cái gì nam tử chất vấn nói, Trịnh Ngọc là bọn họ một mạch bên trong, nhỏ nhất muội muội. Từ nhỏ tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Ở Lâm Việt nơi này gặp ủy khuất lúc sau, hắn huynh trưởng Trịnh Ly, trực tiếp tìm tới Lâm Việt. Hiện tại muốn thảo một cái cách nói, Lâm Việt bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói. Người có thể hỏi ngươi muội muội ta còn có việc. Hắn trở lại ta nơi đó lúc sau, sẽ không ăn không uống, chỉ là khóc. Người có phải hay không khi dễ hắn, Trịnh? Ly không có lấy chính mình bước thứ tư tu vi, lấy thế khinh người ta. Hiện tại này đây huynh trưởng thân phận, tới tìm ngươi thảo một cái công đạo, trịnh Ly nói. Người đến may mắn là như thế này, Lâm. Việt nói, nếu là trịnh Ly lấy thế khinh người, đối Lâm Việt trực tiếp ra tay nói. Chỉ sợ hiện tại đã là một cái chết người, ngươi. Thực cuồng vọng, ta biết ngươi tuy rằng giết vương vũ, chính là ở ta nơi này. Ngươi cảm thấy có phần thắng sao? trịnh ly nói nửa canh giờ qua đi trịnh ly mặt mũi bầm dập rời đi nơi đây hắn trong ánh mắt mang theo phẫn hận này đưa tới ngoại môn cùng nội môn bên trong đệ tử một trận tò mò trịnh ly chính là ly thiên giáo bên trong nội môn thiên kiêu nhân vật chính là ly thiên giáo trung tâm trong tương lai cao tầng bên trong đều có một vị trí nhỏ chính là ở lâm việt trên tay lại là không có căng quá tam hiệp này vẫn là lâm việt có điều lưu thủ nguyên nhân bằng không khả năng trịnh ly liền không phải mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy lâm việt về tới động phủ bên trong chính là hiện tại toàn bộ nội môn cùng ngoại môn một tin tức lại là truyền đến ồn ào huyên náo ngoại môn đại sư huynh hành hung đại cữu ca vốn dĩ chuẩn bị bế quan trịnh ly tìm được rồi truyền ra mấy tin tức này người một đốn hành hung trực tiếp thành đầu heo lúc này mới đem tin tức đè ép đi xuống chính là này cũng bị một ít người xem ra hai người quan hệ đã thật chúy đối với này đó lâm việt cũng không có quá nhiều để ý hắn trừ bỏ tu hành đó là đi đến phòng luyện đan luyện đan chính mình đột phá sở yêu cầu đan dược trong nháy mắt nửa năm qua đi lâm việt lúc này đã tới thứ năm bước đỉnh hiện tại ngoại môn phòng luyện đan đã không có đối chính mình hữu dụng dược liệu này đó dược liệu giá trị xa xỉ Mặc dù là toàn bộ nội môn bên trong đều không cụ bị, bất quá từ Trần Thư trong miệng biết được. Lì thiên giáo ngàn dặm ở ngoài kia chỗ di tích bên ngoài. Bởi vì mấy năm trước thú triều bị đại tông môn áp chế, hiện tại bên trong khủng bố dị thú. Cơ hồ đều đã ngủ đông. Lì thiên giáo liên hợp sở quốc mặt khác ba cái tông môn, chuẩn bị tiến vào trong đó. Cướp đoạt bên ngoài thiên tài địa bảo, Lâm Việt biết được tin tức hiện tại tông môn bên trong đã không có có thể chống đỡ chính mình nhanh chóng tiến giai thiên tài địa bảo. Tiến vào tới đó, nhưng thật ra không tồi, Lâm Việt ngồi xếp bằng ở động phủ bên trong, trầm ngâm nói, trên người hắn thứ năm bước đỉnh hơi thở phát ra mà ra, tại đây nửa năm thời gian. Bên trong tiến cảnh nhanh chóng. Này rất lớn trình độ quyết định bởi với. Đại trưởng lão sở cho kia tu luyện pháp môn, Lâm Việt biết này pháp môn tuyệt đối là năm đó ít nhất thứ 9 bước cường giả sở lưu lại, cũng chính là nguyên thần cảnh cường giả sở lưu. Đối với hiện tại Lâm Việt tới nói, cũng có thật lớn tác dụng, trong đó pháp môn tuy rằng tối nghĩa. Chính là đối với Lâm Việt tới nói, không phải cái gì vấn đề, sớm đã thường tìm hiểu, nói. Dẫn kinh, Lâm Việt trên người xuất hiện mông lung kim mang. Đây là cầm tu luyện kinh văn tên, mang theo vô tận huyền ảo, tuy rằng có chút tàn khuyết chính là làm lâm việt đều là cảm giác có chút kinh hãi nói dẫn kinh thập phần huyền ảo nếu là lâm việt cảnh giới không có ngã xuống ở vào nửa bước tối cao khả năng đều có nhất định tìm hiểu giá trị theo đại trưởng lão theo như lời hoàn chỉnh nói dẫn kinh đã từng đánh rơi ở cấm địa có lẽ có thể có cơ hội thu hồi tới lâm việt nói hiện tại ly thiên giáo đã không có cái gì giá trị bất quá đại trưởng lão có khúc mắc, cũng chính là Lâm Việt đi vào này phiến thế giới. Nhìn thấy kia hai người, đem hai người mang ra, cũng coi như là lại ta cùng với đại trưởng lão nhân quả, Lâm Việt nghĩ. Chương 1416 cấm địa ở ngoài, Hà Đại tông môn tụ tập. Lâm Việt từ biệt đại trưởng lão lúc sau, công đạo dư vi vi, hắn liền đi ra Ly Thiên giáo. Vượt qua vực môn, đi tới cấm địa vị trí, nhìn tĩnh mịch cấm địa lâm việt trong lòng mang theo cảm khái chính mình năm đó chính là ở chỗ này không biết ngủ say bao lâu hắn nhìn về phía cấm địa chỗ sâu trong tựa hồ một cổ lực lượng thần bí đang ở triệu hoán hắn bất quá tựa hồ cũng có một loại làm hắn hiện tại cảm nhận được tim đập nhanh lực lượng xem già hiện tại ta còn không thể đặt chân cấm địa bên trong lâm việt nói hắn tuy rằng nắm giữ luân hồi chân ý chính là hiện tại ngủ đông ở trong cơ thể chỗ sâu trong khó có thể vận dụng bất quá là còn sót lại lực lượng có thể chống đỡ cấm địa bên ngoài kia cổ sức mạnh to lớn lúc này đã có sở quốc thế lực lớn tiến vào tới rồi cấm địa bên trong cấm địa ở ngoài cũng là đồn trú rất nhiều tông môn thế lực có thể nhìn đến bọn họ nuôi dưỡng dị thú phủ phục ở trận địa chung quanh tùy thời cảnh giới này đó dị thú trời sinh có thể biết trước nguy hiểm lúc này đều là bị đại tông môn mang đến dùng để bất cứ tình huống nào lâm việt thấy được ly thiên giáo vị trí bất quá hắn cũng không có tới gần ly thiên giáo từ nội môn vương vũ sư phụ mang đội còn lại đều là nội môn trưởng lão cùng đệ tử bọn họ trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo chi sắc ly thiên giáo rất cường đại ở sở quốc bên trong mơ hồ có chấp trưởng người cầm đầu chi thế còn lại thế lực thấy được bọn họ đều là tất cung tất kính không dám dễ dàng trêu chọc bất quá lúc này bọn họ trong ánh mắt lại là mang theo một cổ không biết tên sát ý. Lâm Việt nghĩ tới ở vào cấm địa bên trong kia một nam một nữ. Năm đó Lâm Việt mơ hồ gian nghe được quá. Tự hồ kia hai người chính là bị ly thiên giáo sở đuổi giết. Bị bắt tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, tìm kiếm một đường sinh cơ, ly. Thiên giáo bên trong, xem ra cũng không tường hòa. Lâm Việt nói, bất quá hiện tại hắn đã ở vào thứ năm bước điên đỉnh, ở toàn bộ sở quốc bên trong. Đều đã là vô địch tồn tại. Hơn nữa hắn hiện giờ thủ đoạn, chính là sở quốc bên trong người mạnh nhất. Cũng chính là thứ sáu bước tồn tại. Lâm Việt đều có thể dễ dàng chém giết, hắn ở sở quốc bên trong, đã không sợ bất luận kẻ nào. Chẳng sợ chính là thứ bảy bước cường già tới nơi này. Lâm Việt vận dụng thần vương lệnh thời không trồng lên, cũng không phải không thể địch ở phía trước thời điểm lâm việt liền đã nếm thử qua nơi này đạo tắc càng vì nguyên thủy chính là thời không đạo tắc làm trong thiên địa vài loại nhất cường đại đạo tắc như cũ là có thể vận dụng thần vương lệnh tại đây phiến thế giới bên trong cũng không có đã chịu áp chế lâm việt đã đi tới cấm địa bên ngoài hiện tại những người này còn ở thương nghị như thế nào tiến vào trong đó phía trước người bất quá là dùng làm thử đã biết được không có nguy hiểm hiện tại ly thiên giáo hành cung bên trong vương vũ sư phụ ngồi ở ghế trên chậm rãi nói các ngươi nếu là tiến vào trong đó thấy được tần thắng hai cái phản đồ giết chết bất luận tội ngoại môn đại trưởng lão nơi đó ta tới nói hắn trong ánh mắt hiển lộ ra sát ý này hiển nhiên là ly thiên giáo cao tầng bên trong người nào đó ý tư có người không nghĩ tần thắng cũng chính là đại trưởng lão con nối dõi trở về đến ly thiên giáo bên trong, đây là ly thiên giáo bên trong các mạch tranh đấu, Lâm Việt ở bên ngoài, ẩn nấp thân hình, nghe được rõ ràng. Hắn sẽ không phản ứng này đó, đại trưởng lão đem nói dẫn kinh chuyện thụ chính mình. Này đó là một phần nhân quả yêu cầu chính mình tự mình đi chấm dứt tới với tần thắng. Nếu là đại trưởng lão con nối dõi, Lâm Việt liền đem này mang về liền có thể. Bất quá cấm địa bên trong nguy hiểm không thể biết, Lâm Việt tuy rằng có thể chống đỡ trụ kia cổ. Mơ hồ chi gian luân hồi chi ý, chính là có người ở phía trước thử. Tự nhiên là tốt, các đại tông môn theo sau triệu khai thương nghị. Các đại tông môn bên trong, phái ra hai gã trưởng lão cùng đệ tử cùng nhau. Đi trước chỗ sâu trong, bọn họ đối với cấm địa bên trong tạo hóa. Nhất định phải được, đồng thời đây cũng là đối các đệ tử thí luyện, dị thú ở phía trước mở đường mọi người đi theo phía sau vừa mới bước vào một ít người liền bắt đầu cực nhanh ra cả đồng thời cũng có người ở dần dần trở thành trẻ mới sinh nơi này có một cổ lực lượng thần bí từ chỗ sâu trong phát ra mà ra chẳng sợ tới rồi cấm địa bên ngoài chỉ còn lại có một tia một sợi đối với bọn họ tới nói như cũ là khó có thể chống đỡ có người đã gặp nạn bao gồm một ít dị thú bọn họ cho dù là này phiến cấm địa bên trong dị thú huyết mạch bồi dưỡng, như cũ không chịu nổi, lúc này ở sợ hãi gào giống, Lâm Việt đem chính mình hơi thở che. Giấu, không nhanh không chậm đi theo phía sau, đây là luân hồi hơi thở, chư vị cẩn thận. Lúc này ly thiên giáo bên trong trưởng lão nhắc nhở, bọn họ chợt lấy ra một quà tàn phá cổ lệnh. Này thượng có cổ xưa lực lượng, mang theo vô thượng sức mạnh to lớn. Lúc này thế nhưng chống đỡ ở nơi này hơi thở, Lâm Việt nhìn trưởng lão trong tay cầm cổ lệnh sinh ra một loại quen thuộc cảm giác này tự hồ cùng luân hồi lộ hơi thở có một ít tương tự chỉ là không biết bọn họ từ đâu mà đến chẳng lẽ thế giới này cũng có luân hồi lộ tồn tại lâm việt trong lòng không cấm suy đoán nói mấy năm gần đây lâm việt vẫn luôn là ở vào tu hành bên trong bởi vậy đối với thế giới hiểu biết chỉ là đại khái cũng không thân thiết bởi vậy đối với thế giới này rất nhiều bí tân cũng không có đi tìm quá xem ra thế giới này cũng có rất nhiều bí mật lâm việt nói sở quốc đối với toàn bộ thế giới bất quá là một góc nơi đối với toàn bộ thế giới tới nói chỉ là muối bỏ biển chút nào không chớp mắt thế giới này rộng lớn trình độ chính là sở quốc đều chưa từng ghi lại quá bất quá lâm việt đã từng nhìn đến quá sách cổ cũng tìm đại trưởng lão xác minh quá thế giới này chỉ sợ so với một phương vũ trụ còn muốn rộng lớn rất nhiều, chỉ là không biết thế giới này cùng khởi nguyên nơi so sánh với. Đến tột cùng ai càng mở mang. Lâm Việt vẫn luôn theo ở phía sau, bất quá lúc này hắn lại là ở cười lạnh nói. Ly Thiên giáo đánh một tay hảo bàn tính, kia lão cái mõ cũng tới. Lâm Việt ánh mắt tỏa định ở một người tuổi trẻ đệ tử trên người, hắn tuy rằng đã đem hơi thở vận dụng đặc thù thuật pháp cùng đồ vật ẩn nấp đến thập phần hảo chính là đối với thần niệm cường đại lâm việt tới nói, như cũ là không chỗ nào che giấu. Người nọ chính là Vương Vũ sư phụ, bất quá hiện tại hắn đem hơi thở giấu kín, muốn ở cuối cùng. Được đến tạo hóa bên trong tiệt hồ rất nhiều thế lực. Bọn họ cũng đều biết, cấm địa chỗ sâu trong, năm đó từ sở quốc ở ngoài. Kia phương đại thế giới bên trong đã tới một người cường giả, mang theo vô thượng kinh văn. Cuối cùng ngã xuống ở chỗ sâu trong, hiện tại bọn họ mục đích chính là được đến tên kia cường giả lưu lại tạo hóa. Ly Thiên giáo đã được đến quá chuẩn xác tin tức, bởi vậy đối với lần này xuất động, có 10 phần nắm chắc, bởi vậy ngay cả Vương Vũ sư phụ cũng đang âm thầm giấu kín thủ đoạn. Vì chính là cuối cùng tranh đoạt có thể bắt được đại tạo hóa. Lâm Việt vẫn luôn theo ở phía sau, hắn cũng không có sốt ruột ra tay, hắn tu hành nói dẫn kinh. Bởi vậy có thể cảm nhận được, một cổ như có như không hấp dẫn, hắn có thể khẳng định Bên trong tuyệt đối có nói dẫn kinh, bất quá cách khoảng cách như cũ rất xa. Ít nhất còn cần lật qua vài tòa đỉnh núi, cấm địa bên trong tồn tại áp chế. Tu sĩ khó có thể phi hành, hiện tại chỉ có thể đi bộ hành tàu, hơn nữa vì an toàn. Nơi này người đều là thập phần cẩn thận, bởi vậy tiến lên tốc độ rất chậm, theo mấy cái canh giờ qua đi. Nơi này quả nhiên đã không có dị thú tồn tại, có người bắt đầu thả lòng cảnh giác, lúc này có người thấy được một gốc cây ngàn năm bảo dược. Lộ ra tham lam chi ý, đừng cử động, lúc này có trưởng lão quát lớn, chính là hết thảy đều đã chậm. Bảo dược ở luân hồi hơi thở tầm bổ dưới. Này thượng có một loại hủ bại hơi thở, người nọ bất quá là vừa rồi đụng vào. Cả người xuất hiện hôi khí, cuối cùng trực tiếp hủ bại, thân thể hóa thành bột phấn. Tiêu tán ở thiên địa chi gian chương 1417 sở quốc ở ngoài cường giả di tích. Hắn người chung quanh, tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, ở không được lùi lại. Chính là vẫn là có mấy người chậm một ít. Khi bọn hắn bị kia thi thể hóa thành màu xám bột phấn lây dính, gương mặt bắt đầu hư thối. Không bao lâu, bạch cốt nhẫm nhẫm, chảm rớt bọn họ. Có trưởng lão nhanh chóng quyết định, trên tay ra vài đạo thất luyện. Trực tiếp đưa bọn họ chém giết, có thể nhìn đến, bọn họ thi thể mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hư thối tất cả mọi người là mang theo kinh hãi chi xác cấm địa bên trong chớ có may mắn còn tồn tại may mắn ly thiên giáo trưởng lão quát lớn tất cả mọi người là lo lắng đề phòng bọn họ không có nhiều quản chết đi người tiếp tục đi trước đối mặt tử vong lúc sau bọn họ đều là thật cẩn thận tận lực tránh đi một ít thực vật bất quá mặc dù là lại quá mức cẩn thận cũng là có người gặp nạn bọn họ dẫm tới rồi ngạnh xác sâu thân hình cũng là như phía trước mấy người giống nhau thân hình bắt đầu nhanh chóng hư thối loại này xu thế mặc dù là thân phụ bàn tay to đoạn trưởng lão cũng là khó có thể loại trừ thậm chí còn một cái tông môn trưởng lão đều là bởi vì này mà ngã xuống lâm việt theo ở phía sau nơi này luân hồi hơi thở đối hắn tạo không thành ảnh hưởng quá lớn cửu tinh thảo lâm việt nhìn thiên tài địa bảo không có chút nào do dự trực tiếp thu vào túi chữ vật bên trong luân hồi hơi thở đối với thế giới này tu sĩ tới nói là trí mạng đồ vật chính là đối với lâm việt tới nói lại là khó được bổ dưỡng chi vật bởi vậy này dược liệu phía trên hơi thở cũng không gây thương tổn lâm việt hắn lại đem kia mấy chỉ sâu đánh chết lúc sau thu vào tới rồi túi chữ vật bên trong đây cũng là luyện chế phá cảnh đan vài loại chủ dược chi ý bởi vậy lâm việt cũng không có buông tha trong nháy mắt đã nửa tháng qua đi, lúc này Lâm Việt nhìn phía trước, chậm rãi nói, tới, liền. Ở Lâm Việt lời nói nói xong, phía trước rừng rậm bên trong. Đột nhiên lao ra một con trượng hứa con tê tê, đột ngột chi gian từ mặt đất bên trong lao ra, làm. Tất cả mọi người là bất ngờ. Phía trước dị thú, trong phút chốc bị xuyên thủng, ở con tê tê khéo mồm khéo miệng dưới. Có dị thú lá gan muốn nứt ra, đang không ngừng chạy trốn, bất quá bọn họ đã bị thuần phục thần niệm chỗ sâu trong, bị gieo khống chế hạt giống, trở về. Chư vị trưởng lão trên tay, xuất hiện khống chế thần niệm sợi tơ. Đem đang không ngừng kêu rên dị thú. Toàn bộ triệu tập trở về, này con tê tê tuyệt đối đã có thứ sáu bước thực lực. Hơn nữa này thượng giáp trụ lập lè phù văn quang huy, chỉ sợ cũng là thứ sáu bước cường giả. Đều là khó có thể đem này phòng ngự đánh vỡ, tất cả mọi người là nhíu mày ở không được lùi lại một ít đệ tử đã bắt đầu sinh lưu ý cảm nhận được khủng bố áp lực nơi này không phải người đãi địa phương thời gian dài áp lực làm một ít đệ tử tinh thần cơ hồ đã hỏng mất bọn họ người bên cạnh đã chết đi vượt qua năm thành không phải sợ chư vị đồ dùng cúng tế chỉ thấy ly thiên giáo trưởng lão một bước nhảy ra trong tay xuất hiện một kiện đại dù rực rỡ lung linh trực tiếp thay thế được nơi này thiên địa hồng quang chiếu dọi dưới có tảng lớn đại địa bị luyện theo ly thiên giáo trưởng lão bấm tay niệm thần chú con tê tê bị giam cầm ở trong đó ly thiên giáo nội tình thật là không thể tưởng tượng không thể tưởng được liền la thiên dù bực này pháp khí đều là mang ra tới có mặt khác tông môn trưởng lão kinh hãi bất quá bọn họ đi vào cấm địa há có thể không có dựa vào đều tư tế ra từng người tông môn cường khí dùng để chấn sát con tê tê, này đó pháp khí nơi phát ra thập phần cổ xưa. Đều là tông môn bên trong, đã từng một ít cường giả di lưu. Ít nhất đều là thứ bảy bước tu sĩ lưu lại, đã cụ bị đơn giản linh trí. Lúc này vài loại đồ vật cộng đồng trấn áp con tê tê, là thiên dù còn lại là chủ yếu đem con tê. Tê chói buộc, hồng quang dưới, con tê tê giống như lâm vào vũng bùn bên trong khó có thể tránh thoát như thế đi qua một canh giờ thời gian mọi người mới là đem con tê tê gian nan chém giết tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên chém giết một tôn như thế sinh linh đối bọn họ tiêu hao thập phần thật lớn bất quá không có người đem con tê tê thi thể thu đi ở vào cấm địa bên trong sinh linh này đã đã chịu luân hồi hơi thở xâm nhiễm trên người có kia cổ kinh khủng hơi thở chính là mang về tông môn cũng không có người có thể đem này luyện hóa, này liền tiện nghi lâm Việt, con tê tê cũng là luyện chế đan dược dược liệu chi nhất. Đặc biệt là loại này hình thể con tê tê, ít nói cũng có ngàn năm đạo hạnh trên người bộ vị. Dược lực tụ tập đối với luyện đan sư tới nói. Là hiếm có dược liệu, Lâm Việt đem con tê tê thi thể thu hảo lúc sau, hắn nhìn về phía đã đi xa. Các tông môn người, bọn họ đều là từng người mang theo chính mình bàn tính không có một cái là bình thường, ít nhất đối mặt con tê tê, nếu là không có người chết nói. Bọn họ sẽ không vận dụng thủ đoạn, đặc biệt là một ít tông môn. Còn che giấu có cường đại thủ đoạn. Này hết thảy đều là trốn bất quá lâm Việt cha xét, bất quá lâm Việt nhưng thật ra thập phần vui. Nhìn đến, những người này lẫn nhau tranh đấu, chính mình hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại. Đã tới rồi chỗ sâu trong, mọi người nhìn một phương hướng, đều là lộ ra kinh hãi chi sắc nơi đó luân hồi hơi thở thập phần nùng liệt cơ hồ đã tới rồi không hòa tan được hoàn cảnh chẳng lẽ nơi này chính là khiến cho thú triều nguyên nhân sao lúc này có trưởng lão như thế suy đoán nói chỉ có như thế nùng liệt luân hồi hơi thở mới có thể làm người cảm thấy sợ hãi chính là nơi này dị thú đều là không ngoại lệ có cần hay không tới gần đi tra xét một phen lúc này có người đề nghị nói không cần, chúng ta chuyến này tới mục đích là chỗ sâu trong cường giả di tích. Tốt nhất không cần đi trêu chọc mặt khác, Ly Thiên giáo trưởng lão nhíu mày nói. Không biết nơi đó đến tột cùng là cái gì, chính là không thể nghi ngờ, tuyệt đối khủng bố. Bằng không nơi này dị thú cũng sẽ không thoát đi ra cấm địa lúc. Này, có một người tiếp tục nói, bọn họ đều là không dám tới gần. Lâm Việt tại hậu phương, nhàn nhạt nhìn kia một chỗ, đây là hắn năm đó trầm miên không biết bao lầu địa phương, theo hắn thức tỉnh, thân thể bên trong luân hồi chân ý. Xuất hiện bùng nổ, mới đưa đến chuyện sau đó, không? Biết kia hai người, thời điểm còn ở vào nơi đó. Lâm Việt nói, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thiên nhai gang tắc thi triển. Bất quá là trong phút chốc, liền tới nơi đây, chỉ thấy phạm vi một dặm phạm vi. Đều là bao phủ một tầng màu xám, tựa hồ không có gì có thể thay đổi, tiên cổ như thế nơi này cơ hồ đã không có thời gian cùng không gian đạo tắc tồn tại chỉ có vô tận yên tĩnh cỏ cây như là bị như ngừng lại lâm việt thức tỉnh khi đó kia hai người sớm đã không còn nữa nơi đây lâm việt đứng thẳng ở trung tâm nơi này luân hồi hơi thở tiến vào tới rồi chính mình trong cơ thể hắn đem nơi này tàn lưu xuống dưới hơi thở tất cả đều hấp thu bất quá hắn không có vận dụng tàn lưu xuống dưới luân hồi chân ý đột phá hiện giờ cảnh giới này coi như hắn phía trước nói quả chi lực hiện tại hắn muốn dùng nơi này pháp môn đột phá đến tối cao cảnh giới rồi sau đó đem tự thân nói quả hợp nhất đăng lâm tiệt điên này đối với lâm việt tới nói thập phần gian nan chính là thế nhưng mặc danh tới rồi nơi đây lâm việt có thể nào không có thu hoạch lâm việt hấp thu nơi này luân hồi hơi thở lúc sau trên người kia cổ sức mạnh to lớn trong chớp mắt, hắn một lần nữa hóa thành người thường bộ dáng. Nếu là này hai người không có ở chỗ này nói, chỉ thấy Lâm Việt nhắm mắt chi gian. Trên người kia tàn lưu xuống dưới luân hồi hơi thở, hóa thành châm hương. Hắn ở mượn dùng cổ tự lực lượng, suy đoán hai người vị trí. Không bao lâu, Lâm Việt mở hai mắt, nhìn về phía cấm địa chỗ sâu trong, "Không." Nghĩ tới bọn họ hai người, thế nhưng tiến vào tới rồi nơi đó, Lâm Việt chậm rãi nói. Nói vậy bọn họ tiến vào nơi đây là lúc cơ duyên xảo hợp bị Lâm Việt chữa khỏi. Trên người có Lâm Việt điểm tích hơi thở, nơi này luân hồi chi ý. Khó có thể đối này tạo thành ảnh hưởng, bởi vậy bọn họ mới có thể bước ra như thế chỗ sâu trong. Bất quá như vậy đối với Lâm Việt tới nói. Cũng ít một ít phiền toái, kia cũng là hắn chuyến này mục đích địa, phía trước kia chỗ di tích. Đã xa xa đang nhìn, Lâm Việt đuổi kịp mọi người nện bước, trải qua hai tháng bôn ba, bọn họ rốt cuộc thấy được nơi xa một chỗ bồn địa bồn địa không phải thiên nhiên hình thành tựa hồ ở chỗ này đã từng đã xảy ra khó có thể tưởng tượng đại chiến dẫn tới nơi này phạm vi trăm dặm đều sụp đổ phải biết rằng ở cấm địa bên trong tu vi nơi trốn đã chịu áp chế có thể tại đây tạo thành như thế khủng bố ảnh hưởng rất khó tưởng tượng năm đó tại đây đại chiến người dữ dội cường đại theo mọi người không ngừng tới gần dưới rốt cuộc có thể nhìn đến bồn địa trung tâm chỗ. Có một chỗ hài cốt tựa hồ là nào đó cường đại dị thú, gần là đầu lâu. đều có thể so với một tòa cung điện, đầu phía trên miêu có khắc nào đó trận văn. Chương 1418 tiến vào di tích tìm kinh văn. Hẳn là chính là nơi này, Ly Thiên giáo trưởng lão chậm rãi nói, hắn ngữ khí bên trong mang theo kích động, nơi này đã từng là siêu việt sở quốc trên dưới một tôn khủng bố sinh linh sở lưu lại di tích thời gian ở 2.000 năm trước. Đã từng ở sở quốc dừng lại một đoạn thời gian. Cuối cùng hướng về tiến vào đến cấm địa bên trong, bọn họ cũng không biết nguyên nhân. Chính là đối với nơi đây, sở quốc mấy đại tông môn, vẫn luôn là vẫn duy trì kính sợ. Nếu không phải mấy năm trước thú triều có sở quốc phương Tây cường đại thế lực viện thủ. Chỉ sợ toàn bộ sở quốc đều đã là trở thành tu la chàng lâm việt ở mọi người phía sau lúc này nhìn di tích mày hơi hơi nhan lại. Hắn ở chỗ này, cảm nhận được một cổ quen thuộc lại mặc danh hơi thở, hắn tuyên cổ bất biến tâm. Cảnh, lúc này thế nhưng xuất hiện gợn sóng, hắn rất sợ nhìn đến chính mình trong lòng nào một. Lại kết quả, trùng tiêu kiếm ý, mặc dù đi qua hai ngàn tái năm tháng. Như cũ là khó có thể ma diệt. Mọi người đều là mang theo kính sợ, lúc này hướng về di tích chỗ sâu trong xuất phát, mọi người. Vượt qua đầu lâu vị trí có thể nhìn đến đầu lâu cũng không hoàn chỉnh ở đỉnh đầu phía trên nhưng cắm một phen đoạn kiếm bất quá như cũ hủ bại không có từng tí thần lực giật tràn ra mọi người không cấm mang theo tiếc hận thanh kiếm này chỉ sợ đã siêu việt thứ bảy bước có trưởng lão thở dài nói bởi vì mặc dù tàn kiếm thần tính đã tiêu tán chính là như cụ có thể ở trên đó cảm giác đến sắc bén kiếm ý tự hồ có thể chém xuống nhật nguyệt sao trời mọi người không có muốn đem tàn kiếm gỡ xuống theo toàn bộ người bước vào đầu lâu bên trong ly thiên giáo trưởng lão cùng mấy đại tông môn người đều là tế gia từ tông môn bên trong mang ra tới đồ vật này đồ vật lai lịch rất là thần bí đã từng là bọn họ tiến vào đến một chỗ di tích hao phí vô tận sức người sức của mới gian nan mang ra trong tay bọn họ kiềm giữ lệnh bài cũng là hai ngàn năm trước này tôn cường giả sở lưu. Này tôn cường giả, đã từng ở sở quốc sinh sống một đoạn thời gian, ở tiến vào cấm địa phía. Trước, đã từng để lại một chỗ di tích. Trong đó chính là có sáu cái lệnh bài, đây là tiến vào nơi đây bằng chứng. Lâm Việt không biết khi nào, đã trà trộn tiến vào tới rồi đám người bên trong, theo nơi đây xuất. Hiện một cổ xương mù, mọi người lại trợn mắt, đã là đi tới di tích bên trong, đập vào mắt chỗ. Đều là phế tích cảm thụ không đến chút nào sinh linh hơi thở Bất quá có thể nhìn đến, thế giới này bên trong, nơi xa tựa hồ có cái gì không biết tên đồ vật Ở máy móc di động Hiện tại đã tiến vào đến di tích bên trong, được đến cái gì, các bằng bản lĩnh Chúng ta liền tại đây phân biệt đi, bằng không đến lúc đó phân phối không đều Khủng khiến cho tranh đấu, có tông môn người đề nghị nói Bọn họ chuẩn bị thập phần sung túc cũng biết được nơi đây không nhỏ bí tân bởi vậy lúc này đề nghị từng người tách ra cái này tông môn chủ yếu phòng bị đó là ly thiên giáo ly thiên giáo thực lực cường đại tới rồi nơi này không biết còn lưu có cái gì thủ đoạn bọn họ không nghĩ tới rồi cuối cùng bị tiệt hồ bởi vậy lời này vừa nói ra có mấy cái tông môn tán thành ly thiên giáo hai vị trưởng lão lúc này mày nhăn lại bất quá mọi người đều đã đề nghị bọn họ cũng không dám nói chút cái gì hiện tại mọi người đều là lựa chọn một phương hướng đến nỗi tới rồi cuối cùng được đến cái gì đều là toàn bằng tạo hóa các đại tông môn người đều là thực tinh đối với này chỗ di tích đều là có hiểu biết có nắm chắc có thể từ nơi này được đến một ít tạo hóa bởi vậy tách ra lúc sau đều là nhanh chóng hướng về một phương hướng tới gần lúc này ly thiên giáo bên trong vương vũ sư phụ mặt mày u lãnh nói những cái đó tông môn bên trong đều là chút cáo già hiện tại tách ra xem ra đã là đối chúng ta có điều phòng bị vương vũ sư phụ nhìn đến mọi người rời đi lúc sau vì cẩn thận khởi kiến như cũ là không có đem thân phận bại lộ ra tới hắn bối phận rất cao hai gã trưởng lão đều có thể tiền bối tương xứng lúc này hắn đôi tay phụ lập nói bất quá tới rồi cuối cùng đều là muốn tập hợp khi đó lại động thủ, này chỗ di tích cùng ta ly thiên giáo, có thật lớn liên hệ. Bên trong tạo hóa, là thuộc về ly thiên giáo, nói. Xong, hắn thân hình giấu kín ở đệ tử bên trong. Như cũ là hai gã trưởng lão mang đội, nơi. Này như cũ có nguy hiểm, không cần thả lòng cảnh giác trưởng. Lão nhắc nhở nói, lúc này bọn họ trong tay, không biết khi nào, đã xuất hiện một quyển bản đồ. Này thượng chuẩn xác đánh dấu, di tích trung tâm lâm việt lúc này đã thoát ly mọi người hắn tuy rằng đối với di tích cũng không quen thuộc có thể bằng vào khởi nguyên cổ tự suy đoán như cụ có thể biết hắn sợ yêu cầu đồ vật ở vào phương nào hắn ở nhanh chóng đi trước nơi này như cũ là có nguy hiểm chính là lâm việt không sợ bởi vì trước đó hắn liền suy đoán ra tới mấy năm trước hai người cũng tiến vào tới rồi nơi này hơn nữa vẫn chưa ngã xuống bởi vậy lâm việt có thể chiếu hai người đi trước lộ tuyến, an toàn đi tới. Hơn nữa hai người tựa hồ cũng biết này chỗ di tích bởi vậy con đường đều là chính xác. Đi thông chỗ sâu nhất, tiêu phí mấy ngày thời gian, Lâm Việt tránh đi nơi đây giống như U Linh. Giống nhau con rối rốt cuộc là đi tới chỗ sâu trong vị trí. Chỉ thấy trung tâm chỗ, là một chỗ thật lớn cung điện, chỉnh thể từ hòn đá đúc liền. Mang theo một loại cổ xưa ý vị, Lâm Việt biết, này tuyệt đối không phải hai ngàn năm trước vị kia cường giả đúc ra tạo mà là nơi phát ra với mặt khác địa phương. Này thượng lưu lộ ra tới năm tháng hơi thở, đã vượt qua mấy vạn năm. Mang theo một loại bất hủ bất diệt ý vị bất quá không biết trải qua cái gì. Này thạch chất cung điện như cũ tàn phá. Nóc nhà phía trên có một chỗ hình tròn đại động. Tự hồ là bị nhân sinh sinh một lóng tay vạch trần giống nhau, nơi này có lâm việt quen thuộc hơi thở thạch chất cung điện mặt trên hơi thở cùng giới hải bên trong thạch thành rất là tương tự hình như là xuất phát từ nhất thể lâm việt không có trần chờ trực tiếp một bước bước vào tới rồi trong đó vật đổi sao rời nơi này hơi thở hoàn toàn không giống nhau mang theo một loại quỷ dị hơi thở có thể xem tới được vô số quỷ hồn ở trong đó du tẩu bọn họ trên người ăn mặc chế thức giáp trụ tuy rằng sớm đã hủ bại chính là như cũ cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác này. Binh lính Lâm Việt hiện tại có thể khẳng định, này hẳn là năm đó vị kia cường giả đánh vào tới rồi cấm địa chỗ sâu trong. Từ bên trong mang ra tới cung điện này mặt trên luân hồi hơi thở thập phần nùng liệt hơn nữa. Quỷ hồn bộ dạng cũng là cùng Lâm Việt đã từng nhìn thấy âm binh có vài phần tương tự. Này cấm địa cùng Thạch Thành có cái gì liên hệ Lâm Việt lúc này lâm vào hoài nghi, hắn năm đó thấy được hắc ám thần quan cùng đại ngay vô lượng. Phật tôn hồn phách cũng là tiến vào tới rồi luân hồi lộ. Có phải hay không cũng đi tới thế giới này. Này đó lâm Việt chỉ có thể đãi cường đại lúc sau mới có thể xác minh, hiện tại chủ yếu. Đó là lấy được nói dẫn kinh văn, hiện tại hắn đã tới rồi bình cảnh. Khuyết thiếu kế tiếp kinh văn, bởi vậy mới có thể trì trệ không tiến, mà nói dẫn kinh thập phần. Huyền ảo. Lâm Việt yêu cầu mượn dùng này bộ kinh văn, đem chính mình đi trước lộ sờ soạn hoàn chỉnh. Chương 1419 Lữ Tổ Bộ Giáng Cường Giả Hư Ảnh Ở Lâm Việt suy đoán dưới, này nói dẫn kinh, năm đó khả năng cũng là thế giới này bên trong. Tối cao lưu lại, này bất quá là trước nửa bộ kinh văn. Chính là như thế huyền ảo, Lâm Việt tại đây đoạn thời gian, có thể nhanh chóng tiến dai. Cũng đúng là bởi vì nói dẫn kinh nguyên nhân. Này bộ kinh văn, có thể đem đan dược tác dụng phụ tiêu trừ, làm thân thể cơ hồ không có mệt đãi. Kỳ, có thể nhanh chóng tiến dai, theo lâm Việt không ngừng đi trước dưới, nơi này hoàn cảnh. Lại một lần biến hóa, nơi này xuất hiện một mảnh kiếm lâm, ngọn núi đều là thật lớn kiếm thể. Đây là năm đó vị kia cường giả thần thông sao, lâm Việt nhìn kiếm lâm, chậm rãi nói, xem. Ra năm đó vị kia cường giả, ít nhất đã là thứ 9 bước, lâm việt chậm rãi nói lâm việt nhàn nhạt nhìn kiếm lâm cho tới bây giờ nơi này như cũ có hừng hực kiếm ý ở tràn ngập này năm xưa vị kia cường giả diễn biến chính mình tiệt thế thần thông chính là tới rồi cuối cùng như cũ không có chạy thoát bị luân hồi trị ý ăn mòn vận mệnh ngã xuống ở nơi này chỉ có thể diễn biến ra này một mảnh di tích chờ đợi sau lại người được đến nơi này truyền thừa Lâm Việt mang theo khâm phục chi sắc, bất quá từ mặt bên cũng thuyết minh. Ở cấm địa cường đại, từ kiếm lâm bên trong, Lâm Việt nhìn ra. Trong đó không ngừng có luân hồi chi ý, tạo thành này tôn cường giả ngã xuống nguyên nhân chủ. Yếu, tựa hồ cũng không phải bởi vì như thế. Có mặt khác một cổ lực lượng ở vào cấm địa chỗ sâu trong, Lâm Việt lúc này có thể khẳng định nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Việt nếu là tưởng tiến vào trong, đó, ít nhất cũng cần thiết có thứ 9 bước thực lực tới rồi hậu kỳ thực lực tiến giai. Càng là thông thả, nếu là không có thật lớn tạo hóa nói, theo khuôn phép cũ tu hành, Lâm Việt không biết. Muốn đạt tới thứ 9 bước yêu cầu bao lâu, mà ở Lâm Việt dự tính bên trong. Chính mình muốn đem tự thân thực lực khôi phục, ít nhất cũng cần thiết cụ bị thứ 8 bước tu vi. Nghĩ tới nơi này, Lâm Việt ở được đến nói dẫn kinh lúc sau, liền có thể suy xét ra sở quốc đi tìm mặt khác cường đại địa vực đi đạt được cơ duyên cùng tạo hóa theo không ngừng đi trước dưới lâm việt thấy được phía trước xuất hiện vết máu vết máu đã khô cạn bất quá thực tân chính là ở phía trước không lâu lưu lại kia hai người cũng tiến vào tới rồi nơi này bất quá bởi vì không biết tên nguyên nhân mà bị thương liền ở lâm việt bước ra một bước thời điểm nơi này xuất hiện khủng bố kiếm khí tuy rằng ở năm tháng dưới đã bị tiêu ma đến lợi hại chính là như cũ là mang theo một cổ sắc bén chi khí như là có thể tung hoành cửu thiên lâm việt từ kiếm khí bên trong thấy được chủ nhân hào khí can vân một chén rượu xuống bụng thiên địa đều có thể chàm lâm việt bị này cổ tâm cảnh cảm nhiễm theo hắn một lóng tay dò ra hóa thành sắc bén kiếm khí lâm việt đã từng ở lữ tổ nơi đó được đến ngự kiếm thuật theo chính mình cảnh giới không ngừng bò lên, hắn đã đem này tắc thuật pháp diễn biến. Có thể từ thân thể bên trong, phát ra ra kiếm khí, tuy rằng này cập không thượng này cổ kiếm khí. Ý vị, chính là ở Lâm Việt hiện giờ nói dẫn kinh thêm vào thứ năm bước thực lực dưới. Này kiếm khí bị dễ như trở bàn tay giải quyết, bất quá này cũng không phải kết thúc. Mà là bắt đầu, theo Lâm Việt đem đạo thứ nhất kiếm khí giải quyết lúc sau, nơi này hơi thở cũng là càng thêm khủng bố. Vô tận kiếm khí, hóa thành gió lốc. Hướng về Lâm Việt đánh tới, đây là tuyệt diệt kiếm khí, thứ sáu bước dưới. Không có một người có thể ngăn cản, tuy rằng hiện tại Lâm Việt chỉ là thứ năm bước tu vi. Chính là đối với nơi đây kiếm khí, như cũ là phong khinh vân đạm. Thực lực của hắn, chính là thứ bảy bước, đều nhưng giao thủ, này. Kiếm khí, còn ngăn cản không được ta, Lâm việt nhàn nhạt nói chỉ thấy trên người hắn hiện ra vô tận kiếm khí nếu chủ nhân nơi này đã từng là dùng kiếm cao thủ chính mình lấy đồng dạng thủ đoạn ứng đối lại có gì phương hư vô kiếm khí đang không ngừng va chạm lúc này hiện ra khủng bố kim thiết giao kích tiếng động cuối cùng lâm việt vận dụng toan lực phong vân đảo cuốn oanh kiếm khí thổi quét lâm việt bên tai sợi tóc bị chém xuống xuống dưới một tia bất quá nơi này kiếm khí cũng là toàn bộ biến mất, thẳng đến sở hữu hơi thở đều tiêu tán lúc sau, Lâm Việt đứng ở tại chỗ. Trong lòng sinh ra hiểu được, hắn thông qua nơi đây kiếm khí, tìm hiểu ra một ít đồ vật thế giới này pháp. Cùng Lâm Việt ở vũ trụ cùng khởi nguyên nơi nhìn thấy, có điều không bình thường, tựa hồ cũng không cần mượn dùng thiên địa đạo tác, mà là lấy tự thân vì nói, tự thân đó là đại đạo. Lâm Việt cũng từ trong đó ngộ ra cái gì, kiếm đạo luân hồi đại đạo đều là nói một loại mà hiện giờ ta mượn dùng luân hồi đại đạo nơi này cường giả lấy tự thân vì nói lâm việt trong lòng dần dần hiểu ra đại đạo khi nào ra đời lại khi nào hủy diệt tự thân vì nói liền không chịu thiên địa ước thúc lâm việt bắt đầu xem kỹ tự thân hắn hiện tại bất quá là hoàn toàn nắm giữ luân hồi đại đạo chính là cũng không phải chính mình mà là thuộc về thiên địa nếu là thiên địa mất đi tự thân thực lực nơi phát ra chẳng phải là liền đoạn tuyệt nghĩ tới nơi này lâm việt nghĩ tới chính mình cần thiết đem tự thân đại đạo hoàn toàn luyện tiến chính mình trong cơ thể cũng hoặc là đem luân hồi đại đạo hoàn toàn hóa thành tự thân nói hiểu ra lúc sau lâm việt trong ánh mắt mang theo một cổ thâm thúy tiếp tục đi trước tới rồi mặt sau đã không có cái gì nguy hiểm đây là một chỗ tịnh thổ có thể nhìn đến giao thảo um tùm ngọc thụ so le bên trong ngồi xếp bằng hai người đang không ngừng tìm hiểu không biết địa phương nào sở phát ra tụng kinh tiếng động bọn họ xác mặt yên lặng mà tường hòa tự hồ ở vào nào đó thâm trình tự ngộ đạo cảnh bên trong bất quá theo thời gian trôi qua bọn họ trên mặt dần dần xuất hiện thật nhỏ mồ hôi tự hồ bọn họ tìm hiểu không được như thế cao thâm kinh văn hiện tại bọn họ thân thể đều ở dần dần hư ảo tự hồ sắp sửa hóa nói nếu là tiếp tục như vậy đi xuống. Rất có thể như vậy ngã xuống, hơn nữa hiện tại bọn họ đã hãm sâu trong đó. Khó có thể tự kềm chế, thôi. Lâm Việt nhàn nhạt nói, hắn chuyến này mục đích chi nhất. Là được lại chính mình cùng đại trưởng lão nhân quả, bởi vậy cứu ra này hai người. Cũng là kế hoạch chi nhất, Lâm Việt bước vào nơi đây. Nháy mắt liền minh bạch này to lớn tụng kinh thanh, đúng là ở giảng thuật nói dẫn kinh. Lâm Việt đứng thẳng ở chỗ cũ, thực mau, nơi này xuất hiện dị tượng. Tất cả đều hướng về hắn vờn quanh mà đến, Lâm Việt trên người kinh mạch cùng lỗ chân lông. Đều ở theo kinh văn tiếng động mà luật động, đây là hoàn chỉnh kinh văn. Bất đồng với Lâm Việt tan khuyết, kinh văn đạo tắc vô tận huyền ảo, tựa hồ ở trình bày nói cùng lý. Thập phần cao thâm, chính là Lâm Việt kiến giải, ở trong khoảng thời gian ngắn. Đều là khó có thể tìm hiểu tiếp xúc đến hoàn chỉnh kinh văn lúc sau lâm việt có thể khẳng định này nói dẫn kinh tuyệt đối là vô cùng cao thâm khả năng đã siêu việt tối cao cái này làm cho lâm việt đều là cảm giác được một trận kinh hãi chẳng lẽ thế giới này còn có siêu việt tối cao tồn tại lâm việt mang theo không thể tin tưởng hắn không có tiếp tục hướng về bước tiếp theo tưởng bởi vì nếu là cái dạng này lời nói thế giới này không khỏi liền quá mức với khủng bố bất quá lâm việt nghĩ tới mặt khác một loại khả năng chính là này nói dẫn kinh không phải nhân vi sáng tạo mà là ra đời với thiên địa chi gian bởi vì kinh văn quá mức với huyền ảo chính là hiện tại lâm việt tại đây tụng kinh tiếng động hạ đều là được lợi không ít tự hồ có khác hiểu được theo thời gian trôi qua nơi này tụng kinh tiếng động dần dần diễn biến thành một đám ký hiệu chậm rãi khắc tiến vào tới rồi lâm việt thức hải bên trong mấy cái ký hiệu chứa dục tất cả biến hóa hoàn chỉnh kinh văn bị lâm việt được đến nơi đây giao thảo cùng ngọc thụ đều là ở nhanh chóng khô héo đồng thời một đạo thất luyện tiến vào tới rồi lâm việt thức hải bên trong đây là năm đó kia tôn cường giả di lưu trong đó có tinh thuần lực lượng một bóng người xuất hiện ở lâm việt trước mặt lữ tổ lâm việt đối với này nói hư ảnh quá quen thuộc khí chất phía trên cơ hồ đều là giống nhau như đúc, chỉ là phục sức phía trên, có điều bất đồng, xem. Ra ngươi là đến từ chính cấm địa lúc sau thế giới, lữ tổ bộ dáng người, lúc này chậm rãi nói. Trường 1420 nhìn thấy đại trưởng lão con nối dõi. Hắn tự hồ biết rất nhiều bí tân. Nhìn ra Lâm Việt hiện giờ thân phận, Lâm Việt bình tĩnh nhìn lữ tổ bộ dáng người, nói. Người không phải lữ tổ, bất quá hơi thở cùng dung mạo đều quá tương tự, hắn, không có cự tuyệt chính mình là cấm địa lúc sau người tới. Lữ Tổ Bộ dáng người, trong ánh mắt biểu lộ đạm nhiên, nói, xem ra kiếp trước tiên đoán. Đem thực hiện, cấm địa phía sau đã người tới, này phiến thiên địa sắp điên đảo. Người nọ tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong, nói, bất quá tựa hồ thời gian tiết điểm cũng không chính xác, mặc kệ thế nào. Thế giới này quá nhiều dơ bẩn, nên quét sạch nói xong, hắn thân ảnh ở chậm rãi tiêu tán hắn đối với lâm việt được đến chính mình pháp cũng không có bởi vì là ngoại lai người mà kiên kỵ tựa hồ đây cũng là hắn cố tình vì này hoặc là cũng là căn cứ vào nào đó duyên pháp nơi này truyền thừa vẫn luôn đang chờ đợi lâm việt đã đến lâm việt đối với lữ tổ bộ giáng nam từ buổi nói chuyện có chút không rõ cấm địa lúc sau thế giới chẳng lẽ này phiến thế giới mới là chân chính đại thế giới sau lâm việt không có tưởng Hiện tại hắn đã được đến nơi này truyền thừa, trong đó có tinh thuần nói quả chi lực. Ở chậm rãi dung nhập Lâm Việt trong cơ thể, lúc này kia hai người cũng thức tỉnh lại đây, sắc mặt của hắn thập phần tái nhợt, như là trải qua thập phần khủng bố sự tình giống nhau. Nhưng bọn hắn nhìn đến Lâm Việt lúc sau, sắc mặt kinh hãi, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Vội vàng nói, bái kiến tiền bối, đối. Với ngày đó Lâm Việt sở biểu hiện ra ngoài uy áp, mặc dù là hai người hiện tại như cũ là lòng còn sợ hãi, nữ tử khuôn mặt thanh lệ, mang theo một cổ thanh nhã. Lúc này cũng là cung kính quỳ trên mặt đất, nàng không thuộc về sở quốc. Mà là đến từ chính càng cường đại câu trần quốc gia cổ, làm vương hầu chi nữ. Hắn tự nhiên biết, lâm Việt cường đại chỗ. Đây là nàng ở tham gia quốc tế là lúc. Đều không có nhìn thấy quá như thế cường giả, chẳng sợ hiện tại lâm Việt chỉ là xuất phát từ thứ. Năm bước chính là kia cổ như có như không khí chất. Đặc biệt là Lâm Việt có thể dễ như trở bàn tay hóa giải nơi này nguy cơ. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Việt hay không đã được đến nơi đây tạo hóa, bọn họ không có đi. Nghĩ lại, bọn họ chỉ sợ tâm niệm chen chúc chi gian đã bị Lâm Việt thấy rõ đến rõ ràng. Không cần giữ lễ tiết ta cùng với Ly Thiên giáo đại trưởng lão nhận thức, hôm nay tới đây. Mục đích chi nhất đó là cứu các ngươi, Lâm Việt nhàn nhạt mở miệng, "Ly Thiên giáo sao?" nam tử lâm vào trầm mặc bên trong ngày đó bọn họ đó là bị ly thiên giáo bên trong mỗ một cao tầng đuổi giết cuối cùng bất đắc dĩ trốn vào lần này cấm địa bên trong cuối cùng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tới nơi đây nếu không phải lúc ấy lâm việt sống lại trên người tự nhiên mà vậy phát ra kia cổ bí lực chữa khỏi hai người bọn họ chỉ sợ đã ngã xuống ở cấm địa bên trong táng thân thú bụng bất quá hai người cũng được đến thập phần thật lớn chỗ tốt đặc biệt là nam tử trên người, có một cổ như có như không kiếm khí. Tự hồ muốn phát ra mà ra, hắn được đến di tích cường giả bộ phận truyền thừa. Hiện tại đã ở vào thứ năm bước đỉnh, nghiễm nhiên đã là ly thiên giáo bên trong cường giả. Xin hỏi tiền bối, phụ thân ta, hiện giờ thế nào, nam? Tử dò hỏi, hắn trong miệng phụ thân. Tự nhiên chính là đại trưởng lão, nam tử từ, từ nhỏ thiên tư thông tuệ, ở lúc còn rất nhỏ liền du lịch thiên hạ, cuối cùng rời đi sở quốc, cuối cùng kết bạn nữ tử. Bất quá trở lại sở quốc quá trình bên trong. Lại là bị kẻ thần bí đuổi giết nếu không phải nam tử ở du lịch quá trình bên trong. Được đến rất nhiều tạo hóa, thực lực căn cơ vững chắc, chỉ sợ ở đặt chân sở quốc khi đó. Liền đã gặp nạn, bất quá trời không tiệt đường người, coi như cơ duyên xảo hợp, nam tử có thể mạng sống, nếu tồn tại ta liền mang các ngươi đi ra ngoài đi ly thiên giáo kia một mạch không làm gì được các ngươi lâm việt chậm rãi nói chỉ thấy lúc này hắn tu vi ở được đến hoàn chỉnh nói dẫn kinh lúc sau hơn nữa di tích cường giả truyền thừa tự nhiên mà vậy tới thứ sáu bước tu vi một cổ uy áp hình thành làm nam từ hai người đều là tim đập nhanh tuy rằng lâm việt hiện tại chỉ là cao bọn họ một cái cảnh giới chính là ở cảm giác bên trong lại dường như khác nhau như trời với đất. Như là cách hồng câu lạch trời giống nhau, bọn họ không rõ loại này chênh lệch vì sao mà hình. Thành, chính là đường nghĩ đến Lâm Việt phía trước sống lại sở biểu hiện ra ngoài trạng thái. Bọn họ chợt lại bình thường trở lại, ở bọn họ suy đoán bên trong, Lâm Việt tu vi. Chỉ sợ xa không ngừng thứ sáu bước mà là ở phía trên không biết rất xa bất quá tiến vào cấm địa lúc sau căn cơ đã chịu ăn mòn bởi vậy mới có thể dẫn tới tu vi ngã xuống hiện giờ bất quá vẫn cứ ở vào chữa trị bên trong thôi bất quá được đến lâm việt buổi nói chuyện nhận lời lúc sau nam tử hai người tự tin cũng đủ lên ly thiên giáo bên trong hiển nhiên có người không nghĩ hắn trở về năm đó đại trưởng lão đó là ly thiên giáo trưởng giáo hữu lực tranh đoạt giả mà tới rồi hiện giờ đại trưởng lão con nối dõi, thiên tư khủng bố, hiện tại trở lại ly thiên giáo. Như vậy chỉ biết ảnh hưởng một người địa vị. Kia đó là sắp bị khâm định vì người thừa kế trưởng giáo ấu tử, nam tử trong lòng đã minh bạch. Hiện tại hắn tu vi tới rồi này một bước. Tự nghĩ trừ bỏ trưởng giáo những cái đó tu hành nhiều năm lão quái, ở ly thiên giáo bên trong. Cho dù là một ít cao tầng, cũng là khó có thể đối này tạo thành uy hát iota đáng tiếc ta đột phá đến quá muộn bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ như thế nhiều nam tử đối với bên cạnh nữ tử chậm rãi nói có thể cùng ngươi ở bên nhau cái gì khổ ta cũng không sợ nữ tử nói hai người trong ánh mắt mang theo nồng đậm tình yêu khi bọn hắn trên người thương thế bình ổn lúc sau đa tạ tiền bối hộ pháp nam tử đứng dậy chân chính bọn họ chuẩn bị rời đi là lúc phía trước kiếm lâm bên trong đã đi ra một đội người đúng là ly thiên giáo bọn họ vận dụng la thiên dù mới khó khăn lắm tới nơi này chỉ thấy kia tông môn vũ khí sắc bén la thiên dù lúc này đã phá khai rồi mấy cái đại động tinh khí bốn phía hiển nhiên đã tổn hại đến thập phần nghiêm trọng có người nhanh chân đến trước trưởng lão ánh mắt một ngưng đương hắn nhìn đến lâm việt mấy người lúc sau giấu ở đệ tử bên trong vương vũ sư phụ cũng là hơi giật mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này thế nhưng có chính mình hai vị thù địch ngươi. Là, ngoại môn lâm Việt còn có đại trưởng lão con nối dõi, cầm. Đầu trưởng lão thanh âm ngưng trọng. Lâm Việt bình tĩnh nhìn chư vị trưởng lão, nếu là các ngươi hiện tại tránh ra, có lẽ còn có đường sống, lâm. Việt nhàn nhạt nói, bọn họ đều là đã chịu vương vũ sư phụ chỉ thị, đi vào cấm địa bên trong muốn thuận tay giải quyết đại trưởng lão con nối dõi. Có thể nói, đi vào nơi này người cơ hồ đều là trưởng giáo một mạch dòng chính. Đối mặt Lâm Việt nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí, hai vị trưởng lão không cấm cất tiếng cười to. Trong ánh mắt mang theo âm u, nói, bất quá là một cái ngoại môn đệ tử thôi. Mặc cho rằng có thể phiên thiên không thành, Lâm Việt trên người hơi thở đã bị che lấp. Bởi vậy bọn họ đều là không biết Lâm Việt hiện giờ tu vi đã có thể cùng trưởng giáo sánh vai, giấu ở đệ tử bên trong vương vũ sư phụ. Lúc này thấy được Lâm Việt cùng đại trưởng lão con nối dõi. Cũng không có sốt ruột hiện thân, hắn thập phần cẩn thận, muốn biết. Mấy người hay không có che giấu thủ đoạn, hoặc là đại trưởng lão cho cái gì thần vật động. Thủ, vương vũ sư phụ ở vào thứ năm bước đỉnh, lúc này truyền âm nói. Hai gã trưởng lão không chút do dự, hiện tại xuất phát từ thứ năm bước trên người thần lực hóa thành thao thao lửa cháy. Trực tiếp hướng về Lâm Việt cùng Nam tử đánh tới, phốc, hai xuyến màu đỏ tươi huyết hoa bắn. Khởi, mang theo giữ tận, hai gã trưởng lão thi thể rơi xuống đất. Không có chút nào ngoài ý muốn, hai gã thứ năm bước trưởng lão. Trực tiếp bị Lâm Việt sở chém giết, thứ năm bước cùng thứ sáu bước chi gian. Là một cái bình cảnh, tranh lệch thập phần thật lớn. Hiện tại Lâm Việt đã tới thứ sáu bước trên người nắm giữ nói dẫn kinh bực này vô thượng pháp môn trên người tu vi tinh luyện trình độ đã tới rồi nghe giận cả người nông nỗi